Vương Cửu Cửu trần trừ một chút rồi vội vàng nhét sách vở của mình vào túi, nhanh chân đuổi theo Tần Lạc, hô, thầy Tần. Tần Lạc quay đầu lại, thấy đó là sinh viên đầu tiên mình quen khi bước vào lớp học thì cười nói, tôi nói rồi, mộng đẹp của bạn chắc chắn sẽ thành. Tôi không lừa bạn chứ. Thầy Tần, da mặt thầy dày quá, em không thấy thầy đẹp trai chỗ nào. Vương Cửu Cửu cười khanh khách, trên mặt lộ ra đôi má lúm đồng tiền quyến rũ mê người. Không thể nào, Tần Lạc rất tiếc nuối nói, tôi rất đẹp trai đó, nếu không, bạn nhìn kỹ lại lần nữa đi. Không phải, Vương Cửu Cửu lắc đầu, chẳng qua thầy rất nam tính. Thầy xem, hiện giờ có mấy nam sinh còn mặc trường bào. Ngoại trừ hiệu trưởng của chúng ta thi thoảng mới mặc, thì thầy là người duy nhất trong đám nam sinh dám mặc như vậy. Tôi là nam nhân, không phải nam sinh. Tần Lạc lắc đầu, cười. Thầy chính là nam sinh, thầy chẳng lớn hơn bọn em bao nhiêu đâu. Vương Cửu Cửu cố chấp nói, đúng rồi, thầy Tần, có chuyện em phải nhắc nhở thầy. Cái gì? Tần Lạc nhìn đôi mắt xinh đẹp quyến rũ của nàng, hỏi. Không ngờ lại có cô nàng xinh đẹp như vậy đi học trung y. Tần Lạc mới đến, dĩ nhiên không biết Vương Cửu Cửu nổi tiếng khắp cả học viện này. Nghe nói ngày đầu tiên sinh viên tới trình diện, có một sinh viên quen biết bộ trưởng mượn cớ đến gần nàng, lúc giúp nàng kéo hành lý định nhân cơ hội sờ soạng nàng, không ngờ bị nàng thực hiện một chiêu ném qua vai vứt thẳng vào hồ cá. Lúc ấy tất cả những người xung quanh đứng như hóa đá, bọn họ không ngờ một cô gái xinh đẹp đáng yêu lại dũng mãnh khủng bố như thế. Càng không ngờ là nàng trông yếu đuối như vậy mà lại có sức khỏe kinh người. Chính nhờ chuyện này, danh tiếng của nàng trong trường vang dội khắp nơi. Vì nàng người cao chân dài, mặt mũi khí chất lại hơi giống nữ diễn viên Toàn Chí Hiền trong bộ phim Hàn Quốc cô nàng ngổ ngáo từng là cơn sốt mấy năm về trước, cho nên mọi người đặt luôn cho nàng danh hiệu cô nàng ngổ ngáo. Bình thường ở trong phòng học không một ai dám ngồi cùng chỗ với nàng, Tần Lạc mới tới nên không biết sống chết, tự mình đi tới ngồi, khiến cho nàng thấy hiếu kỳ. Cũng chính vì ác danh của nàng quá nổi, cho nên mới rồi trong phòng hóc khi mọi người nghi ngờ thân phận của Tần Lạc, nàng đứng dậy quát một tiếng mà cả lớp không ai dám đứng lên phản bác. Bối cảnh gia đình của Mã Hằng không đơn giản, hôm nay thầy khiến gã không xuống nước được, gã nhất định sẽ trả thù thầy. Vương Cửu Cửu lo lắng nói. Mã Hằng, chính là gã sinh viên bị thầy đuổi ra. Vương Cửu Cửu nhắc. Ồ, thì ra gã đó tên Mã Hằng à. Tần Lạc gật đầu, tôi không đuổi gã ra ngoài. Tự bản thân gã không muốn lên lớp của tôi đấy chứ. Khi nhà trường điều tra các bạn có thể làm chứng cho tôi. Hi hi, thầy Tần, em có lòng tốt nhắc nhở thầy phải cẩn thận bị gã trả thù đấy. Gã thường hay lui tới với một vài người ở ngoài trường. Người ở ngoài trường, tôi cũng ở ngoài trường đi vào đấy. Tần Lạc nói, nhưng bụng lại thầm nghĩ, tiểu tử này nếu cứ bỏ đi như thế thì tốt. Còn nếu mà không biết tốt xấu, định trả thù thì đừng trách ta hạ thủ vô tình. Hừ, dù sao em cũng nói trước cho thầy rồi, thầy tự bảo trọng đi. Vương Cửu Cửu nói, nàng suy nghĩ một chút, song ánh mắt bỗng trở nên giảo hoạt, nàng hỏi, thầy Tần, số điện thoại di động của thầy là bao nhiêu? Mẹ của em bị mắc một quái bệnh, nếu có vấn đề gì thì em sẽ gọi nhờ thầy chỉ giáo có được không? Quái bệnh gì? Tần Lạc khó hiểu, hỏi. À, cái này, mẹ em cứ khi nào đến thời gian đó thì bụng lại rất đau, hơn nữa còn hay nổi giận lung tung. Có chút việc nhỏ cũng có thể nổi trận lôi đình. Vương Cửu Cửu nhanh trí nói. Trong nháy mắt không biết nàng đào đâu ra chứng bệnh này nữa. Mẹ à, vì hạnh phúc cả đời của con gái mẹ, lão nhân gia người đành phải hy sinh một lần vậy. Cái này có gì là quái bệnh? Đây thuộc về hành kinh bế tắc, kỵ các thức ăn sống, lạnh, chua cay, uống nhiều nước đường đỏ. Đây đều là kiến thức cơ bản nhất, bạn học y chắc là phải biết chứ. Tần Lạc nghi ngờ hỏi. À, cái này... Bệnh của mẹ em không giống những người khác. Dù sao cũng rất kỳ lạ, em cũng không tiện nói rõ với thầy. Thầy biết đấy, bệnh của phụ nữ mà. Hi hi, thầy cho em số điện thoại đi, có chuyện gì em sẽ gọi cho thầy xin chỉ giáo. Vương Cửu Cửu trả lời qua quýt. Trước tiên lừa lấy số điện thoại của tiểu tử này đã, sau đó sẽ nghĩ cách khác để cua hắn. Tôi không có điện thoại, Tần Lạc lắc đầu nói. Không có điện thoại, thầy Tần, thầy không phải xuất thân từ thần nông đấy chứ. Thời đại nào rồi mà còn có người không dùng di động à? Không phải là thầy không muốn cho em biết đấy chứ? Yên tâm đi, em sẽ không nói cho ai đâu. Tần Lạc cười khổ, lắc đầu, tôi thật sự không có điện thoại di động. Tần Lạc không nói dối, hắn quả thật không có điện thoại di động. Trước kia lúc ở nhà,
bởi vì nguyên nhân thể chất nên Gia Gia không cho hắn tiếp xúc với loại thiết bị có chứa phóng xạ này. Hơn nữa, cho dù hắn có điện thoại di động thì cũng sẽ không có ai gọi cho hắn. Cho nên, Tần Lạc đã lớn như vậy rồi mà vẫn không có lấy nổi một chiếc điện thoại di động của riêng mình. Vậy sao, thôi được, em tạm tin thầy. Vương Cửu Cửu gật đầu, nói, nếu như mẹ em có vấn đề gì, em sẽ tìm thầy xin chỉ giáo. Yên tâm đi, chỉ cần tôi giúp được thì tôi sẽ cố. Tần Lạc nói rất nghiêm túc. Cứ như vậy đi, bye, bye. Vương Cửu Cửu nhét tai nghe vào tai rồi quay về lớp, vừa đi vừa vẫy tay tạm biệt Tần Lạc. Cô nữ sinh này, trên người có một loại khí chất tiêu sái, song phẳng thường xuất hiện trên người nam nhân. Loại khí chất này xuất hiện trên người nữ nhân lại trở nên đặc biệt hấp dẫn. Bởi vì Lâm Hoán Khê buổi trưa còn có hai tiết, Tần Lạc cũng ngại quay về một mình, cho nên liền quyết định ngồi lại phòng làm việc một lát. Tần Lạc chỉ là một giảng viên, dĩ nhiên không có phòng làm việc riêng. Bàn làm việc của hắn là của người tiền nhiệm hắn để lại, nằm trong một góc cạnh cái cửa sổ. Chỉ cần mặt hắn hơi nghiêng một góc 45 độ là có thể thấy được rừng cây trương thơm mát ở bên ngoài cùng con đường mòn tĩnh mịch dài đầy đá vụn. Cái phòng làm việc này là của mười mấy thầy cô sử dụng chung, tất cả đều là thầy cô lên lớp giảng bài của Học viện Trung Y và nhân viên công tác. Khi Tần Lạc cắp sách tới, trong phòng làm việc chỉ có mấy thầy cô buổi sáng có lớp ngồi ở đấy. Những thầy cô không có lớp căn bản sẽ không tới trường, thay vì lãng phí thời gian như vậy, không bằng tìm lấy một bệnh viện nhỏ mà ngồi xem bệnh. Huồng hồ Đại học Y khoa Thủ đô cũng có bệnh viện con của mình, cho nên các thầy cô không lo không có chỗ kiếm thêm. Tiểu Tần A, ngày đầu tiên đi dạy có thuận lợi không? Một thầy giáo hơn 50 tuổi hỏi. Lúc trước nhờ chủ nhiệm Quách giới thiệu, Tần Lạc biết y họ Chu, là thầy giáo chủ giảng nội kinh tuyển độc. Bởi vì tuổi nghề lớn nên y cũng có chút uy tín, ngoại trừ chủ nhiệm ra, trong phòng làm việc lời của y là có cân nặng nhất. Vâng, khá tốt, Tần Lạc nói. Hắn đã thấy được vẻ mỉa mai trên mặt thầy Chu. Thanh niên bây giờ tính tình đều khá nóng nảy. Nếu như chúng có nói khó nghe cậu cũng nên bỏ qua cho. Hai thầy giáo trước cậu đảm nhiệm trung y chẩn đoán học cũng vì không nén nổi tức giận nên bỏ đi, cậu không nên chấp nhặt với sinh viên như vậy. Ngoài mặt thì an ủi Tần Lạc, nhưng trong bụng lại cho rằng tài dạy của Tần Lạc kém tắm, chắc chắn sẽ bị những sinh viên kia đả kích. Không đâu, tôi cảm thấy bọn họ rất nghe lời. Tần Lạc cười nói. Cắp sách giáo khoa đi tới bàn làm việc của mình ngồi xuống. Ha ha, thanh niên có nhiệt tình là rất tốt. Thầy Chu cười giả tạo mấy tiếng, sau đó quay sang hỏi một thầy giáo mập mạp đeo kính mắt, Tiểu Trịnh, cậu vừa nói cái gì? Thầy cô nào yêu đương với sinh viên? Ồ, thầy Chu, anh cũng thấy hứng thú với chuyện này sao? Ha ha, chắc chắn anh không đoán ra là ai. Gã mập mạp nở nụ cười trông rất bị ổi. Những thầy giáo này đứng trên bục giảng thì là tấm gương tốt. Nhưng ở dưới bục chẳng khác những nam nhân bình thường. Tán gẫu cũng đã động tới nữ nhân, không có gì đặc biệt cả. Trường học nhiều thầy cô như vậy, tôi sao đoán được chứ? Thầy Chu cau mày nói. Ha ha, ai nổi tiếng nhất đây? Lệ Khuynh Thành, hay là Lâm Hoán Khê? Thầy Chu hỏi, đây là hai cô giáo xinh đẹp nổi tiếng nhất trong Đại học Y khoa, một người thì nhiệt tình như lửa, một người thì lãnh diễm như băng, hai người bị đám sinh viên gọi trêu là băng hỏa nhị trọng thiên. Ha ha, nếu là Lệ Khuynh Thành mọi người có cần phải phản ứng mạnh như vậy không? Không phải mỗi ngày đều có tin cô ấy đổi bạn trai sao? Gã mập mạp cười đùa. Chẳng lẽ là Lâm Hoán Khê? Giọng nói của thầy Chu có vẻ kinh ngạc. Cũng bởi vì hai nữ nhân này quá nổi tiếng, cho nên tất cả mọi người đều quen tính cách của hai nàng. Một người có bối cảnh đi du học, nghe nói đối với chuyện kia rất cởi mở. Một tuần đổi một bạn trai, hoàn toàn coi nam nhân thành nam sủng. Mà Lâm Hoán Khê thì hoàn toàn trái ngược với nàng, là người mà người lạ chớ tới gần. Bất cứ nam nhân nào nói chuyện với nàng ba câu trở nên, chân mày của nàng sẽ cau lại, mặt tỏ vẻ chán ghét. Khi đó, dù có là người mặt dày thế nào cũng không khỏi hoảng hốt bỏ chạy. Vốn Tần Lạc cũng không để ý tới cuộc nói chuyện của bọn họ, nhưng sau khi nghe được tên Lâm Hoán Khê từ trong miệng bọn họ thì không khỏi lắng nghe cẩn thận. Có vẻ chuyện này có liên quan tới Lâm Hoán Khê. Đúng vậy. Tôi cũng được nghe từ một người bạn ở Học viện Công nghệ Sinh học, bây giờ, cả Học viện Công nghệ Sinh học đã sôi cả lên vì chuyện này. Nghe nói đám sinh viên mến mộ Lâm Hoán Khê còn treo giải thưởng cao để tìm kẻ dám cua người tình quần chúng của họ, lôi hắn ra đánh cho một trận. Thật quá mức mà, cô ta nghĩ gì vậy nhỉ? Tìm loại nam nhân nào chẳng được, sao cứ phải chạy đi tìm sinh viên? Ha ha, cái này có là gì?
thầy Chu gần đây không lên mạng sao? Có một thầy giáo dạy số học ở trung học cơ sở cùng đại diện của lớp thầy ta dạy hôn nhau trong phòng học. Mà thầy giáo kia còn là người đã có vợ đó. Thật là phẩm đức suy đồi mà. Làm tấm gương tốt, sao có thể cùng sinh viên của mình, chuyện kia chứ? Lâm Hoán Khê cũng thật vô liêm sỉ. Tôi cảm thấy ở hội nghị toàn giáo giáo sư, lãnh đạo trường học phải thắt chặt việc giáo dục tố chất của giáo viên. Lương lên cũng bất chính, mà lương xuống đúng có vấn đề. Thầy Chu tỏ vẻ rất đau lòng, lớn tiếng phê bình. Nghe thầy Chu nói, Tần Lạc trong lòng cũng thấy khó chịu. Nếu y mắng thầy giáo số học ở trung học cơ sở đã có vợ kia thì Tần Lạc không có ý kiến. Trái lại còn giơ hai tay hai chân hoan nghênh, ngay cả một cô bé chưa trưởng thành cũng không tha, quả thật là cầm thú trong cầm thú mà. Nhưng y dựa vào cái gì để mắng Lâm Hoán Khê vô liêm sỉ đây? Lâm Hoán Khê là cô gái chưa kết hôn, mình cũng là trai tân chưa cưới hỏi, hai người lửa gần rơm bốc cháy bùng bùng cũng là chuyện thường thôi mà. Hơn nữa, đây là do bà Tám Trần Hiểu Tuyết kia vì muốn làm xấu thanh danh của Lâm Hoán Khê nên cố ý truyền tin tức ra. Chuyện này có liên quan gì đến Lâm Hoán Khê đâu? Tần Lạc ngẩng đầu, cười tít mắt nói, đấy có là gì? Yêu thương vốn chẳng quan hệ gì tới tuổi tác biên giới giới tính nhân số mà. Chương 20, con ca và Nokia. Mọi người không ngờ Tần Lạc lại dám phản bác, tất cả đều kinh ngạc nhìn hắn. Nhân viên mới vào làm của bất cứ ngành nghề nào không phải đều rất cẩn thận trong cử chỉ, lời nói sao? Người ngày đầu tiên tới làm đã đối nghịch với nhân viên cũ như Tần Lạc thế này mọi người mới được thấy lần đầu tiên. Có giáo viên tốt bụng biết tính tình thầy Chu nóng nảy nên lén đánh mắt cho Tần Lạc, ý bảo hắn bớt nói một hai câu. Làm ở đây mà chọc cho thầy Chu mất hứng thì chắc chắn sẽ bị gây khó dễ trước mặt chủ nhiệm. Người mới, cần gì phải tranh giành cơ hội chơi trội này. Quả nhiên, sắc mặt thầy Chu trầm hẳn đi, y quay đầu lại nhìn Tần Lạc, cười nhạt hỏi, cậu vừa nói cái gì? Tình yêu không liên quan tới cái gì? Tôi nói, tình yêu không liên quan đến tuổi tác, biên giới, giới tính, nhân số. Tần Lạc nói một hồi, người nào thực sự hiểu được tình yêu sẽ hiểu ra hàm ý trong những lời này. Nói cái gì khiến người khác tổn thương nhất, đó chính là nói thật. Những lời nói vừa rồi của Tần Lạc quá cay độc, lại càng trần trụi đâm trúng trái tim của thầy Chu. Bọn họ thuộc lớp người của thời đại trước nên nào có hiểu được cái gì gọi là tình yêu. Đều là theo lệnh của cha mẹ, nghe lời người mối mai. Trước khi kết hôn cũng chỉ được liếc qua một cái, cảm thấy hơi xấu hổ, cũng không nhìn rõ được nữ nhân sau này sẽ là vợ mình có mặt tròn hay mặt vuông nữa. Cho đến đêm tân hôn khi vén tấm hồng sa phủ trên đầu ra, lúc chuẩn bị ý chí Chu thì mới được thấy rõ ràng diện mạo của vợ mình. Vợ của thầy Chu không được mặn mà lắm, đặc biệt là lúc thu nhập của y lên cao, trong mắt y người vợ này càng trở nên xấu xí. Bình thường y đều cố lưu lại trường học, cho dù mỗi tháng tiếp xúc thân mật một lần thì cũng chỉ làm qua loa để giải quyết dục vọng. Vợ, đối với y mà nói chỉ là một đối tác, hay có thể nói là một bảo mẫu đa năng. Nghiêm khắc mà nói, thầy Chu quả thật không xứng để hiểu được tình yêu. Nhưng, cũng chính vì thế mà y càng tức giận với những lời nói của Tần Lạc hơn. Bộp, thầy Chu đập bàn một cái, đứng bật dậy, chỉ tay vào Tần Lạc mắng, cậu nói ai không hiểu tình yêu. Sao tôi không hiểu được tình yêu chứ? Tôi ăn muối còn nhiều hơn gạo cậu ăn, cậu thì hiểu được cái gì? Tần Lạc nhíu mày, hắn ghét nhất là những người cậy già lên mặt, dùng những ngôn từ như vậy để dạy dỗ người khác. Anh muốn chửi mắng người khác thì cũng phải chọn những từ ngữ nó mới mẻ một chút chứ. Nếu như anh thật sự ăn nhiều muối như vậy thì đã sớm mắc bệnh tâm huyết quản rồi. Tần Lạc hơi ngửa mặt ra sau, để cho làn gió ấm áp ngoài cửa sổ mơn man gương mặt hắn. Bởi vì nguyên do dương mạch trời sinh nên hắn không thể nổi dần, không thì sẽ khiến cho nhiệt lượng trong cơ thể tăng mạnh, nếu tình hình nghiêm trọng còn có thể gây bỏng lục phủ ngũ tạng. Cậu, tiểu tử này, thật sự quá vô lễ mà. Sao cậu lại đi dạy học được hả? Cậu có tố chất không đấy? Tần Lạc cười nhạt, nói, từ đầu đến cuối, cũng chỉ có mình anh ngồi đấy há mồm chửi mắng người khác. Tôi đã mắng anh được câu nào chưa? Ai không có tố chất thì tự hiểu. Cậu, đồ tiểu nhân này, tôi không nhiều lời với cậu nữa, tôi sẽ đi tìm chủ nhiệm, để hỏi ông ấy sao lại cho một thằng nhóc chưa đủ lông đủ cánh như cậu vào dạy ở đại học y khoa. Thầy Chu thấy Tần Lạc không giống những giáo viên khác, mỗi khi y vỗ bàn trừng mắt bọn họ liền ngoãn ngoãn phục tùng ngay, có thể còn nói vài lời mềm mỏng để xin lỗi y, ai ngờ tiểu tử này lại cứng đầu như vậy. Nếu chuyện ồn ào cả lên y cũng chẳng thu được lợi lộc gì, nên y chuẩn bị dùng nhiều năm tuổi nghề của mình để đi nói chuyện với chủ nhiệm. Anh xem,
đã mắng người khác là tiểu nhân lại còn muốn chạy đi báo cáo với cấp trên. Tần Lạc bỗng cảm thấy tranh chấp với người này thật quá vô vị. Có thể là do hắn thấy y mắng Lâm Hoán Khê quá khó nghe, nên mới không khỏi muốn biện bạch mấy lời cho nàng. Chấm, vậy anh dựa vào cái gì mà tự đặt mình lên đỉnh cao của đạo đức? Anh coi mình là Quan Thế Âm Bồ Tát Như Lai Phật Tổ chắc? Vừa nói xong câu đó, Tần Lạc liền ngẩn ra. Sao những câu này quen quá vậy? Buột miệng là nói ra luôn. Sắc mặt của thầy Chu càng trở nên khó coi, y dùng ánh mắt âm tàn liếc Tần Lạc một cái, sau đó nhấc chân bước về phía phòng làm việc của chủ nhiệm viện. Cậu xong rồi, gã mập mạp kia nâng gọng kính rồi nói với Tần Lạc, vợ của chủ nhiệm viện chúng ta là chị họ của y. Ai, mới đến thì cần gì phải tranh chấp với y những chuyện như vậy? Ở trước cậu đã có hai giảng viên trung y chẩn đoán học phải đi rồi đấy. Bị y đuổi sao? Tần Lạc hỏi. Không phải, là bị sinh viên đuổi. Mập mạp nói. Chỉ cần sinh viên không đuổi tôi, thì tôi sẽ không đi. Tần Lạc cười nói. Mập mạp nhìn Tần Lạc, lắc đầu nói, cậu còn non quá, có một số việc không phải cậu muốn thế nào là nó sẽ thế ấy. Xem tuổi của các chắc cũng chỉ vừa mới ra trường đúng không? Thôi, chuyện này coi như lấy tiền mua một bài học, sau này phải chú ý hơn đấy. Chỉ hy vọng như thế, Tần Lạc cười nói. Trong xã hội này, chỉ lúc bạn có việc cần nhờ người khác thì mới có thể ăn nói nhũn nhặn, bấm bụng nén giận với người ta thôi. Tần Lạc, hắn căn bản không để tâm tới vấn đề này. Giống như lúc hắn dám ngang nhiên đối chọi với phó viện trưởng Mã Hữu Tài của bệnh viện Trung Y vậy, do hắn không muốn ở lại viện Trung Y để làm nên mới dám không nể mặt y. Mã Hữu Tài hận Tần Lạc đến thấu xương, nhưng y có thể làm được gì? Bởi vì Tần Lạc không sống trong khoảng một mẫu ba phân y quản lý. Hắn ngoài tầm với của y. Mã Hữu Tài, Mã Hằng, sao lại cùng họ Mã vậy? Tần Lạc tính lại cầm tinh của mình, chẳng lẽ bát tự của mình với bọn họ xung khắc nhau? Thầy Chu đi rất lâu mà chưa thấy về, Tần Lạc biết y nhất định sẽ nếm mùi thất bại. Mình là người hiệu trưởng Lệ tự mình đưa tới, cho dù là chủ nhiệm viện cũng phải nể mặt mình vài phần. Nếu thầy Chu không tìm được cứu viện thì dĩ nhiên cũng chẳng còn mặt mũi nào về làm ra vẻ trước mặt mình nữa, chắc là đã chuồn đi đâu rồi. Tần Lạc rất hài lòng với kết quả này, không phải nhìn mặt người mình ghét là một chuyện rất vui mừng trong cuộc đời. Người nào không có kẻ thù sẽ không hiểu được cảm giác hạnh phúc này. Không tin, bạn thử tìm một đồng nghiệp cùng phòng tát cho người đó hai bạt tai xem. Những giáo viên khác trong phòng làm việc thấy thầy Chu đi mãi vẫn chưa về thì cũng bắt đầu thảo luận. Ánh mắt nhìn Tần Lạc đã trở lên nóng bỏng hơn. Sau khi tan học, lúc Tần Lạc đi tới bãi đỗ xe dưới khu nhà làm việc của Học viện Công nghệ Y học, Lâm Hoán Khê đã ngồi đợi ở trong xe. Lúc này đang là thời điểm sinh viên tan học, trong đám người tấp nập ồn ào, Tần Lạc cảm nhận rõ được có rất nhiều ánh mắt tập trung vào hắn, hơn nữa còn khá bất thiện. Càng khoa trương hơn là còn có người cầm điện thoại di động chụp ảnh hắn. Xem ra hội thầy trò yêu Lâm Hoán Khê có phạm vi truyền bá rất rộng ở Học viện Công nghệ Sinh học. Tần Lạc mở cửa xe bước vào, cười khổ, chúng ta mau rời khỏi đây đi. Nếu chị không đi, tôi sợ những người hâm mộ kia sẽ kéo tôi ra phố diễu hành mất. Nhảm! Lâm Hoán Khê khởi động xe, chiếc xe BMW màu xâm panh từ từ lăn bánh rời khỏi trường học. Bình thường chị không ăn cơm ở trường sao? Tần Lạc hỏi, hắn nghe chủ nhiệm Quách nói trong trường có nhà ăn cho nhân viên. Một vài giáo viên buổi trưa dùng bữa luôn ở nhà ăn. Có, Lâm Hoán Khê nói. Vậy hôm nay sao lại không ở lại? Bởi vì chuyện xấu giữa chúng ta, chị giải thích rõ ràng cho bọn họ không được sao? Tần Lạc cười hỏi. Không muốn phiền phức như vậy, mà việc đấy cũng chẳng cần thiết. Lâm Hoán Khê đáp. Thật lạnh lùng, Tần Lạc bĩu môi nói. Tần Lạc vốn tưởng Lâm Hoán Khê sẽ lái xe đưa mình về. Không ngờ nàng lại đánh xe đến khu phố Vương Phủ Tỉnh, một khu mua sắm lớn. Ăn cơm ở đây à? Tần Lạc đảo mắt nhìn xung quanh, hỏi. Mua điện thoại di động, Lâm Hoán Khê nói. Mua điện thoại di động, ừ, mình cũng nên mua lấy một cái để tiện cho việc liên lạc. Lâm Hoán Khê dẫn Tần Lạc vào một cửa hàng chuyên bán điện thoại di động, đi đến trước quầy, nàng nói với cô gái bán hàng, lấy cái máy kia cho tôi xem thử. Vâng, xin chờ một chút. Cô gái bán hàng niềm nở chào đón. Lâm Hoán Khê nhận lấy chiếc điện thoại, quay ra đưa cho Tần Lạc, nói, nhìn xem có thích không? Thích, Tần Lạc gật đầu, hắn quả thật rất thích cái điện thoại thoạt nhìn có vẻ hơi cồng kềnh này, mua cho tôi à? Tôi có điện thoại rồi, Lâm Hoán Khê nói. Chấm, lần này lấy tiền của tôi trả đi, Tần Lạc xấu hổ nói.
y phục trên người mình cũng là do nàng mua, nếu lại để người ta mua cho điện thoại cho nữa thì thật ngại quá. Lâm Hoán Khê không trả lời, tỏ ý bảo Tần Lạc mở điện thoại ra xem. Tần Lạc cầm lấy điện thoại ngắm nghía một hồi, sau đó đưa tay ấn cái nút có hình một cái điện thoại màu đỏ. Ấn một cái, không phản ứng. Ấn phát nữa, vẫn không có phản ứng. Dùng sức mà ấn, vẫn không phản ứng. Tần Lạc ngẩng đầu lên hỏi cô bán hàng, bên trong không có pin à? Cô gái bán hàng mặt đỏ bừng, cố nén cười nói, tiên sinh, phím mở điện thoại ở trên đỉnh điện thoại cơ, chính là cái phím màu đen ấy. Ách, Tần Lạc ngượng chín mặt, giải thích, trước kia tôi dùng điện thoại đều ấn phím này để mở máy mà. Cậu đang nói tới con ca, còn đây là Nokia. Lâm Hoán Khê mặt không đổi sắc nói. Chúng nó không phải anh em sinh đôi à? Sao thấy giống nhau thế? Tần Lạc chột dạ, giải thích. Sau khi đùa giỡn, Tần Lạc đang chuẩn bị thanh toán thì Lâm Hoán Khê đưa thẻ tín dụng của mình ra. Tôi có tiền mà, Tần Lạc nói, hắn muốn đưa thẻ của mình ra. Tôi biết. Thấy Lâm Hoán Khê nhanh nhẹn ký lên tấm ngân phiếu định mức, Tần Lạc cười khổ, nói, tôi có cảm giác như mình đang làm nhân tình quá. Hai người rời khỏi cửa hàng điện thoại, đi dọc theo con phố đi bộ về phía trước, ở góc phố cách chỗ họ không xa có một con phố đầy những món ăn ngon. Ở trước cửa một cửa hàng, một đám thanh niên quần áo các loại rất mốt đang biểu diễn hip hop. Các động tác đa dạng khiến cho nhiều cô gái vây quanh xem cứ thét lên chói tai, di động, camera chụp, quay không ngừng. Mã Hằng thấy Tần Lạc và Lâm Hoán Khê đang đi tới gần thì kích động vỗ tay, nói, các anh em, dừng lại, dừng cả lại. Vừa rồi chuyện tôi nói anh em có nhớ không? Xem ra chúng ta phải ra tay sớm hơn rồi. Chương 21, nhảy hai phóp, cương thi vũ. Mã Hằng là một phố vũ cuồng nhiệt xuất, phần tử theo trung học sơ cấp, sơ trung khi liền bắt đầu khiêu khóa, cả ngày chạy tới đi theo trên đường đích tiền bối học tập. Vài năm xuống dưới, thật đúng là có chút sở thành. Tại trường học tổ chức đích các loại, lễ lớn, điển lễ, hoạt động khi, hắn, ngươi, đích phố vũ đều là giữ lại tiết mục. Trung học khi càng, canh thị thuộc về, thuộc loại trong trường học đích nhân vật quan trọng, nhân vật phong vân, bằng vào này thân, màu sắc rực rỡ, sức tưởng tượng đích việc rất là phá được liễu mấy nữ nhân, bạn học, đồng học đích thân thể. Phố vũ kỹ thuật hảo, cũng không đại biểu học tập thành tích tốt. Hắn là sổ môn, bài học, công khóa, sáng lên liễu đèn đỏ. Lý nên hòa thủ đô y khoa đại học loại này danh giáo vô duyên. Chính là, nhưng là, lý chứ nói cho chúng ta biết, hết thảy đều có thể, khả năng. Tại Hoa Hạ Quốc, chỉ cần là tiền có thể giải quyết đích vấn đề, cũng sẽ không là vấn đề khó khăn, nan đề. Mã Hằng vừa mới có cái rất không tồi đích ra thế, này hết thảy liền, rõ ràng, thuận lý thành trương liễu. Hắn, người thiên tử nọ con cương nhân vật tầm thường, thụ, nhất không được người khác đích chỉ trích chửi rủa. Cho nên, làm Tần Lạc tại trong ban làm cho hắn, ngươi xuống đài không được đích thời điểm, hắn, ngươi lúc này đã nghĩ tới, đến trả thù phương pháp. Hắn, ngươi không thiếu tiền, bên người vừa mới lại có mấy, vài cái khiêu phố vũ đích bạn xấu, hồ bằng cẩu hữu. Cho nên, hắn, ngươi chuẩn bị tìm một cơ hội, bắt được Tần Lạc lạc đơn đích thời điểm, đem hắn, ngươi kéo vào trong ngõ hẻm hung hăng địa tấu một chút. Thật đúng là vô xảo bất thành thư, hắn. Ngươi vừa mới hỏa hắn, ngươi đích bọn này bằng hữu nói xong chuyện này, không nghĩ tới Tần Lạc thế nhưng tự ra hiện tại mắt của hắn ra dưới. Điều này làm cho Mã trong phòng cảm thấy được, cảm thấy người này không phải cần ăn đòn, mà là chủ động đã chạy tới tìm đánh. Mã Hằng vừa thông suốt kêu, này đang ở biểu diễn phố vũ đích bằng hữu đâu ngừng lại. Mã ca, có chuyện gì nhi chăm sóc, chiếu cố? Như thế nào, tiểu tử đó đã ra rồi. Tại nơi nào đâu, các huynh đệ đi tước hắn, ngươi. Nhanh chóng, chạy nhanh tấu hoàn chúng ta tiếp tục. Ta còn chuẩn bị phách, chụp cái kia 36D đích muội muội đâu. Mã Hằng chỉ vào Tần Lạc đích bối cảnh, nói, ngay tại chỗ nào đâu. Cái kia mặc trường bào đúng là. Qua dựa vào, chính là tiểu tử đó. Cái gì niên đại liễu, thế nhưng mặc trường bào. So với chúng ta ca mấy, vài cái còn có thể đùa giỡn khóc a. Chính là. Bất quá hắn bên người kia nữ nhưng thật ra thực đúng giờ. Có ngực có giám cổ, rất có, rất muốn làm đầu a. Mã Hằng liền cười, nói, các ngươi biết nàng là ai không? Ai a? Nhất Hoàng mau hỏi. Trường học của chúng ta đích lão sư, nổi danh đích núi băng, băng sơn, nữ thần. Các ngươi dám đi, bị một vố, nếm mùi thất bại. Hắc, ta cái gì nữ đồ chơi đùa, chính là không chơi đùa lão sư.
Các huynh đệ, chúng ta đi. Một đám người nói xong, liền oanh địa lập tức vọt đi lên. Hắc, các ngươi kiềm chế một ít, đánh cái cần chết, chết khiếp tựu thành liễu. Mã Hằng ở phía sau hô, cười hì hì bộ dáng. Nói thật, Lâm Hoán Khê không phải một cái tốt lắm đích đi dạo phố đồng bọn. Bởi vì nàng đi đường đích tốc độ quá nhanh, hơn nữa mắt, mục đích tính rất rõ ràng. Ví như, thí dụ như nếu nàng muốn mua nhất bộ di động, liền thẳng đến di động điếm. Ở giữa, trung gian đích cái gì trang phục điếm, món ăn bình dân, ăn vặt điếm tất cả đều bị nàng coi thường, không nhìn. Như vậy, tự ít đi liễu rất nhiều đi dạo phố đích niềm vui, lạc thú. Bất quá, có thể đi ở một cái tuyệt sắc mỹ nữ bên người, nhưng lại có thể thường thường đích bính bính của nàng vai, này lại cực độ đích thỏa mãn liễu Tần Lạc kia khỏa xôn xao bất an đích sắc tâm. Ngươi thích ăn cái gì thái? Lâm Hoán Khê hỏi. Ta tùy tiện, Tần Lạc mất tự nhiên, rụt rè nói. Ăn món cay tứ xuyên. Ta sợ lạt. Vậy ăn món ăn Quảng Đông. Lâm Hoán Khê buồn bực nói. Cương, mới vừa còn nói chính mình, tùy tiện, chính là, nhưng là, một chút cũng không, tùy tiện. Ân, được rồi, Tần Lạc gật đầu. Hai người đang muốn tiến Việt Hải Tửu lâu đích thời điểm, một đám năm cũ khinh chợt đột nhiên vọt lại đây, đem hai người tròn, bao quanh, địa vây quanh, cũng không nói chuyện, chính là vẻ mặt hy cười địa đánh giá, bọn hắn. Bọn họ đi theo trong vườn thú xem hầu tử dường như. Có chuyện gì sao? Tần Lạc hỏi, hắn, ngươi, đã muốn thấy được theo ở phía sau đích Mã Hằng. Xem ra, Vương Cửu Cửu đích nhắc nhở là chính xác. Tiểu tử này quả nhiên là có thù tất báo đích hóa. Hắc hắc, không có chuyện. Chúng ta chính là tới thăm ngươi một chút. Một cái tiễn toái phát đánh lỗ tai đích tiểu dễ nhìn nói. Người này trường theo sát. Theo Đông Phương Thần Khởi bên trong đích cái kia xoa xoa dường như, hẳn là thực chịu tiểu nữ sinh thích đích tiểu bạch kiểm loại hình. Điều này làm cho Tần Lạc trong nội tâm cực độ bất bình hành. Như vậy đích mặt hàng, nên làm cho bọn họ trường hé ra trừ mặt mới đúng. Nếu khắp thiên hạ sở hữu đích người xấu trên mặt đều dài hơn bệnh mụn cơm, đó là bao nhiêu, cỡ nào, làm cho người ta vỗ tay khen hay đích một sự kiện a. Ta trừ bỏ bộ dạng soái xuất một ít ngoại, không có gì hay xem. Tần Lạc nhún nhún vai, nói. Yêu, tiểu tử đỉnh cuồng thôi, nghe nói ngươi là lão sư, thực nghiêu bức đi. Muốn xem cùng ai so, cùng các ngươi so với trong lời nói, quả thật cũng không tệ lắm. Tần Lạc xem thường, hèn mọn nói. Hắn, ngươi, đã nhìn ra, bọn này ra súc chính là tìm đến chuyện này. Ngươi nếu lộ ra sợ hãi đích bộ dáng, càng tăng bọn hắn, bọn họ đích khí thế. Ngươi nếu đối chọi tương đương đích cùng bọn họ làm. Dù sao Hoành Kiên đều là cũng bị bọn hắn, bọn họ tấu một chút. Thà rằng đứng tử, không thể quỳ sống. Con mẹ nó ngươi đích muốn chết phải không? Ngươi tái cãi bướng, mạnh miệng thử xem ta quất chết ngươi nha. Cái kia đầu thượng cột lấy nơi vải trắng điều, như là trong nhà đã chết nhân dường như tiểu tử vẻ mặt lệ khí đích chỉ vào Tần Lạc mắng. Hắn, ngươi mặc ngắn tay tê sơ mi, trên cánh tay văn không biết là long vẫn là cá hố đích đồ chơi. Ngoạn ý nhi xem ra giống như là cái thay thế bổ sung xã hội đen thành viên. Lan, Lâm Hoán Khê nghe bọn hắn nói đích khó nghe, thần tình, vẻ mặt xương lạnh địa quát. Nàng cảm thấy được, cảm thấy chính mình mang Tần Lạc đi ra, liền lý nên đối hắn, người đích an toàn phụ trách. Hắn là như thế, đích tuổi còn trẻ tuổi, mềm mại, yếu đuối. Ha ha, Lâm lão sư, thật đúng là không hổ là chúng ta y khoa lớn đích quần chúng, đại chúng tình nhân. Ngay cả tức giận bộ dáng đô xinh đẹp như vậy, Mã Hằng theo đám người mặt sau chen vào đến, Tiếu A A nói. Hắn là y khoa lớn đích đệ tử, Lâm Hoán Khê nhìn Tần Lạc hỏi. Ta không biết, Tần Lạc nhún nhún vai. Ngươi, Mã Hằng lại một lần nữa bị Tần Lạc coi thường, không nhìn trong lòng thiếu chút nữa liền phun ra huyết đến. Hắn, ngươi chỉ vào Tần Lạc mắng, họ Tần, ta mặc kệ thân phận của ngươi là cái gì. Hôm nay, ngươi nhất định phải ở chỗ này cho ta giải thích. Biết báo nguy điện thoại đi. Tần Lạc xoay người hỏi Lâm Hoán Khê. Biết, Lâm Hoán Khê gật đầu. Báo nguy, Tần Lạc nói. Ha ha, hổ ca, nghe được bọn hắn, bọn họ nói cái gì liễu không? Báo nguy, thật sự là cười đến chết người liễu. Một đám người nhìn cái kia đầu thượng che vải trắng đích ra hỏa cười to. Nếu không như vậy đi, chúng ta làm cho hắn, người báo nguy thử xem. Khó mà làm được, nếu chờ ban ngày đều không có cảnh sát lại đây, chúng ta cũng muốn ở chỗ này cùng ngốc chờ sao. Thực hiển nhiên, trong nhóm người này có cảnh sát bối cảnh. Bọn hắn,
Bọn họ căn bản là không đem Tần Lạc đích uy hiếp làm hồi sự nhi. Thật sự không cần báo nguy, Tần Lạc hỏi. Nếu ngươi tưởng báo nguy trong lời nói, cũng có thể thử xem. Mã Hằng nói, bất quá, ta khuyên ngươi vẫn là đánh mất loại này đầu năm đi. Ngô Hổ hắn, ngươi, lão cha chính là này khu cục đích cục trưởng. Tần Lạc lắc lắc đầu, một bức thật đáng tiếc biểu tình, nói, ta là cho các ngươi lo lắng. Chúng ta khả bất, cũng không cần. Họ Tần, ngươi không phải tại trong ban thực hung hăng càn quấy, kiêu ngạo sao? Hiện tại, lập tức cho ta giải thích. Hơn nữa, Mã Hằng cao thấp đánh giá Liễu Tần Lạc một phen, cố nén cười ý, nói, còn muốn xuất ra một ít thành ý mới được. Thế nào mới tính xuất ra thành ý? Tần Lạc hỏi. Đi theo ta đây huynh đệ mặt sau làm động tác, hắn, ngươi, làm như thế nào, ngươi liền làm như thế nào. Mã Hằng chỉ vào một cái dáng người nhỏ gầy cùng hầu tử dường như ra hỏa nói. Đây là Mã Hằng vừa mới nghĩ đến đích độc kế. Tần Lạc làm cho hắn, ngươi tại lớp bạn học, đồng học trước mặt đã đánh mất lớn như vậy đích xấu, hắn, ngươi tự nhiên cũng muốn nghĩ biện pháp trả thù. Làm cho hắn, ngươi lấy một cái lão sư đích thân phận, mặc này thân kỳ dị đích trường bào khiêu phố vũ, nhất định tài năng ở, có thể ở này vương phủ tỉnh đường cái khiến cho náo động, oanh động đi. Đến lúc đó chính mình lại dùng camera, tương kỳ, đem hắn, ngươi khiêu vũ khi đích tần số nhìn phóng tới vườn trường bên trong trên mạng, xem hắn, nhìn hắn, hoàn như thế nào có mặt trở về dạy học. Tần Lạc nghĩ nghĩ, thế nhưng đáp ứng rồi. Nói, hành, ta cũng đỉnh thích khiêu phố vũ. Lâm Hoán Khê thiếu chút nữa đặt mông ngã, té ngã trên mặt đất, một cái liên thủ cơ khởi động máy đều không biết đích, dế nhũi, thế nhưng nói chính mình thích khiêu phố vũ. Có như vậy chuyện đùa, hay nói giỡn đích sao? Chúng ta đi thôi, không cần hiểu, để ý tới bọn hắn, bọn họ. Lâm Hoán Khê lôi kéo Tần Lạc đích tay áo, muốn, sẽ theo trong đám người chen đi ra. Từ từ, đằng đằng, ta còn là đi theo hắn môn khiêu một hồi đi. Khó được tìm được một cái học tập đích cơ hội. Tần Lạc đứng ở tại chỗ bất động, đối Lâm Hoán Khê nói. Ngươi làm sao hội khiêu vũ? Lâm Hoán Khê vội la lên. Không sao, không quan hệ. Một ít trụ cột động tác vẫn là biết. Tần Lạc nói. Nói như vậy, ngươi là đáp ứng rồi. Mã Hằng cười lạnh hỏi. Trong lòng nhưng thật ra có chút điểm nghi hoặc, chẳng lẽ người này thật là một phố vũ cao thủ. Thoạt nhìn không giống a. Đáp ứng rồi, đi theo hắn làm phải không? Tần Lạc chỉ vào kia xấu hầu tử hỏi. Đúng vậy, Mã Hằng nói. Sau đó lại quay sang đối kia xấu hầu tử nói, hầu ca, ngươi liền làm mấy, vài cái động tác cho chúng ta Tần lão sư nhìn xem. Đừng quá nan cáp, nói cách khác, chúng ta Tần lão sư hội vặn gãy, vặn gãy thắt lưng. Nói chuyện đích thời điểm, Hoàn cố ý mở chừng hai mắt. Hắc hắc, hiểu được. Hầu tử cười nói, hắn là trong nhóm người này khiêu vũ tốt nhất, hắn, ngươi đích máy móc vũ tại Yến Kinh cũng là, rất có, rất chút danh khí. Vì thế, hầu tử đứng ở phía trước, Tần Lạc đứng ở phía sau hắn. Hai người bài xuất một chữ hình đích học tập đội hình. Bọn hắn, bọn họ kỳ quái đích động tác cũng hấp dẫn liễu rất nhiều khách qua đường, nghĩ đến bên này có hai cái vũ đạo cao thủ muốn tỉ thí tài múa đâu, cũng sôi nổi, đều vây quanh lại đây xem náo nhiệt. Thấy rõ ràng liễu, ta muốn bắt đầu rồi, bắt đầu. Hầu tử nói. Từ từ, đằng đằng, Tần Lạc hô. Có chuyện gì? Hầu tử không kiên nhẫn hỏi han, hỏi. Ngươi trên vai có bụi, ta giúp ngươi vỗ vỗ. Tần Lạc nói chuyện đích thời điểm, đã muốn đi lên tiền rất nhanh ở bờ vai của hắn hòa sau cổ chỗ vỗ vài cái. Ngươi có hết hay không? Ha ha, hiện tại có thể bắt đầu rồi, bắt đầu. Tần Lạc lui về phía sau hai bước. Chờ hầu tử biểu diễn. Thấy rõ ràng liễu, biệt trong nháy mắt, ta khả trích biểu hiện một lần. Không học được trong lời nói, liền từ chúng ta khóa bộ chui qua đi thôi. Xấu hầu tử lại nhắc nhở đạo. Người có hết hay không? Có thể, bắt đầu rồi, bắt đầu đi. Tần Lạc không kiên nhẫn địa thúc sục đạo. Ngươi, chờ, hầu tử tức giận mắng. Nâng tay, kỳ quái, thủ động không được. Nhấc chân, kỳ quái, chân cũng không chút sứt mẻ. Xoay bột. Khách ba, một tiếng, cổ sai khớp, chật khớp liễu. Ba, khỉ ốm đích thân thể đứng không vững, cả người về phía trước phát, nặng nề mà té lăn trên đất. Ngạch đích cái mẹ ruột ai, thiếu chút nữa đem đá cẩm thạch sàn nhà, sàn đô tạp liệt liễu. Mọi người đầu tiên là sửng sốt, sau đó toàn trường ồ lên. Có người lớn tiếng giễu cợt, có người cầm di động cuồng phách, chụp còn có người thổi bay khen ngược đích huýt sáo.
mã giống hệt nhân diện trình xanh sao, khi ốm này đùa là thế nào vừa ra. Này không phải máy móc vũ à, này cả, toàn bộ một cương thi vũ thôi. Tần Lạc chỉ vào quỳ dạp trên mặt đất rên rỉ đích hầu tử, đối Mã Hằng nói, ngươi để cho ta học đúng là này. Hành đi, ta hướng ngươi giải thích, này ta thực không học được. Chương 22, có cha nó, tất có con nó. Mấy thiếu niên nhảy hai phóp chạy tới muốn dìu hầu tử đứng lên, nhưng hắn lại giống như người máy mất điện. Tay không thể giơ lên, chân không thể cử động, một mực bảo trì tư thế trước khi đứng thẳng, nhất định phải hai người dìu mới có thể đứng vững. Hầu tử, mày cảm thấy thế nào? Gã xã hội đen dự bị có xăm hình cá hố trên cánh tay sốt ruột hỏi. Anh hổ, em tiêu rồi, em tiêu thật rồi, tay em không thể cử động, chân cũng không thể cử động, em tiêu rồi, không thể nhảy hai phóp được nữa. Đột nhiên gặp phải loại tình huống này khiến thần kinh yếu ớt của xấu hầu sụp đổ triệt để. Khóc la đến nỗi nước mắt nước mũi giàn giụa, giống như thực sự tàn tật vậy. Đương nhiên, trong lòng của gã cũng xác thực là nghĩ như vậy. Thân thể trở nên khác thường, khiến gã không mảy may nghi ngờ mình đã tàn tật. Có phải là mày không? Có phải là mày làm trò quỷ không? Mã Hằng chỉ vào Tần Lạc hỏi, bộ dáng hổn hển. Cậu không nên ngậm máu phun người, chuyện đó và tôi có quan hệ gì chứ? Tất cả mọi người đều thấy, có thể làm chứng cho tôi. Tôi còn tưởng đấy chính là nhảy hai phóp các người để tôi học chứ. Tần Lạc nói đầy vẻ vô tội, tạo ra tiếng cười thiện ý của người xem xung quanh. Trong mắt bọn họ, những thanh niên trang phục quái dị này căn bản chính là thiếu niên bất lương. Bọn họ rất thích xem, có người có thể làm bọn chúng kinh ngạc. Nhất định là mày, vừa rồi mày vỗ bả vai hầu tử. Mày rốt cuộc đã làm trò quỷ gì? Mau chữa hầu tử cho tốt, bằng không, bọn tao sẽ không khách khí với mày. Mã Hằng hung hăng nói, đám người vây chặt Tần Lạc ở chính giữa, đề phòng hắn đột nhiên chạy trốn. Không khách khí sao? Tần Lạc khinh thường mà hỏi. Mã Hằng, con mẹ nó mày nói nhảm nhiều với hắn như vậy làm gì? Gã khốn khiếp này động tay động chân với hầu tử, phế hầu tử đi. Chúng ta cũng phải phế hắn đi mới được, một mạng đổi một mạng. Gã cá hổ đỏ hồng con mắt nói, sát khí đầy mặt. Tôi không đồng ý, Tần Lạc cự tuyệt nói. Tại sao tôi phải đền mạng bọn người ngu xuẩn cỏ chất đầy trong đầy như các cậu? Các cậu nếu chết thật, thì xem như là vì dân trừ hại đi. Xít mẹ kiếp, các anh em, gọt hắn. Gã cá hổ nóng tính nhất, lúc kêu gọi, đã đập một quyền lên mặt Tần Lạc. Tần Lạc kéo mạnh Lâm Hoán Khê ở bên cạnh ra, tránh cho nàng bị thương không cần thiết. Thân thể bước xéo một cái chắn ở phía trước nàng, sau đó ra tay như thiểm điện. Nằm quyền hai người vừa chạm nhau, gương mặt gã cá hổ liền nhăn nhó trong nháy mắt. Cả đám đằng sau còn chưa kịp xông lên trợ giúp, chợt nghe gã cá hổ giữ lấy tay phải quỳ trên mặt đất giống lên, a, à, đau quá. Đau chết tao. Anh hổ, anh làm sao vậy? Anh hổ, anh không có chuyện gì chứ? Tay anh hổ chảy máu rồi. Tay anh hổ chảy máu rồi. Nhanh đi mua thuốc. Thấy Lâm Hoán Khê lộ vẻ nghi hoặc mà nhìn qua, Tần Lạc cho nàng xem mai hoa châm giấu giữa khe hở trên ngón tay, nói, tôi quên nhắc bọn chúng. Trong tay tôi có châm. Bọn chúng không sao chứ? Lâm Hoán Khê hỏi, trong nháy mắt, người có cửu oán với Tần Lạc người thì, co quắp, người thì, tàn, Lâm Hoán Khê thật đúng là sợ Tần Lạc gây loạn thật. Không sao đâu, Tần Lạc cười lắc đầu, có điều sẽ có chút đau nhức. Lâm Hoán Khê nhìn thoáng gã cá hố đang quỳ trên mặt đất giống lên. Hẳn không phải chỉ có chút đau nhức đâu. Cho dù là ai nếu toàn lực đánh một quyền vào cây châm nhỏ, phỏng chừng đều sẽ phản ứng như gã vậy. Cũng may Tần Lạc hạ thủ lưu tình, chỉ để kim sát bề mặt. Nếu hắn mà để rôi ra một đoạn, có thể trực tiếp đâm thủng bàn gã. Mã Hằng thấy bên mình lại có một người anh em ngã xuống, nhưng tức giận trong lòng lại không thể phát tiết, khiến gã có cảm giác muốn điên. Các anh em, phế họ Tần kia đi. Mã Hằng la lớn. Bản thân một mình xông tới trước. Mắt Tần Lạc nheo lại, ba ngón tay nắm ngân châm, bày ra một tư thế mẫu mực lúc châm cho người bệnh. Sau đó người hơi nghiêng, tránh nắm quyền Mã Hằng đánh tới, ngân châm nhắm ngay dưới xương sườn của gã mà đâm. Mã Hằng cũng kêu thảm một tiếng, giữ chỗ dưới xương sườn ngã xuống đất. Những thiếu niên nhảy hai phóp còn đang gào khóc chuẩn bị xông lên nhưng thấy Mã Hằng cũng chỉ một hiệp đã bị người ta hạ gục, thân thể vọt nhanh tới trước liền khựng lại. Dù thế nào cũng không dám đấu tùy tiện với ngân châm lóng lánh ánh bạc trong tay Tần Lạc. Không ai lên nữa à? Tần Lạc cười hỏi. Những thiếu niên nhảy hai phóp kia mày nhìn tao, tao nhìn mày, nhưng không có ai dám xông lên đầu tiên.
Báo cảnh sát đi, báo cảnh sát đi, bọn ngu ngốc các người. Gã cá hổ quỳ trên mặt đất la lớn, sau đó gã lại khóc giống lên. Có người lúc này mới kịp phản ứng, tranh thủ thời gian lấy điện thoại từ trong túi ra bấm số điện thoại báo cảnh sát. Vừa rồi tôi hảo tâm báo cảnh sát thay mấy người nói không cần mà. Tần Lạc dùng chân đá đá Mã Hằng nằm dưới lòng bàn chân hắn, nói lộ vẻ chế giễu. Họ Tần kia, bố mày không để yên cho mày đâu. Mã Hằng giữ chặt dưới xương sườn mắng. Gã khóc thật, không biết chỗ nào dưới xương sườn bị hắn đâm nữa, giống như là dùng dao phẫu thuật mổ xẻ khiến người khác khó có thể chịu được. Tần Lạc ngồi xổm xuống, nhìn thoáng qua Mã Hằng nói, chửi người khác. Châm một cái nữa. Cổ tay nhẹ giơ lên, ngân châm lại một lần nữa đâm vào cơ thể. Vì vậy, cả đường cái đều vang lên tiếng gào thét như heo chọc tiết của Mã Hằng. Chúng ta đi thôi, Lâm Hoán Khê ở phía sau nhắc nhở. Nàng biết rõ sự tình bắt đầu ồn ào rồi, muốn nhắc Tần Lạc tranh thủ thời gian rời đi. Cảnh sát có biết nhà của chị ở đâu không? Chắc là không biết, Lâm Hoán Khê nói. Vậy chúng ta tranh thủ thời gian về nhà. Tần Lạc kéo tay Lâm Hoán Khê định ly khai. Nhưng mà, lúc này cảnh sát tới còn nhanh hơn so với tưởng tượng của bọn họ. Bởi vì lúc bọn họ vừa mới chuẩn bị thoát khỏi hiện trường phạm tội, thì có hai cảnh sát chìm chạy nhanh về phía bên này. Xem ra đi không được nữa rồi, Tần Lạc cười khổ nói. Nếu như cảnh sát chưa tới, bọn họ đã đi rồi. Cùng lắm thì cảnh sát tìm tới cửa điều tra lấy chứng cứ thôi. Nhưng mà, nếu bây giờ bọn họ chạy trốn, nhất định sẽ bị cảnh sát lùng bắt về. Ban đầu, Tần Lạc vốn thuộc về dạng phòng vệ nhưng sau đó lại chứng thực tội danh bỏ trốn sau khi đả thương người. Lúc Mã Hữu Tài đang nói chuyện công việc với người khác ở quán trà thì biết chuyện con mình bị người ta đả thương. Ở chỗ nào, phân cục Mỹ Lan, được, tôi lập tức qua đó. Mã Hữu Tài lộ vẻ bình tĩnh cúp điện thoại. Mã viện trưởng, đã xảy ra chuyện gì à? Gã trung niên ngồi đối diện lên tiếng hỏi. Không có việc gì, con tôi xảy ra một chút mâu thuẫn với người khác, tôi qua đó xử lý một chút. Cười ha hả mà nói với người kia, không có biện pháp. Ai bảo gã đàn ông trước mặt này có bối cảnh mình không thể trêu vào chứ? Có cần hỗ trợ không? Trung niên nam nhân hỏi. Ha ha, Vương Tổng quá khách khí. Chỉ là một chút chuyện nhỏ, không dám nhọc công Vương Tổng. Đợi tới khi tôi gặp chuyện bất công, tự nhiên sẽ xin Vương Tổng ra mặt giúp. Mã Hữu Tài khách khí mà nói lời cảm tạ. Ừ, vậy chuyện chúng ta nói cứ quyết định như thế. Về phần tiền hoa hồng 20% thì tôi giống lần trước, chuyển qua tài khoản ngân hàng Thụy Sĩ. Được chứ? Được, hợp tác với Vương Tổng, tôi rất yên tâm. Mã Hữu Tài đứng lên, sau khi bắt tay với Vương Tổng, cầm theo cặp đi nhanh ra ngoài. Khi đến phân cục Mỹ Lan thì lòng nóng như lửa đốt, liền xông thẳng vào văn phòng cục trưởng. Bên trong có một cảnh sát mặc thường phục đang gọi điện thoại. Lão Ngô, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bọn Mã Hằng sao rồi? Là con rùa đen nào đã thương nó? Xem ra Mã Hữu Tài quan hệ rất thân với cảnh sát này. Cho nên nói lời nói chẳng hề khách khí. Cảnh sát mặt tròn ra dấu bảo Mã Hữu Tài đừng lên tiếng, sau đó tiếp tục nói điện thoại. Mã Hữu Tài lo lắng đợi 2-3 phút, cảnh sát mặt tròn mới cúp điện thoại. Lão Ngô, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Mã Hữu Tài sốt ruột mà hỏi. Cảnh sát họ Ngô ném điếu thuốc cho Mã Hữu Tài, sau đó kẹp một điếu ở miệng mình, nói, yên tâm đi. Tất cả đều được dẫn về cục, không chỉ con anh bị thương. Con tôi còn bị thương nặng hơn. Bây giờ đã đưa vào bệnh viện Đệ Tam gần đây kiểm tra rồi. Không có chuyện gì lớn cả. Đối phương có địa vị như thế nào? Sao lại kiêu ngạo thế? Mã Hữu Tài hỏi. Địa vị cái rắm, tôi đã hỏi qua đám nhóc kia, nói là thầy giáo đại học y khoa. Ngô cục trưởng nhả ra một vòng khói, khinh thường nói. Lão Ngô, đây là địa bàn của anh cần giúp tôi bỏ cục tức này. Mã Hữu Tài đặt thuốc xuống bàn trà. Sắc mặt âm trầm nói. Yên tâm đi, xem tôi làm sao chơi chết bọn chúng. Đi, là người nhà của người bị hại, trước tiên chúng ta phải đòi lại một chút lợi ích. Ngô cục trưởng cười ha hả nói. Ừ, đi xem thử, Mã Hữu Tài nói. Cửa buồng giam bị người đẩy ra, Tần Lạc đang nói chuyện phiếm với Lâm Hoán Khê. Lâm Hoán Khê đã gọi điện cho cha nàng, Lâm Thanh Nguyên cũng đang trên đường tới. Dùng uy thế viện trưởng của Lâm Thanh Nguyên và nhân mạch kinh doanh ở Yên Kinh. Thì cũng không phải khó giải quyết chuyện này. Sao lại là cậu? Mã Hữu Tài nhìn thấy Tần Lạc, vẻ mặt rõ ràng trở nên cứng ngắc. Tần Lạc ngẩng đầu nhìn thấy Mã Hữu Tài, đầu tiên là sững sờ, sau đó híp mắt lại nở nụ cười, nói, Mã viện trưởng, đã lâu không gặp,
hai người biết nhau à? Ngô cục trưởng nhìn thoáng người bạn già của mình lộ vẻ mờ mịt, hỏi. Nhớ tới mục đích của mình, Mã Hữu Tài lắc đầu nói, cũng không quen lắm. Chỉ là có gặp qua một lần. Mã viện trưởng, ông nói vậy thật không có lương tâm hen. Tôi giúp ông giải quyết vấn đề lớn như thế, ông còn không thèm mời tôi ăn cơm. Mấy hôm trước xem báo, khắp thế giới đều là tin tức ông tiếp nhận phỏng vấn. Nói cái gì mà dưới sự dẫn dắt của ông, tổ chuyên gia trải qua rất nhiều giờ không ngủ không nghỉ không ăn cơm không đi vệ sinh, rốt cục cũng giải được một cái nan đề mới trong lịch sử y học. Dù nói thế nào, tôi cũng là một thành viên trong tổ chuyên gia mà. Bây giờ ông trở mặt, không phải thật khiến người ta thất vọng sao? Tần Lạc dùng giọng mỉa mai nói. Bệnh viện thuộc Đại học Trung Y sau khi giải quyết sự cố chữa bệnh nghiêm trọng kia, bởi vì người trong cuộc Tần Lạc lúc đó té xỉu, nên tin tức tiếp theo, Phó Viện trưởng Mã Hữu Tài được đại xuất danh tiếng. Nếu người khác không có mặt mũi nói không nên lời thì lão dám nói. Chuyện này người xấu hổ không làm được thì lão dám làm. Cuối cùng, cơ hồ tất cả truyền thông đều bảo sự cố chữa bệnh lần này là do lão lãnh đạo sáng suốt khiến kết thúc viên mãn. Lâm Thanh Nguyên sắp nghỉ hưu, lão cũng thành nhân tuyển tốt nhất của chức viện trưởng của bệnh viện. Nghe nói ở hội nghị cao cấp trong toilet, còn có người đề nghị bảo Lâm Thanh Nguyên xin nghỉ hưu sớm, cho Mã Hữu Tài có công này lên thế. Bị người trong cuộc Tần Lạc nói trúng tim đen, sắc mặt Mã Hữu Tài đỏ một lúc, tím một lúc. Lão cảm thấy không nên dây dưa ở vấn đề này với Tần Lạc, lớn tiếng mắng, con tôi có phải là do cậu làm bị thương? Cậu dựa vào cái gì mà đả thương người khác chứ? Con ông, ai là con ông? Tần Lạc cười hỏi. Mã Hằng, đừng nói là không biết nó chứ. À, Mã Hằng chính là con của ông à? Tần Lạc kinh ngạc hỏi. Tiếp theo lại ra vẻ đã hiểu nói, lúc ấy tôi còn thấy kỳ quái, sao hai cửu nhân của tôi đều họ Mã? Bây giờ nghĩ lại, cho dù không cần nghiệm chứng ADN, cũng biết vợ ông không có vụng trộm với người khác. Thằng nhóc đó tuyệt đối là con ông, cha con các người thật đúng là giống nhau nha, quả thực là tính tình giống như đúc. Chương 23, tôi muốn khiến hắn nợ tôi. Lâm Thanh Nguyên chạy tới đích thời điểm, vừa hay nhìn thấy Mã có tài chỉ vào Tần Lạc khí thuyết không ra, không ra, không quá, nói đích trường hợp. Kia trường cây quýt ra bình thường đích xấu mặt yếu đa khó coi có bao nhiêu khó coi. Trong lòng thầm vui không thôi, nghĩ thầm, nghĩ rằng, này Tần Lạc thật đúng là Mã có tài đích khắc tinh. Mã có tài cổ tay lợi hại như vậy chính là nhân vật, nhân bao nhiêu người đều bị hắn, ngươi đùa bỡn tại bàn tay bên trong. Khả mỗi lần gặp phải hắn, ngươi đều bị hắn, ngươi khiến cho vẻ mặt khó chịu nổi, nan kham xuống đài không được. Thậm chí, có nhàn hạ đích buổi chiều, Lâm Thanh Nguyên hoàn ý đặc biệt, cố ý tự hỏi quá vấn đề này đích nguồn gốc, căn nguyên. Mỗi người đô sinh hoạt tại thể chế trong vòng, bởi vì đã bị khuôn sáo đích hạn chế, cho nên có rất ít người có thể không kiêng nể gì đích giảng ra bản thân đích tâm lý nói. Tần Lạc là một ngoại tộc, hắn... Ngươi, làm cho người ta đích cảm giác chính là du ly ở tam giới ngũ hành ở ngoài, không thể, không chịu bất luận kẻ nào quản thúc đích quái nhân. Người như vậy sống được nhất mình, cũng nhất thống khoái tiêu sái. Hắn, ngươi, giống thời cổ đại trường kiếm đi chân trời, thiên nhai, đích du hiệp, cướp của người giàu chia cho người nghèo, ức cường phù nhược, uống rượu trường ca, khoái ý ân cừu. Tần Lạc lấy tuyệt thế y thuật phi kiếm, làm lấy hòa cổ đại du hiệp đồng dạng sự tình. Có đôi khi... Ngay cả Lâm Thanh Nguyên, đô thị, đều đã hâm mộ tiểu tử này đích cuộc sống. Dùng câu mạng lưới thông tục nói mà nói chính là, ta đây nhân cũng không mang thù, bình thường hữu cửu ta cùng ngày, đương thiên liền báo liễu. Nhân sinh khổ đoạn, cần gì phải chịu lũ tiểu nhân này đích điểu khí. Mã viện trưởng, đã xảy ra chuyện gì nhi? Lâm Thanh Nguyên, bản chứ kiểm, phụng phịu quát. Bất kể như thế nào, vô luận như thế nào hắn, ngươi đều là phụ thuộc bệnh viện đích viện trưởng. So với Mã có tài đích chức vị cao hơn như vậy bán dai. Này cái giá vẫn là bãi đắc. Ngươi hỏi hắn tốt lắm. Mã có tài mặt đen lên nói. Đại sảnh một vị nhân vật trọng yếu đã cùng hắn. Ngươi bắt chuyện qua, chỉ cần Lâm Thanh Nguyên xuống dưới, sẽ đem hắn, ngươi phủ đi lên. Hắn, ngươi bây giờ còn thật sự là không quá đem lão đầu này nhi để vào mắt. Bất kể như thế nào, vô luận như thế nào Tần Lạc cũng là chúng ta bệnh viện đích có công chi thần. Ít nhất, hắn. Ngươi hẳn là đã bị chúng ta phụ thuộc bệnh viện toàn thể cao thấp đích tôn trọng. Lâm Thanh Nguyên không khách khí chút nào địa đối Mã có tài nói, dù sao hắn, ngươi cũng mau yếu lui, cũng đồng dạng không đem Mã có tài làm một cái đĩa ăn sáng, lời nói dối nói hơn, chính ngươi cũng trở thành thực thôi đi. Ngươi thật sao nghĩ đến kia 36 cái, hài tử, đứa nhỏ là ngươi cứu trở về tới, đến.
ngươi, đó là chuyên gia tổ đích công lao. Mã có tài thiếu chút nữa bị lão nhân này cấp ê tử. Phải không, ta khả bất, cũng không cho rằng như vậy. Lúc trước làm cho Tần Lạc thử, nếm thử đích thời điểm, chính là, nhưng là ngươi phản đối đích kích liệt nhất. Lâm Thanh Nguyên theo để ý phản bác nói. Ta kia cũng là vi này, hài tử, đứa nhỏ đích an toàn suy nghĩ. Có chút quan cao, làm chuyện gì nhi đều có thể tìm được lấy cớ. Lâm Thanh Nguyên, xem thường, hèn mọn nói. Lâm Thanh Nguyên không hề hiểu, để ý tới sắc mặt càng thêm khó coi đích Mã có tài, đi đến Tần Lạc trước mặt cao thấp đánh giá liễu hắn, ngươi một phen, nhìn thấy hắn không có đã bị gì thương tổn khi, mới yên lòng. Trách cứ nói, Tần Lạc a, thân thể của ngươi không tốt, liền càng muốn chạy đi ra ngoài loạn chuyển. Hiện tại đích thế đạo loạn, bên ngoài đích tên côn đồ cũng nhiều, ngươi nhất định phải tiểu tâm cẩn thận. Nếu làm bị thương bính liễu, ta khả như thế nào hướng Tần lão nói rõ, công đạo. Hoán Khê, ngươi cũng là, ngươi mang Tần Lạc chạy nơi đó đi làm gì, không biết chỗ ấy, chỗ nhiều người thủ tạp. Nếu hắn, ngươi bị thương làm sao bây giờ? Lâm Hoán Khê bĩu môi, không nói gì, nghĩ thầm, nghĩ rằng còn không biết là ai đem ai cấp làm bị thương liễu đâu. Ra ra, ta không sao nhi, Tần Lạc cười giải thích nói. Không có chuyện đương nhiên tốt lắm, nếu có việc nhi liễu làm sao bây giờ? Lâm Thanh Nguyên tức giận nói, đúng rồi. Hoán Khê tại trong điện thoại nói có người bị thương. Ai bị thương? Cảm tình lão nhân này đến bây giờ còn không có muốn làm rõ ràng rốt cuộc chuyện gì xảy ra nhi, vừa lên đến liền cho rằng là Tần Lạc bị người cấp tấu liễu, cho nên trước tỉ mỉ địa cho hắn toàn thân trên dưới kiểm tra rồi một lần. Hiện tại phát hiện tiểu tử này không có chuyện đích thời điểm, mới nghĩ đến đã đi, giải vụ án. Là ta, đứa con bị hắn, người cấp tấu liễu. Mã có tài rốt cuộc nhìn không được liễu. Thần tình, vẻ mặt tức giận địa ra tiếng nói. Không có khả năng, Lâm Thanh Nguyên trực tiếp liền phủ nhận liễu, Tần Lạc đích thân thể không tốt, thân thể cực độ suy yếu. Không có khả năng cùng người đánh nhau. Mọi người nằm bệnh viện liễu, còn có cái gì không có khả năng. Không chỉ có con ta bị hắn, người đánh, Ngô cục trưởng đích công tử cũng bị thương thế của hắn liễu. Lâm viện trưởng, lần này người cần phải che chở hảo hắn, người A. Mã có tài khó thở ngược lại cười. Trên mặt đích cơ thể đô vặn vẹo liễu. Trong lòng hạ quyết tâm, đắc nhanh hơn động tác, sớm một chút nhi đem này lão đầu nhi cấp đuổi xuống sân khấu, xuống đài. Tần Lạc, rốt cuộc là sao lại thế này nhi? Lâm Thanh Nguyên tự nhiên sẽ không tin tưởng Mã có tài trong lời nói, quay sang hỏi Tần Lạc. Là như vậy, hôm nay Lâm tỷ mang ta đi đường dành riêng cho người đi bộ mua điện thoại di động. Mua xong di động chuẩn bị đi ăn cơm chưa đích thời điểm, có một đám tiểu lưu manh xông tới. Đương nhiên, ta phía trước xem bọn hắn cách ăn mặc, cho rằng đích chẳng ra cái gì cả, ta tưởng tiểu lưu manh. Sau lại mới biết được, bọn họ là khiêu cái gì đầu đường vũ đạo. Thì phải là lưu manh, Lâm Thanh Nguyên nói. Nếu không trở ngại này lão đầu nhi đích thân phận, Mã có tài hòa Ngô cục trưởng đương trường đã nghĩ vãn tay áo đi lên hỏa hắn, người chân nhân PK. Sau lại ta mới phát hiện, đi đầu cái kia kêu Mã Hằng chính là đệ tử của ta. Bởi vì hắn không tuân thủ tại lớp học kỷ luật, bị ta cấp đuổi ra phòng học. Không nghĩ tới hắn, ngươi tìm một đám người chạy đến trên đường đi đổ ta, hoàn buộc ta tại trên đường hướng, bọn họ học khiêu phố vũ. Ta là một gã đại học lão sư, làm gương sáng cho người khác này vài ta còn là hiểu được. Cho dù, mặc dù ta tái kém cỏi nhi, cũng tuyệt đối không thể bại hoại y khoa lớn đích thanh danh A. Cho nên, ta cũng rất nghiêm khắc đích cử tuyệt liễu, bọn họ. Tần Lạc giờ khắc này, giống nhau, lỗ tấn văn thiên tường chiếm được, hắn, ngực ngẩng đầu ưỡn ngực, thần tình, vẻ mặt chính khí nói. Đối, nên như vậy, làm lão sư đích cùng một đám tên côn đồ học khiêu phố vũ, trí thức quét rác. Lâm Thanh Nguyên khen ngợi nói. Đây là chính mình tương lai đích tôn nữ tế A, ngươi nhìn một cái, ngươi ngó, đối, tái cẩn thận ngó, tuấn không tuấn. Soái, xuất không soái, xuất, điếu không điếu. Lâm Hoán Khê thật không muốn nhìn đi xuống liễu, nàng kia tự xưng là vi thông minh một đời đích ra bị Tần Lạc bán, hắn, ngươi, hoàn vẻ mặt đắc ý tự cấp nhân số tiền đâu. Sau đó, bọn họ tức giận, sinh khí muốn, sẽ động thủ. Ta bị buộc bất đắc dĩ, liền từ trong túi tìm căn ngân châm phòng vệ. Vì thế, bọn họ đích nắm tay đồ đánh tới ngân châm mặt trên, đã đi Tần Lạc vẻ mặt ủy khuất nói. Lẽ nào lại như vậy, buồn cười. Lâm Thanh Nguyên giận diễm tận trời,
bọn này lưu manh là trừng phạt đúng tội, bọn họ đem ngươi thủ sẵn làm gì? Đi, chúng ta đi, làm cho luật sư đến cùng bọn họ đàm. Từ từ, đằng đằng, Ngô cục trưởng mặt âm trầm đứng ra, nói, chỉ sợ, các ngươi vẫn không thể đi. Ngươi là ai? Lâm Thanh Nguyên quát. Mỹ Lan phân cục trưởng Ngô Thành Long. Bị đánh đích chính là ngươi, đứa con, như thế nào, tưởng quan báo tư thù. Con của ngươi làm lưu manh bị người tấu liễu, đây là chính hắn đáng đời, xứng đáng. Tần Lạc không tấu hắn, ngươi, sớm muộn gì sẽ có người tấu hắn, ngươi. Ngươi tưởng trả thù, hướng ta tới. Ngươi, Ngô Thành Long đem trong tay đích đầu mẩu thuốc lá vứt trên mặt đất, sau đó hung hăng một cước đọa đi lên, nói, sự tình rốt cuộc là thế nào, chúng ta cảnh sát còn muốn làm tiến một bước, tiến thêm một bước đích điều tra. Hắn, ngươi có ý định đả thương người. Bây giờ còn có 3 gã người bị thương nằm ở bệnh viện, chúng ta không thể đem phạm tội hiểm nghi người thả đi. Nếu kia 3 gã người bị thương có cái gì không hay xảy ra trong lời nói, trách nhiệm tính ai? Biệt lấy loại này chụp mũ đến áp nhân, Lâm Thanh Nguyên không kiên nhẫn nói, nếu trách nhiệm tại chúng ta bên này, tự nhiên từ chúng ta gánh vác. Nếu là bọn hắn động thủ trước trong lời nói, thì phải là bọn hắn, bọn họ đáng đời, xứng đáng. Hắc hắc, cho nên nói thôi. Phải đợi người bị thương theo bệnh viện đi ra, chúng ta lục hoàn khẩu cung mới rõ ràng là ai đích trách nhiệm. Tiểu Lý A, đem phạm tội hiểm nghi nhân cho ta xem hảo lâu. Chạy trong lời nói, ta bắt ngươi là hỏi. Ngô Thành Long cười lạnh nói. Hắn, ngươi chuẩn bị đem tiểu tử này háo chết ở chỗ này. Là, một người tuổi còn trẻ cảnh sát uy thanh lẫm lẫm đáp ứng. Lưới trời lồng lộng, lưới trời tuy thưa. Mã có tài cũng vẻ mặt âm hiểm cười đích liếc Lâm Thanh Nguyên liếc mắt một cái. Đi theo Ngô Thành Long hậu mặt nghênh ngang rời đi. Đợi cho hai người rời đi, cái kia kêu Tiểu Lý đích cảnh sát sẽ đem thẩm huấn thất đích môn cấp quan kín liễu. Vì đề phòng bọn hắn, bọn họ chạy trốn, hoàn dọn, bàn liễu cái ghế dựa ngồi ở liễu cửa. Tại cái hông của hắn, như ẩn như hiện đích lộ ra cảnh thương đích báng súng. Ta cũng không tin bọn hắn, bọn họ có thể lấy thúng úp voi, ta tới gọi điện thoại tìm người hỗ trợ. Lâm Thanh Nguyên thần tình, vẻ mặt phẫn nộ nói. Quả hồng thái lục, mùi xông vào mũi, tái điểm xuyết, làm đẹp một lọ đến từ Pháp quốc Louis, Louis, lộ địch nhạc đồ trang viên đích thượng hạng, cực phẩm, rượu ngon, này đó là một chút cao phẩm chất đích cơm trưa. Ngồi ở hoa lệ lâu dài như Pháp quốc cung đình bàn, đồ cổ, lỗi thời, bàn ăn ven chính là một người tuổi còn trẻ nữ nhân, chính cái miệng nhỏ địa hưởng thụ lấy trước mặt đích thực vật. Ban cơ tục sử chi tư, tạ đình vịnh tuyết thái độ. Nhất cử nhất động đô tao nhã cao quý vô cùng, nhất nhăn mày cười đô xinh đẹp không gì sánh được. Đây là một cái theo trong lòng, trong khung tản mát ra ung dung hòa chi tính đích nữ nhân, chính là, nhưng là, nàng kia bộ dạng uể oải, lười biếng đích bộ dáng lại làm cho người ta một loại dày đích hương vị. Phượng hoàng hòa mèo hoang đích tổ hợp, sẽ không làm cho người ta cảm thấy được, cảm thấy cao ngất, đột ngột ngược lại có một loại, thực chí mạng đích lực hấp dẫn. Mã Duyệt bước nhanh đi đến. Tại nữ nhân phía sau ngừng lại, cung kính nói, tiểu thư, hắn, ngươi, xảy ra sự cố, gặp chuyện không may, nhi liễu. Ân, nữ nhân đích động tác không có ngừng, nàng chính xoa một khối lô ruẩn uy tiến chính mình kia diễm như anh đào đích trong miệng nhỏ mặt. Nhưng lại có tiếp tục lắng nghe ý tứ của. Tại đường dành riêng cho người đi bộ cùng người phát sinh xung đột, hiện tại bị bắt tiến Mỹ Lan phân cục. Ai đích trách nhiệm? Đối phương. Bảo hắn, ngươi, đi ra. Nữ nhân khinh miêu đạm tả, nhẹ nhàng bâng quơ nói, một loại nắm quyền đích thản nhiên hòa ổn trọng. Tiểu thư, này không ở chúng ta chế định đích kế hoạch trong vòng. Mã Duyệt nhắc nhở đạo. Nàng là văn nhân mục nguyệt tối nể trọng đích tâm phúc, phụ trách văn nhân mục nguyệt là tối trọng yếu trí não một tổ. Nàng không chỉ có sẽ đối văn nhân mục nguyệt cuộc sống trong các loại công việc, sự vụ phụ trách, còn muốn đối với nàng làm ra đích quyết định đưa ra nghi ngờ hoặc là rất tốt đích đề nghị. Nữ nhân nghiêng người nhìn Mã Duyệt liếc mắt một cái, buông dĩa ăn, rút khối khăn lụa nhẹ nhàng trà lau khóe miệng của mình, nói, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Có một số việc nhi là không ở kế hoạch trong vòng. Tại người của ta sinh kế hoa chung, chưa từng có nghĩ tới sẽ chủ động tiếp cận một người nam nhân. Nhưng là, hiện tại ta đang ở làm như vậy. Chính là, nhưng là tiểu thư làm như vậy đích lý do là cái gì? Lý do, nữ nhân đem khăn lụa cuốn tại hết sức nhỏ. Tinh tế thon dài nhưng không có gì trang điểm, trang sức đích ngón áp út thượng, ánh mắt sâu thẳm trong suốt như xa xa đích không trung, thanh âm mê ly nói, ta muốn làm cho hắn, ngươi, khiếm ta.
khiếm đắc càng nhiều càng tốt. Đây là một nữ nhân vì tìm về tự tôn đích trả thù phương thức. Có thể hay không rất ngu. P.S. Một đường có ngươi, lão Liễu cũng không tịch mịch. Cảm tạ các huynh đệ đích không rời không bỏ, cảm tạ này vì lão Liễu tha ra mang khẩu tới rồi, đến cậy nhờ, tìm nơi nương tựa đích thân nhân. Ngũ nhất tới, đến chúc các bằng hữu ngày hội khoái hoạt, ngoạn đắc vui vẻ. Mới đích một tháng bắt đầu, cũng là mới đích hành trình bắt đầu. Hoàn Kiên chỉ cương vị đích bằng hữu, giúp lão Liễu đem hồng phiếu, vé mời đỉnh đứng lên. Phong tao đứng lên đi, các ngươi vô địch. Chương 24, Lôi Phong làm việc tốt cũng không lưu danh. Lúc Ngô Thành Long và Mã Hữu Tài đang ở trong phòng làm việc thương lượng làm sao đối phó Tần Lạc, cửa văn phòng bị người khác đẩy ra. Ngô Hổ, Mã Hằng, Xấu Hầu cùng đám thiếu niên nhảy hai phóp kia đứng ở cửa, thận thận trọng trọng nhìn vào trong, không dám đi vào. Ngô Hổ không sợ trời không sợ đất, nhưng vẫn còn có chút sợ ông già nhà mình. Vào cả đi, lén lén lút lút nhìn cái gì hả? Chúng mày lo mà coi coi lại tính tình đi. Ngô Thành Long tức giận nói. Vừa rồi Lâm Thanh Nguyên mắng con của hắn là lưu manh, hắn mặc dù tức giận nhưng cũng không có cách gì mở miệng phản bác. Hắn biết rõ con của mình là loại người gì, bình thường uống đã đánh nó không ít. Các con sao chạy đến đây cả thế? Không có chuyện gì chứ? Ánh mắt Mã Hữu Tài dò xét từ trên xuống dưới Mã Hằng một lượt, hỏi. Xấu Hầu bị hắn đâm một châm, vốn tay chân không thể động đậy. Bọn con còn định để nó nằm ngay đơ trong bệnh viện giả chết, không ngờ một tiếng sau nó lại khỏi. Con và Ngô Hổ người nào cũng bị hắn một châm, lúc ấy đau thấu tim, nhưng bây giờ thì chẳng có chuyện gì nữa. Ngay cả lỗ kim cũng không thấy. Con mẹ nó, họ Tần kia quá âm hiểm rồi. Mã Hằng nói hổn hển. Đó là do thủ pháp người ta cao minh. Chúng mày nếu có thể đánh chết hắn không có đối chứng, thì tao đã giảm đi chút tâm tư rồi. Ngô Thành Long giáo huấn. Ngô Hổ nhếch môi cười cười, nói, cha, họ Tần đâu? Đang bị giam ở phòng thẩm vấn. Ngô Thành Long nhấp trà, nói. Ngô Hổ lộ vẻ cười âm hiểm, chạy tới bức tường phía sau bàn làm việc của cha hắn lấy cảnh côn, phất tay nói, các anh em, chúng ta đi báo thù. Được, nguyên một đám đáp ứng, muốn đến phòng thẩm vấn dùng, hình, với Tần Lạc. Tất cả quay trở lại cho tao. Ngô Thành Long đập mạnh chén xuống mặt bàn, quát. Cha, người không biết, hắn đánh bọn con thành dạng gì đâu. Lúc ấy một châm kia đâm xuống, con cứ nghĩ là chết rồi. Bây giờ, con nhất định phải nhổ cục tức này. Ngô Hổ đứng ở cửa không vui nói. Mày là cảnh sát à? Mày dựa vào cái gì mà đánh người ta? Mày dùng thân phận gì mà đi đánh người hả? Con của tao sao? Thằng nhóc kia không phải người thường, viện trưởng bệnh viện thuộc che chở cho hắn là người thế nào hả? Nếu làm to chuyện, bố mày cũng không có quả ngọt mà ăn. Ngô Thành Long chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói, trong đầu thằng nhãi này suốt ngày quả thực chỉ biết nghĩ tầm bậy tầm bạ thôi sao? Lăn mình, đứng chổng ngược, hay là bộ dạng phô bày mình mà dương dương đắc ý của nó, hai cái chân để trên không giống hai nhành của cây ná, đầu đội mũ sắt xoay trên đất giống con quay. Lúc ấy nếu thằng nhóc kia không đứng nhanh dậy, Ngô Thành Long thiếu chút nữa đã một cước đá con quay điên cuồng xoay tròn này bay ra ngoài. Con mẹ nó mày yêu tiền yêu gái không được à, sao cứ hết lần này tới lần khác lại thích cái nhảy múa gì đó hả? Không nhập lưu, sở thích này không thể trèo lên tầng lớp thương lưu được có biết không hả? Vậy phải làm sao, bọn con để hắn đánh không vậy à? Ngô Hổ tranh chấp nói. Mày động não chút được không? Mày đánh hắn một trận thì không có chuyện gì hết à? Hơn nữa, mày nếu thật sự có bản lĩnh đánh hắn một trận, thì cũng sẽ không khiến người ta gọi điện bảo tao cứu mạng. Tao cũng không cần chạy tới xử lý chuyện nhảm nhí của mày. Bây giờ, chúng mày đều phải nghe tao. Ai bị hắn đâm một châm tay chân không thể động hả? Hầu tử à? Hầu tử. Cháu tiếp tục trở lại nằm bệnh viện, cháu nói tay chân cháu vẫn không thể động đậy, có thể để lại di chứng gì đó. Ngô Hổ và Mã Hằng làm tường trình trước, nếu hỏi có động thủ hay không, thì ghi vào phần nhân chứng là không động thủ, chuyện còn lại cứ giao cho ta xử lý. Ngô Thành Long dù sao cũng là lãnh đạo một cục, xử lý loại chuyện này giống như ăn sáng. Giải quyết mọi chuyện từ lớn hóa nhỏ, từ nhỏ biến thành không. Nghe được lời của ông già, Ngô Hổ lúc này mới cảm thấy báo thù có hy vọng. Cười hì hì đáp ứng, dẫn đám đàn em của mình ra ngoài làm tường trình. Ha ha, những đứa trẻ này, vẫn chưa bằng lúc chúng ta còn trẻ. Khi đó, khi dễ người khác chúng ta đều có phần, có lúc nào bị người ta khi dễ đâu. Mã Hữu Tài nhìn thoáng bóng lưng bọn nhóc rời đi, cười nói. Đúng thế, bọn nhóc này chẳng có tiền đồ gì cả, thực
thực lo quá. Ngô Thành Long cười nói, đúng rồi, lão Mã, chuyện cách chức còn con đó viện các người vẫn chưa giải quyết à? Lần trước có nghe Hắc Thính nói chuẩn bị để Lâm Thanh Nguyên nghỉ hưu sớm, nâng anh lên. Chuyện hôm nay nếu Lâm Thanh Nguyên đã chen một chân vào, chúng ta có thể giải quyết theo cách khác. Nhanh, Mã Hữu Tài làm ra vẻ bí hiểm nói. Ha ha, tôi đây nên sớm chúc mừng lão đệ rồi. Đợi bổ nhiệm xong, tôi gọi một bàn đãi anh ở Đông Hoàng. Ngô Thành Long cười ha hả nói. Lão ca cũng phải nhích thêm một chút đi chứ. Ngồi vị trí này đã bao nhiêu năm rồi. Anh không chán sao? Ha ha, tôi không phải đang cố gắng đây sao? Vậy chúc tâm nguyện của lão ca được hoàn thành. Hai người đang chìm đắm trong mỹ cảnh tương lai, điện thoại trên bàn đột ngột vang lên. Nhất định là Lâm Thanh Nguyên mang cứu binh đến. Mã Hữu Tài cười lạnh. Bất kể là ai, tôi đều gạt hắn qua một bên. Ngô Thành Long nói. Không ngờ điện thoại sau khi vang lên hai tiếng liền ngừng, trong nháy mắt, điện thoại đặc tuyến màu đỏ đại biểu bộ trên bàn công tác lại reo điên cuồng. Ồ, năng lực của lão đầu tử kia cũng không nhỏ nha. Mã Hữu Tài kinh ngạc nói. Ai, cái này không thể không tiếp. Ngô Thành Long buồn bực nói, từ trên ghế salon ngồi dậy, chạy đến bàn làm việc bắt điện thoại. Đỗ Cục trưởng, người khỏe chứ, có dặn dò gì ạ? Ngô Thành Long lộ vẻ cung kính nói. Khỏe cái rắm, Ngô Thành Long, tôi hỏi anh có phải bắt một thanh niên tên Tần Lạc không? Nam nhân đầu dây bên kia giống như ăn nửa cây di đạn, ngữ khí nói chuyện đượm mùi thuốc súng. Ngô Thành Long sững sờ, quay đầu nhìn Mã Hữu Tài, lúc này mới báo cáo, dạ có, Đỗ Cục. Lập tức thả hắn ra cho tôi. Đối phương dùng giọng ra lệnh nói. Đỗ Cục. Tần Lạc liên quan đến một sự kiện đả thương người rất quan trọng. Người bị hại bây giờ vẫn còn đang nằm bệnh viện, nhân viên của chúng tôi còn đang điều tra lấy chứng cứ thêm, bây giờ kết quả vẫn chưa có. Nếu như lúc lấy được kết quả, xác thực Tần Lạc là vô tội, tôi lập tức thả người liền. Ngô Thành Long còn muốn dùng cớ giải quyết việc công để kéo dài thêm một chút. Chuyện đó các người tưởng tôi không biết à, tôi đã biết hết mọi chuyện, lập tức thả người, Đỗ Cục trưởng cười lạnh nói. Nhưng mà, Đỗ Cục à? Không nhưng nhị gì cả. Ngô Thành Long, tôi nói thật với anh vậy, anh đã đắc tội với một người không nên đắc tội. Cú điện thoại này là phía trên chỉ thị xuống, anh nếu muốn chết, thì cũng đừng kéo thêm tôi vào. Bằng không, anh sẽ không có ngày nào tốt lành đâu. Lập, tức, thả, người. Dầm. Đợi bên kia cúp điện thoại rồi, Ngô Thành Long vẫn còn cảm thấy lỗ tai mình ong ong. Mình đã đắc tội với một người không nên đắc tội. Là ai? Lâm Thanh Nguyên, hay là gã Tần Lạc kia? Nói sao, Mã Hữu Tài lộ vẻ lúng túng hỏi, hắn ở bên cạnh có nghe được chút đầu mối. Thả người, Ngô Thành Long nghiến răng nghiến lợi nói. Lâm Thanh Nguyên sau khi gọi vài cuộc điện thoại, quay mặt sang nói với Tần Lạc, không cần sợ. Chúng ta đợi một lát nữa là có thể ra ngoài rồi. Sau khi nói xong, lão mới phát hiện mình nói những lời này là dư thừa. Tần Lạc đâu có chút biểu lộ sợ hãi nào. Hắn đang ngồi trên ghế kéo tay cháu gái mình nhỏ giọng nói gì đó, thỉnh thoảng còn híp mắt cười, giống như một con hồ ly giảo hoạt, chẳng có bộ dạng sợ hãi chút nào. Không sao, buổi chiều không có lớp, ngồi thêm một lúc nữa cũng chẳng sao. Tần Lạc khoát khoát tay nói, đây chính là đường tình duyên. Đường tình duyên của chị dài hơn nữa lại rõ ràng, không phân nhánh, chứng minh chị là người chung thủy trong tình yêu. Ông cũng không tin bọn họ có thể một tay che trời. Lão gia tử Lâm Thanh Nguyên nói, ông đã nói chuyện điện thoại với một vị phó cục trưởng cục thành phố, ông ta nói sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Đúng lúc này, cửa phòng thẩm vấn bị người đẩy ra. Vẻ mặt Ngô Thành Long vui vẻ đứng ở cửa. Ha ha, Lâm viện trưởng, thật xin lỗi đã trì hoãn thời gian của ông lâu như vậy. Mọi việc đã điều tra xong, chúng tôi tuyệt không buông tha người tốt. À không phải. Chúng tôi tuyệt không buông tha kẻ xấu, nhưng cũng sẽ không xử oan người tốt. Chuyện lần này là do bọn nhỏ kia không đúng trước, tôi đại diện cho bọn chúng xin lỗi Tần Lạc. Bây giờ, các người có thể rời khỏi đây. Ngô Thành Long cảm giác mình giận quá đến nỗi nói năng lộn xộn, ngay cả câu tuyệt không buông tha người tốt như thế cũng có thể nói ra được. Hừ, tôi đã nói rồi, Tần Lạc không tệ mà. Trông nom giáo dục con ông tốt một chút đi, tuổi còn nhỏ mà không chịu học cái hay. Lâm Thanh Nguyên sụ mặt nói. Vâng vâng, lần này về nhà sẽ đóng cửa cấm bế nó. Cơ mặt của Ngô Thành Long bắt đầu giật giật. Tần Lạc, chúng ta đi thôi, Lâm Thanh Nguyên nói. Vâng ạ, Tần Lạc đứng lên, nhìn sau lưng Ngô Thành Long một chút, hỏi, Mã viện trưởng đâu? Ha ha,
hắn có chút việc nên về trước rồi. Ngô Thành Long cười, nghĩ thầm, Mã Hữu Tài còn có tâm tình nào mà tới gặp mày chứ? Tìm tai vạ sao? À, thay tôi gửi lời thăm Mã viện trưởng nghen. Tần Lạc cười nói. Nhất định, nhất định. Ngô Thành Long cười bồi theo, tự mình tiễn bọn họ đến cổng phân cục Mỹ Lan, mãi cho đến khi bọn họ lên xe nghênh ngang rời đi rồi, nụ cười trên mặt hắn mới thu lại. Cha, người cứ thả bọn họ đi như vậy à? Thù của bọn con thì làm thế nào? Ngô Hổ chạy tới, vẻ mặt phẫn nộ kêu gào. Bốp! Ngô Thành Long trở tay tát lên mặt con mình một cái, mở miệng mắng, con mẹ nó mày nếu muốn chết, cũng đừng kéo bố mày vào chứ. Còn dám ở ngoài gây chuyện, bố mày bắn mày một phát. Lâm Thanh Nguyên vừa lái xe, vừa hỏi, đúng là tìm người cùng một ngành thì nói chuyện dễ hơn. Ông tìm không ít người thuộc ngành vệ sinh chữa bệnh, kết quả đều nói không có cách nào. Lần này có lẽ là do Lý Cục Chiếu cố giúp, ông phải gọi điện thoại cảm ơn người ta mới được. Lâm Thanh Nguyên bấm nối thông điện thoại, nói, Lý Cục trưởng, tôi là Lâm Thanh Nguyên. Ông giúp tôi gọi điện tới phân cục Mỹ Lan à? À, lão Lâm hả, ha ha, chuyện này tôi nhớ kỹ lắm. Vừa rồi mới mở cuộc họp, tối nay tôi giúp ông gọi điện hỏi một chút ha. Yên tâm đi, không có việc gì đâu. Giọng nói của nam nhân đầu dây bên kia rất miễn cưỡng. Không người nào nguyện ý vì một lão già sắp về hưu mà đắc tội với người khác. Trong quan trường, thêm một người trợ lực quan trọng hơn so với giảm một kẻ thù. Ha ha, Lý Cục, tôi đã mang người ra rồi, không cần phiền ông nữa. Ha ha, nhưng dù sao vẫn muốn cảm ơn ông, nếu có thời gian thì ra ngoài uống trà nha. Cúp điện thoại rồi, Lâm Thanh Nguyên vẻ mặt mờ mịt nói, không phải ông ta gọi điện. Vậy là ai cứu các cháu ra? Có thể đột nhiên lương tâm bọn họ trỗi dậy, cảm thấy hãm hại người tốt như cháu thật không đành lòng, nên thả cháu ra. Tần Lạc cười ha hả nói. Không thể nào, Lâm Thanh Nguyên và Lâm Hoán Khê đồng thời nói. Tần Lạc nhìn thoáng hai ông cháu ăn ý như thế, cười khổ nói, các người nên có chút tin tưởng vào đồng chí cảnh sát của chúng ta chứ. Ít nhất, chúng ta cần phải có chút ảo tưởng trong lòng. Tần Lạc, cháu ở Yên Kinh này còn quen người nào à? Lâm Thanh Nguyên nhìn thoáng Tần Lạc hỏi. Tần Lạc lắc đầu, nói, có quen, nhưng mà bọn họ chắc chắn sẽ không cứu cháu. Thằng nhóc Văn Nhân Chiêu kia nếu biết mình bị cảnh sát bắt, sợ là còn cao hứng đến phát điên lên được ấy chứ. Quái thật, vậy thì là ai nhỉ? Lâm Thanh Nguyên thầm nghĩ, lộ vẻ hoang mang. Lâm Gia Gia, ông đừng suy nghĩ nữa. Lôi Phong làm việc tốt đều không lưu danh. Tần Lạc khuyên nhủ. Có điều, ông ta có ghi trong nhật ký. Cho nên, mọi chuyện chung quy sẽ có một ngày sáng tỏ. Chú thích, Lôi Phong 1940,1962, người được Đảng Cộng sản Trung Quốc lấy làm hình mẫu cho thanh niên Cộng sản Trung Quốc. Người này làm việc tốt từ trước đến nay đều không bao giờ lưu danh lại, ông ấy chỉ viết những việc này vào trong nhật ký. Chương 25, cháu không phải là loại người như ông nghĩ. Tần Lạc gọi điện thoại cho lão gia tử trong nhà trước, hai ông cháu hàn huyên qua loa một hồi. Cuối cùng vẫn là do Tần Lạc đau lòng chuyện đường dài tiền điện thoại mắc, chủ động nói bye bye với người ông sống tịch mịch trong nhà đang nói dong nói dài mãi không ngừng. Hắc hắc, ở trong nhà lúc nào cũng dạy dỗ mình. Mình đi vắng rồi, bắt đầu nhớ mình à. Tần Lạc có loại khoái cảm sau khi trả thù. Trải qua một hồi mày mò, Tần Lạc cuối cùng cũng học được chức năng chụp ảnh. Ngay sau đó, hắn chu môi rất xấu xa, nhíu mày, kéo tay, nhăn mặt, giả bộ đáng yêu trước camera một lúc, nhìn thấy ảnh trong camera lưu lại bộ dạng của hắn rất ngộ, hắn liền kích động lăn trên giường. Cậu bé đáng thương này, có rất ít cơ hội chạm đến thứ công nghệ cao. Tần Lạc vốn còn muốn học cách chat trên QQ, hắn biết thanh niên bây giờ đều dùng cái này. Nhưng mà sau nhiều lần thử, vẫn không thành công. Mỗi lần đăng nhập, hệ thống đều nhắc mật mã hắn bị sai. Về sau Tần Lạc mới biết được, dãy số QQ hắn đưa vào là của người khác. Nếu muốn đăng nhập, thì mình phải xin số tài khoản. Không phải tùy tiện ấn mấy con số điền đại một cái mật mã là có thể đăng nhập được. Đương nhiên, bây giờ hắn không hiểu những tri thức cao thâm này. Cơm tối xong, Tần Lạc cùng Lâm Thanh Nguyên uống trà trong sân. Tần Lạc à, hôm nay ông đã gọi điện cho ông cháu. Nói chuyện cháu đang dạy ở Đại học Y khoa, lão rất ủng hộ lựa chọn của cháu. Nhưng mà nhắc nhở cháu phải chú ý thân thể. Lâm Thanh Nguyên bốc thiết quan âm cực phẩm, vẻ mặt vui vẻ nói. Trước kia, căn nhà lớn này chỉ có lão và cháu gái ở, có vẻ rất quạnh quẽ. Bây giờ chỉ thêm Tần Lạc, mà lão đã cảm thấy trong nhà náo nhiệt hơn nhiều.
Có một vãn bối có thể nói chuyện rất là hợp ý với mình làm chồng của cháu gái, Lâm Thanh Nguyên phi thường thỏa mãn. Là do các ông tuyển đấy chứ? Trong lòng Tần Lạc thầm nghĩ, lúc ấy là ông và Uông Lão nhất trí yêu cầu cháu ở lại dạy y ở Yên Kinh, có quan hệ gì tới cháu đâu. Cháu cũng đã gọi điện cho Gia Gia, ông cũng nói sẽ ủng hộ cháu. Tần Lạc cười nói. Ừ, Phát Dương Trung Y, vốn là việc trong thế hệ của ông Lâm Thanh Nguyên cảm thán nói, Trung Y ngày một suy yếu dần, bọn ông cũng rất sốt ruột. Có thể là do bọn ông đều ra rồi, có lòng nhưng không có sức. Cũng chỉ có thể giao cho những thanh niên trẻ tuổi như các cháu. Tần Lạc à, hy vọng cháu có thể tìm được một con đường phát triển lâu dài cho Trung Y. Khi nào có thể đạt tới toàn dân học Trung Y, toàn dân dùng Trung Y, người cả đời nghiên cứu Trung Y như bọn ông ở dưới Cửu Tuyền cũng có thể nhắm mắt. Lâm Gia Gia, trách nhiệm này quá nặng, cháu sợ cháu đảm đương không nổi. Tần Lạc cười khổ nói. Tranh thử có thể thắng, thi thử có thể qua. Ông rất xem trọng cháu. Lâm Thanh Nguyên nói, đúng rồi, bệnh kia của Hoán Khê thế nào rồi? Ừm, có chuyển biến tốt, Tần Lạc nói, chỉ cần nàng nguyện ý tiếp nhận trị liệu của cháu, vậy có hy vọng khỏi hẳn 8 phần. Loại bệnh này sợ nhất chính là tự bế, nếu không có cách gì giải khúc mắc trong lòng nàng, vậy không có loại thuốc nào có thể trị khỏi. Ừm, Hoán Khê trước khi đi nước Mỹ du học, là một đứa trẻ rất tốt. Sau khi trở về thì giống như người khác, mấy ngày đầu, ông cũng hoài nghi nó không phải cháu gái của ông. Tần Lạc, nếu cháu có thể chữa khỏi cho nó, coi như là gỡ được nút thắt trong lòng ông rồi. Nhất định có thể, Tần Lạc cam đoan lần nữa. Vấn đề bây giờ hắn đang lo lắng cũng không phải là có thể chữa khỏi cho Lâm Hoán Khê hay không, mà là lo sau khi chữa khỏi, tình cảm của nàng phản phệ chuyển qua mình thì phải làm sao đây? Có thể chữa khỏi là tốt rồi. Cháu cứ tiếp tục trị đi. Không cần gấp, từ từ rồi cũng khỏi thôi. Ha ha, Lâm Thanh Nguyên cười ha hả nói. Nếu như có thể ở trong quá trình trị liệu phát sinh chút tình cảm mập mờ, vậy càng mỹ diệu hơn. Cháu sẽ cố hết sức, Tần Lạc nói. Hoán Khê hình như ở trên lầu thì phải. Cháu mau lên xem thử. Nếu nó ngủ rồi, cháu sẽ không có cách gì trị liệu đâu đó. Lâm Thanh Nguyên thúc giục. Vâng ạ. Chúc ông ngủ ngon, Tần Lạc đứng lên nói. Cũng xác thực đã đến lúc châm cứu cho Lâm Hoán Khê. Tần Lạc về phòng tắm rửa một lúc trước, sau đó lấy hộp châm gõ cửa phòng Lâm Hoán Khê. Lâm Hoán Khê đã sớm chuẩn bị, bộ dạng nàng xem ra cũng vừa tắm xong, tóc còn, trên người có mùi sữa tắm và mùi thơm đặc biệt của cơ thể con gái. Áo ngủ màu tím hôm trước cũng đã đổi, tối nay mặc bộ áo ngủ lụa màu đen. Vẫn mỏng như cánh ve, lụa dính sát thân hình có lồi có lõm của nàng. Nóng bỏng gợi cảm, khiến người ta huyết mạch phun trào. Muốn uống một chút trà trước không? Lâm Hoán Khê hỏi, bây giờ, nàng và Tần Lạc nói chuyện đã tự nhiên hơn nhiều, không còn giống lúc giao tiếp với nam nhân khác chẳng kìm lòng được mà lộ vẻ bài xích và chán ghét. Thôi, vừa mới uống xong, Tần Lạc nói, lại liếc trộm bộ ngực đầy đặn ở vạt áo ngủ phía trước của Lâm Hoán Khê, nói, chúng ta bắt đầu đi. Chị muốn thay quần áo không? Thay quần áo, tôi vừa mới thay. Lâm Hoán Khê nói, ha ha, vậy thì bắt đầu thôi, Tần Lạc xấu hổ nói, trong tiềm thức hắn hy vọng Lâm Hoán Khê có thể thay quần áo, bộ quần áo này đánh vào thị giác người khác quá lớn, sẽ khiến người khác phân tâm. Con gái, lúc có mặc quần áo càng khiến con người máu thú sôi trào hơn cả lúc không mặc quần áo. Tần Lạc cảm thấy, cô gái này chính là một tòa hỏa diệm sơn. Càng tiếp cận, càng bị tư thế của nàng thiêu đốt. Tâm không phẳng lặng. Tay liền bất ổn. Lúc một giọt mồ hôi lăn xuống rơi vào hốc mắt, tay hắn ra châm liền lệch một chút. A! À, Lâm Hoán Khê kêu hoảng, bắp đùi của nàng đã rỉ ra chút máu. Thực xin lỗi, Tần Lạc luống cuống tay chân mà tìm băng vệ sinh, xốc váy Lâm Hoán Khê lên giúp nàng lau. Tôi tự làm là được rồi, Lâm Hoán Khê nói, bắp đùi bị Tần Lạc chạm vào vùng lớn như thế, khiến hô hấp của nàng trở nên dồn dập. Hai tay chống trên giường sắp dùng hết tất cả khí lực rồi. A, à, thân thể Lâm Hoán Khê mềm nhũn, cả người đều ngã về sau. Tần Lạc nhoài lên người nàng muốn đưa tay với, hai người cùng lăn một chỗ ở trên giường. Trừ mẹ mình ra, đây là lần đầu tiên Tần Lạc tiếp xúc với thân thể con gái ở khoảng cách gần như thế. Mặc dù lần trước cũng ngã lên ngực một y tá, nhưng mà y tá kia cũng mặc nhiều hơn một chút. Vạt áo trước mở rộng ra, xuân quang lổ lộ. Da thịt băng cơ ngọc cốt, trắng nõn giống như bơ. Tần Lạc cứ yên lặng nằm ở ngực Lâm Hoán Khê như thế, biết rõ như vậy là không đúng, nhưng lại có một loại cảm giác quyến luyến không muốn rời đi.
mềm mại, thoải mái, hương thơm xộc vào mũi, khiến người ta nhịn không được mà muốn rên lên. Tần Lạc chỉ cần hơi ngẩng đầu, là có thể thấy cái khe thấm thúy mê người trước mặt. Lâm Thanh Nguyên đẩy cửa phòng, nói, Tần Lạc, ông suy nghĩ một lát, quyết định tranh thủ tới. Các cháu. Đồng tử Lâm Thanh Nguyên mở căng, vẻ mặt kinh ngạc đứng ở cửa, nói, có nhanh quá không? Tần Lạc muốn chết quách cho rồi, sao lại bị lão đầu nhi này thấy đúng lúc thế nhỉ? Vội vàng từ trong ngực cháu gái người ta đứng dậy, vẻ mặt xấu hổ giải thích, không phải như ông nghĩ đâu. Ông biết rồi, Lâm Thanh Nguyên nói, lần sau nhớ khóa cửa. Rầm. Lão nhân vui vẻ nhắc nhở, sau đó xoay người lách ra. Hơn nữa, còn giúp bọn họ đóng cửa. Tần Lạc và Lâm Hoán Khê hai mặt nhìn nhau, cũng không biết nói cái gì cho phải. Cậu quá khẩn trương rồi. Lâm Hoán Khê nói, trải qua bối rối ban đầu, bây giờ đã an tĩnh lại. Tôi vẫn không thể nào vượt qua cửa ải này. Tần Lạc bất đắc dĩ nói. Đạo gia thập nhị đoạn cẩm có tác dụng thanh tâm quả dục tâm tĩnh ít ham muốn có thể vượt ải tình cảm. Đáng tiếc, mình vẫn xông cửa quan thất bại. Nếu không, tu vị tâm ý của Tần Lạc lại có thể nâng thêm một bước rồi. Đạo gia nói, muốn ra đời, thì phải vào đời trước. Muốn quên tình, thì phải nhập tình trước. Tần Lạc nghĩ, bản thân có lẽ nên nói chuyện yêu đương một lúc. Cửa gì? Cửa mỹ nhân, Tần Lạc cười cười, đau không? Nếu không thì hôm nay cứ dừng ở đây nha. Đừng. Con mắt Lâm Hoán Khê trong veo, Tần Lạc cũng không còn mặt mũi mà nghĩ đến điều gì sai lệch. Một lần nữa thu lại tâm tình vận châm lần hai. Lúc này, châm hết ba chỗ rất thuận lợi. Nghỉ ngơi sớm đi nha. Chúc ngủ ngon, Tần Lạc vừa thu thập hộp châm, vừa nói. Tần Lạc, Lâm Hoán Khê lên tiếng hô. Trong lòng Tần Lạc đột nhiên giật thót. Chẳng lẽ, nàng muốn bảo mình ở lại? Có nhanh quá không? Mình còn chưa chuẩn bị tốt mà. Gì thế? Tần Lạc quay sang hỏi. Tôi muốn biết, còn có người nào mắc bệnh giống tôi không? Lâm Hoán Khê hỏi. Có chứ. Vậy bây giờ bọn họ sao rồi? Bọn họ, đều sống hạnh phúc vui vẻ. Yêu, kết hôn, sống chết, không khác gì người thường. Tần Lạc cười nói. Nếu, không xuất hiện loại tình cảm phản phệ vô cùng mãnh liệt thì sẽ như thế. Nếu xuất hiện, mà bác sĩ chủ trì lại không tiếp nhận tình cảm của người bệnh, thì người bệnh chuyển từ cái lồng này sang cái lồng khác, không cách nào cứu được. Sáng sớm tỉnh dậy, lúc Tần Lạc mặc quần áo thể thao chạy xuống lầu rèn luyện thân thể, Lâm Thanh Nguyên đã đợi trong sân. Nhìn thấy Tần Lạc xuống, Lâm Thanh Nguyên cười ha hả nói, tối qua ngủ có ngon không? Khá ngon, Tần Lạc gật đầu, cũng triển khai tư thế vì bãi diêu thiên trụ trong đạo gia thập nhị đoạn cẩm. Tính toán vẫn không bằng biến hóa, thanh niên các cháu, luôn làm chuyện khiến người khác trở tay không kịp. Có điều như vậy cũng tốt, ông cũng hy vọng Hoán Khê có thể sớm tìm được một chỗ dựa tốt. Ông cũng đã lớn tuổi, cũng sắp về hưu, đến lúc đó còn có thể trông trẻ giúp các cháu. Lâm Thanh Nguyên vừa múa thái cực, vừa nói. Chỗ dựa, trông trẻ. Lâm Gia Gia, ông có phải đã hiểu lầm chuyện gì không? Tần Lạc nghi hoặc hỏi. Hiểu lầm, sao, da mặt mỏng thế? Ngại thừa nhận à? Không phải, cháu không biết nên thừa nhận cái gì. Tần Lạc cười khổ nói. Cháu và Hoán Khê, không phát sinh chút gì cả sao? Không có, Tần Lạc nói. Thật không có sao? Thật không có mà, Tần Lạc kiên định nói. Sao có thể không có chứ? Lâm lão đầu nhi còn chưa có ý từ bỏ. Cháu không phải là loại người như ông nghĩ, Tần Lạc nói. Lâm Thanh Nguyên nhớ lại tình huống lúc đó một phen. Sau đó vỗ trên đùi mình một cái, mặt đầy vẻ tiếc nuối, nói, đều do ông cả. Nếu ông không hiếu kỳ xem cháu làm sao chỉ chứng sợ nam này, thì cũng không chạy vào tìm cháu. Ông nếu không vào, vậy chuyện đó, không phải đã xảy ra sao? Chương 26, dòng y giết người. Nếu như không phải nhìn thấy gương mặt quen thuộc của Vương Cửu Cửu ngồi ở hàng ghế đầu tiên, Tần Lạc hoài nghi không biết có phải hắn vào nhầm phòng học không nữa. Hắn nhớ rõ lớp học này chỉ có 50 sinh viên. Không ngờ hôm nay tăng lên gần gấp đôi, phòng học lớn chật kín sinh viên, ngay cả những hàng ghế ngày thường không có ai ngồi hôm nay cũng kín chỗ. Tôi đang tự hỏi có phải tôi vào nhầm phòng không hay là có nhiều sinh viên tìm nhầm giáo viên của mình. Tần Lạc để cặp trên bục giảng, nhìn sinh viên bên dưới nói. Xôn xao. Nghe hắn nói dí dỏm như thế tất cả sinh viên đều cười tâu toét. Thầy Tần, em nói với các bạn cùng phòng lớp chúng ta có thầy giáo mới tới sẽ chỉ cho mọi người các vấn đề của cơ thể. Hơn nữa thầy sẽ cung cấp các phương án giải quyết,
mấy người bạn cùng phòng em không tin, thầy hãy xem giúp các bạn ấy có bị bệnh thận hư hay các bệnh khác. Thầy Tần, bọn em không tin, thầy chứng minh cho bọn em xem đi. Hì, hì, em không cho các bạn ấy đến, các bạn ấy bảo phải đến để xem người đẹp trai mặc trường bào. Bởi vì tuổi tác suýt soát nhau nên mọi người nói chuyện với nhau không e dè gì cả. Mỗi người có một lý do, thế nhưng chủ yếu là đến xem mặt, vì Tần Lạc mà đến. Những sinh viên đó nói rất to, cũng có sinh viên nói lý nhí. Thú vị nhất là không chừng toàn bộ trường đã biết đến việc này. Sau buổi lên lớp đầu tiên thì Tần Lạc bỗng dưng nổi tiếng. Những sinh viên ngồi nghe giảng nhiệt huyết bỗng tuôn trào, không thể kìm nén được. Kỹ thuật của hắn càng cao thì những sinh viên càng thán phục. Sau buổi học trở về tất nhiên đem ra khoe khoang với bạn bè của mình. Có sinh viên không tin muốn tới xem, có nữ sinh viên động tâm muốn tới để được gần gũi. Chính vì vậy mới tạo ra tình huống bây giờ. Tần Lạc gõ gõ đầu ngón tay lên mặt bàn ý bảo mọi người chú ý. Hắn cười nói, tôi hiểu ý tứ của các em, tôi cảm thấy rất vinh hạnh. Thế nhưng tôi thấy học tập là một vấn đề nghiêm túc. Nếu các em thực sự yêu thích trung y, tôi rất hoan nghênh. Hơn nữa tôi cũng vui vẻ truyền thụ sở học của mình cho các em. Nếu các em chủ yếu tới xem náo nhiệt, tôi sẽ rút lại ý kiến của tôi. Thầy Tần, chúng em thật sự thích trung y, một sinh viên hét lên làm cho tất cả sinh viên trong phòng học cười ầm ĩ. Thầy Tần, trước kia em không thích trung y nhưng bây giờ em rất thích. Đúng, khẩu hiệu của chúng em là, yêu quý thầy Tần, thích trung y. Tần Lạc cười gượng, hắn ra hiệu cho sinh viên yên lặng rồi nói, thôi nào chúng ta bắt đầu giờ học. Tôi hy vọng các em có thể tiếp thu được một ít kiến thức hữu ích cho các em, còn nếu không các em ngồi đây cũng chỉ mất thời gian. Tần Lạc là giáo viên thay thế giữa trường nên không có giáo án. Thậm chí khi nhà trường phát tài liệu giảng dạy cho hắn, hắn cũng chỉ mở ra để xem lướt qua phần phân phối chương, tiết dạy. Lúc này Tần Lạc trong trạng thái giống như một cao thủ đã được đả thông hai huyệt nhâm đốc. Những phần kiến thức cơ bản đơn giản như hắc hổ đào tâm, hầu tử trích đào vân vân là kiến thức hạng bét. Hắn đương nhiên cực kỳ quen thuộc, thậm chí cách giải thích đầy tự tin của hắn còn hiệu quả hơn so với sách. Tôi hỏi các em mấy vấn đề cơ bản, xem như bài kiểm tra trên lớp, Tần Lạc nói, các em không cần giơ tay. Tôi chỉ ai người đó trả lời, các em cũng không cần đứng lên, đỡ mất thời gian. Nhiệt chứng có những biểu hiện gì? Tần Lạc nhìn quanh lớp rồi hắn chỉ một sinh viên nam ngồi ở dãy ghế thứ ba nói, em trả lời câu hỏi. Thân nhiệt cao, miệng khô, người lạnh. Liên tục ra mồ hôi nóng. Mạch tượng hồng sổ, thầy, em ghi bài rất đầy đủ. Tần Lạc gật đầu nói, tốt lắm. Mặc dù tôi không đề cập tới phương pháp ghi chép bài. Nhưng nếu các em có thể tự mình nhớ được các kiến thức trọng tâm, đó cũng có thể coi như là phương pháp học tập tốt. Bệnh nhân bệnh nặng đột nhiên trán đổ mồ hôi lạnh, chân tay giá lạnh đó là bệnh gì? Tần Lạc nêu vấn đề. Hắn chỉ một nữ sinh viên ở hàng ghế đầu, em trả lời. Dương vong, nữ sinh viên tự tin trả lời. Không sai, đúng là dương vong, lần này tôi sẽ hỏi các em một vấn đề khó, Tần Lạc cười nói, thái dương trúng gió, dương phù mà âm nhược. Dùng thang thuốc nào để giải quyết vấn đề này? Vương Cửu Cửu, em trả lời đi. Vương Cửu Cửu suy nghĩ một lúc lâu bởi vì đây là một câu hỏi lý thuyết cơ bản nhưng đúng ra là đang kiểm tra năng lực thực tế của nàng. Do dự một lúc rồi Vương Cửu Cửu ngập ngừng nói, quế chi ba lượng bỏ vỏ. Ma hoàng 18 thủ, lượng bỏ mắt, thạch cao 24 lượng, xanh khương 3 lượng, đại tảo 12 miếng. Đúng vậy không? Tần Lạc nhìn chằm chằm vào gương mặt bầu bĩnh, xinh xắn, trắng mịn của Vương Cửu Cửu, nghiêm mặt hỏi. Vương Cửu Cửu suy nghĩ một lát rồi trả lời, hình như là quế chi 3 lượng bỏ vỏ, thược dược 3 lượng, cam thảo 2 lượng, xanh khương 3 lượng, đại tảo 12 miếng. Tần Lạc rời bục giảng đi xuống nhìn đồng hồ trên tay một nam sinh viên rồi nói, đã muộn. Người bệnh uống xong thang thuốc của em đã chết được 35 giây. Dạ, em xin lỗi thầy, Vương Cửu Cửu đỏ bừng mặt cười méo sạch, nàng trực khóc. Sao lại có người châm chọc người khác như vậy chứ? Binh! Tần Lạc đập tay xuống mặt bàn, tức giận nói với Vương Cửu Cửu, em còn cười được à? Cười à, xin lỗi à, em nghĩ em nói xin lỗi là xong à? Thầy có thể tha thứ cho em, nhưng người bệnh em lỡ làm chết có tha thứ cho em không? Người nhà của người chết có tha thứ cho em không? Em có biết nghề của em là gì không? Em có biết một lần sơ sót của em gây ra hậu quả gì không? Hậu quả là một tính mạng mất đi, cũng có nghĩa nghề nghiệp của em chấm dứt ở đây. Nói xin lỗi có ích gì không?
sau này em sẽ không thế nữa. Vương Cửu Cửu không bị cơn giận của Tần Lạc làm sợ hãi. Nàng dũng cảm ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào mắt hắn. Thầy mạnh mẽ mặc thầy, mình lấy nhu thắng cương. Quả nhiên sắc mặt Tần Lạc dịu xuống, có thể hắn nhận ra rằng không minh bạch khi trao đổi ánh mắt với một nữ sinh viên xinh đẹp quá lâu. Tần Lạc khẽ thở dài nói, không thể trách em trong sai sót này. Thang thuốc này nằm trong quyển 5 của Thương Hàn Luận, có lẽ em vẫn chưa học tới đó nhưng em phải nhớ kỹ chuyện hôm nay. Nói tới đó sắc mặt Tần Lạc lại trở nên nghiêm túc. Cái gì? Vương Cửu Cửu hỏi. Tại vì phương thuốc của em đã gây ra cái chết của một bệnh nhân. Em phải nhớ kỹ em đã giết chết một người, Tần Lạc hà khắc nói. Thầy, Vương Cửu Cửu dám chắc nếu như một thầy giáo khác nói những lời này với nàng. Nàng chắc chắn đã chửi mắng người đó. Tại sao một lần trả lời kiểm tra sai cũng tính như nàng đã giết người? Nhìn thấy sắc mặt nghiêm trọng của Tần Lạc, Vương Cửu Cửu định nói mấy câu nghẹn lại không nói được. Nếu hôm nay không phải kiểm tra mà nàng đang kê thuốc cho bệnh nhân thì sao? Nghĩ tới đây Vương Cửu Cửu chợt hiểu ra dụng tâm của Tần Lạc đối với nàng. Thầy Tần, em nhớ rồi, cảm ơn thầy, Vương Cửu Cửu gật đầu nói. Tần Lạc rất hài lòng với thái độ của Vương Cửu Cửu. Sắc mặt hắn lại hòa hoãn trở lại. Hắn nói, tốt lắm, các em phải nhớ kỹ câu nói này. Nói xong Tần Lạc chợt thấy hoảng hốt. Nhìn Vương Cửu Cửu hắn lại nhớ về bản thân hắn mấy năm trước. Khi đó hắn kê sai đơn thuốc lần đầu tiên, ông nội hắn cũng đã nghiêm khắc răn dạy hắn. Lần đó ông đã dùng roi mây quất lòng bàn tay hắn sưng lên. Ông cũng nói với hắn những lời như thế. Có thể nói những câu nói vừa rồi của Tần Lạc là hắn đã lặp lại nguyên văn lời của ông nội. Do đó có thể thấy sự việc đó đã khắc sâu trong tâm trí Tần Lạc, không bao giờ quên được. Bây giờ hắn lại dùng giáo huấn của ông nội để giáo dục sinh viên của mình. Hắn hy vọng bọn họ có thể hiểu được tính mạng con người quý giá như thế nào. Sau khi hết giờ học, Tần Lạc vừa ra khỏi phòng học, Vương Cửu Cửu lại chạy đuổi theo hắn. Thầy Tần, Vương Cửu Cửu gọi to, gương mặt xinh đẹp, phong cách chắc tuyệt, đúng là người đẹp đi vạn dặm mới thấy một. Tần Lạc không biết rằng Vương Cửu Cửu chính là hoa hậu của trường. Không hài lòng với thái độ của tôi hả? Muốn tranh luận à? Tần Lạc cười hỏi. Không phải, em biết thầy chỉ muốn tốt cho bọn em, Vương Cửu Cửu cười lắc đầu. Vậy em đến xin số điện thoại à? Tần Lạc hỏi, ha, tôi vừa mua một cái di động. Tôi sẽ cho em số. Nếu mẹ em có vấn đề gì, em cứ gọi cho tôi lúc nào cũng được. Hả, cho số, hay quá, mắt Vương Cửu Cửu sáng lên rồi biến mất. Ừ, nhưng tôi không nhớ số của tôi. Em đọc số của em, tôi bấm gọi cho em, Tần Lạc nói nhỏ. Vương Cửu Cửu nhìn điện thoại di động trong tay Tần Lạc, nàng đọc một dãy số. Lát sau chuông điện thoại trong túi nàng vang lên chứng tỏ Tần Lạc đã gọi cho nàng. Có việc gì cứ gọi cho tôi, Tần Lạc nói. Sau đó hắn vẫy tay chào rồi đi về khu văn phòng. Cửu Cửu đứng im nhìn bóng Tần Lạc khuất dần, Vương, nàng khẽ thở dài. Vương Cửu Cửu lấy từ trong túi ra một cái điện thoại nhỏ xinh. Nàng chăm chú nhìn màn hình màu xám bạc của điện thoại. Tâm trạng phiền muộn giống như một cây leo đang lan tràn rất nhanh. Chính mình đã tới chậm một bước. Thế nhưng sau này mình sẽ không nữa, Vương Cửu Cửu nắm chặt tay nói. Vương Cửu Cửu bấm điện thoại gọi, khi đầu máy bên kia vang lên giọng nói yểu điệu của một phụ nữ. Nàng nói vào loa, Trương Nghị Y, con giết người. Đang. Vương Cửu Cửu nghe thấy đầu dây bên kia có âm thanh của vật gì ngã xuống đất, có vẻ rất hỗn loạn. Thật hay đùa, người đó có chết không? Âm thanh run run của người phụ nữ hỏi lại. Vương Cửu Cửu suy nghĩ một lát rồi nói, đại khái chết được 40 phút rồi. Con đúng là đứa con bất hiếu. Sao từ bé tới lớn con chỉ làm người khác lo lắng vậy? Mau mau, bốc đất bôi lên mặt. Con đẹp quá không thể để người khác nhận ra con. Hãy ra cổng trường bắt taxi tới ga tàu. Bây giờ mẹ sẽ lái xe tới đó gặp con. Mẹ đưa con tới trốn ở nhà bà ngoại. Chuyện này tuyệt đối không để bố con biết. Mẹ sợ ông ấy sẽ vì đại nghĩa diệt thân. Vương Cửu Cửu ôm bụng cười ha hả. Nàng thầm nghĩ sao trước đây nàng không phát hiện ra mẹ mình có khả năng trinh thám như vậy chứ. Dương vong là hiện tượng dương khí bị thoát mất do trúng hàn, nhiệt tà quá mạnh, nhiễm độc nặng, do dị ứng, bệnh nặng ở giai đoạn suy kiệt. Thiên, mạch hình tượng chỉ hạ bí quyết M. Kinh ghi, mạch hồng cực đại dưới ngón tay. Mạch hồng là dương trong dương, vì vậy mạch khí lúc đến thì thịnh, lúc đi thì suy. Trương, mạch thần, CNT, thư ghi, mạch hồng to mà thực, nhấc tay lên hoặc ấn xuống đều có lực. Sách, mạch quyết san ngộ, ghi, mạch hồng,
thấy rất to ở dưới ngón tay, đến thấy tọt dài mà đầy. Sách, Trung y học khái luận, ghi, mạch hồng, mạch tới cuồn cuộn đầy dẫy dưới ngón tay, khi đến mạch lớn, lúc đi mạch kém dần. Sách chơ trăng y chẩn đoán học giảng nghĩa, ghi, mạch hồng, mạch đến cuồn cuộn như sóng vỗ, đến thịnh, đi suy. Chương 27, tôi chính là gã Vương Bát Đản có vận may đó. Tần Lạc vừa quay lại văn phòng khoa, nhân viên văn phòng Tiểu Mẫn tới gặp hắn nói, thầy Tần, Quách chủ nhiệm bảo anh tới phòng làm việc của ông ấy. Tiểu Mẫn là một thiếu nữ đeo kính rất dễ thương, nàng là con gái rượu của gia đình, năm nay nàng tốt nghiệp đại học y khoa, nhờ có quan hệ nàng được giữ lại trường, tạm thời nàng ở văn phòng làm việc tạp vụ và xử lý văn thư của văn phòng. Được, cảm ơn Tần Lạc nói xong hắn liền đi tới phòng làm việc của chủ nhiệm Quách. Tần Lạc quay đầu liếc nhìn thầy giáo Chu, trên mặt hắn có nét vui mừng hớn hở, Tần Lạc thầm nghĩ chẳng lẽ hắn đã nghĩ ra cách gì hại người. Tần Lạc đi tới phòng làm việc của chủ nhiệm Quách, bên trong phòng còn có hai người khách. Cả hai người đều là người Tần Lạc biết, Mã Hữu Tài cùng con là Mã Hằng. Chủ nhiệm Quách, tìm tôi à? Tần Lạc khiêm nhường hỏi. Ừ, thầy Tần tới rồi. Ngồi đi, chủ nhiệm Quách chỉ ghế xa bên cạnh, ý bảo Tần Lạc ngồi xuống. Tần Lạc, đây là Mã Hằng, sinh viên lớp thầy cùng bố là viện trưởng Mã Hữu Tài. Chủ nhiệm Quách chỉ vào hai người khách giới thiệu với Tần Lạc. Tần Lạc chăm chú quan sát sắc mặt của chủ nhiệm Quách, không phát hiện ra điều gì bất thường hắn liền cười nói, Mã viện trưởng chúng ta lại gặp nhau. Ừ, Mã Hữu Tài lạnh nhạt trả lời. Ông ta không muốn thân thiết với Tần Lạc, nhưng cũng không muốn gây căng thẳng làm mất đi oai phong của mình. Thầy Tần, là thế này, Mã viện trưởng muốn chuyển ban cho Mã Hằng. Thầy là giáo viên của Mã Hằng, tôi muốn nghe ý kiến của thầy chủ nhiệm Quách ý tứ nói. Thật ra chuyện thế này Mã Hữu Tài dẫn con trai Mã Hằng tới khoa phản đối, nói Tần Lạc đuổi con ông ta ra khỏi phòng học, tước đoạt quyền học tập như các sinh viên khác. Ông ta yêu cầu khoa đổi lại giảng viên, hoặc con ông ta sẽ chuyển tới khoa khác trong trường. Nếu một người bình thường đưa ra yêu cầu này chủ nhiệm Quách sẽ không để ý. Nhưng cấp trên lại vừa gọi điện thoại cho ông không giải quyết chuyện này không được. Yến Kinh là cái ao lớn, cỏ dại mọc thành bụi lớn, dễ, nhánh đan chéo chẳng chịt. Nếu không xâm nhập vào đó, sẽ không bao giờ biết rõ một người thực tế có bao nhiêu thế lực ngầm sau lưng. Mặc dù bây giờ ông đứng đầu một khoa trong nhà trường nhưng luôn phải cẩn trọng trong công việc. Vì cha con Mã Hữu Tài tới tố cáo Tần Lạc nên ông phải gọi Tần Lạc tới để tìm hiểu sự việc. Người thanh niên này do Lệ hiệu trưởng giới thiệu tới. Tôi không có ý kiến gì, Tần Lạc thẳng thắn bày tỏ ý nghĩ của mình, chúng ta phải tôn trọng sự tự do của sinh viên. Bọn họ muốn chuyển khoa, tôi ủng hộ. Có lẽ đổi chuyên ngành sẽ giúp họ học tập tốt hơn. Chủ nhiệm Quách ngẩn người, ông không ngờ Tần Lạc lại là người thâm trầm như vậy. Hắn không đề cập tới mâu thuẫn với Mã Hữu Tài. Ông ta đành phải làm sáng tỏ sự việc. Chủ nhiệm Quách hỏi Tần Lạc, tôi nghe nói thầy không cho Mã Hằng học giờ của thầy, phải không? Không có chuyện này, Tần Lạc nói, tôi đã nói với các sinh viên trong khoa. Các em đó không cần tới học lớp của tôi cũng được, cứ thoải mái ra ngoài làm việc khác. Đến cuộc thi cuối kỳ tôi sẽ cho các em đó sau 10 điểm. Sinh viên Mã Hằng nghe thế rất vui vẻ, là người đầu tiên ra khỏi phòng học. Đương nhiên cũng là sinh viên duy nhất không tự nguyện nghe bài của tôi. Về việc này tôi thực sự rất tiếc. Thái độ dạy học kiểu gì vậy? Mã Hữu Tài nổi giận, tôi cho con tới trường để học tập, chính là để các giáo viên dạy dỗ, thương yêu nó. Thầy đã không nghiêm khắc dạy dỗ thì thôi, lại còn cổ vũ cho nó bỏ đi chơi. Hơn nữa thầy còn cho nó điểm giả nữa. Thầy là giảng viên kiểu gì vậy? Tần Lạc quay sang nhìn Mã Hằng hỏi, Mã Hằng, em 20 tuổi chưa? Đương nhiên rồi, cái này có liên quan gì tới thầy? Mã Đằng kỳ quái hỏi. Tần Lạc gật đầu nói với Mã Hữu Tài, con của ông đã 21 tuổi, ông còn muốn người khác quan tâm che chở cho nó ư? Đàn ông 18 tuổi là đã đến tuổi trưởng thành, nó có trách nhiệm với bất kỳ hành động nào của nó. Nếu sau này tôi có con, khi nó được 18 tuổi mà còn muốn người khác che chở cho mình thì tôi sẽ hạ độc dược cho nó chết Quách đi. Thầy, chủ nhiệm Quách, ông xem thái độ của thầy Tần là gì vậy? Mã Hữu Tài tức giận suýt chút nữa hộc máu ra. Ông ta phát hiện ra Tần Lạc chính là khắc tinh của ông ta. Chủ nhiệm Quách khoát tay cười nói, có chuyện gì đâu. Mọi người không nên kích động. Ông ta quay sang nhìn Tần Lạc nói, thầy Tần, trường chúng ta có quy định về việc điểm danh giờ học. Những sinh viên không tới lớp sẽ bị trừ điểm vào kết quả thi cuối kỳ. Sao thầy lại để mặc cho sinh viên trốn học? Tần Lạc khẽ thở dài.
những quy định khuôn sáo ép buộc làm cho người khác thực sự không thở nổi. Tần Lạc chỉ vào Mã Hằng nói, khi tôi tới lớp lần đầu tiên, em này đã nghi ngờ tư cách giáo viên của tôi, công kích nhục mạ tôi. Hơn nữa khi chuông báo giờ học vang lên, vẫn ôm một sinh viên nữ, có những hành động hèn mọn, bỉ ổi. Một tay sờ bắp đùi, tay kia luồn vào trong áo, sờ ngực của nữ sinh viên đó. Thầy nói bậy, em không có luồn vào trong áo, sờ ngực của bạn đó. Mã Hằng bực tức kêu lên. Hắn thấy bản thân đang bị lăng nhục, gã lưu manh này dám đổ oan cho hắn. Ồ, đúng, đúng, có thể tôi nhìn không rõ. Em chỉ sờ soạng bắp đùi, Tần Lạc gật đầu nói. Mã Hằng đang định gật đầu phụ họa theo thì phát hiện ra tình hình không ổn, nhưng hắn chưa kịp tìm hiểu xem không ổn chỗ nào đã lãnh nguyên một cái tát vào mặt. Bại hoại, về nhà thì biết tay tao. Mã Hữu Tài tức giận quát mắng. Sao hắn lại có một thằng con ngu xuẩn đến vậy? Tần Lạc làm như không nhìn thấy hành động đó. Hắn tiếp tục mang bộ mặt đứng đắn, nghiêm chỉnh như khi báo cáo công việc với chủ nhiệm Quách nói, tôi nghĩ rằng hành vi của Mã Hằng có thể ảnh hưởng tới các sinh viên học tập nghiêm túc trong khoa. Nhưng cũng nên khoan dung đưa ra phương án giải quyết hợp lý. Nhưng giáo viên phải lấy giáo dục làm đầu. Quách chủ nhiệm cười gượng gạo. Hôm nay ông ta đã lĩnh giáo sự lợi hại của gã thanh niên này. Tôi không nghĩ thế, Tần Lạc nói. Tất cả sinh viên đều đã trưởng thành. Bọn họ có suy nghĩ riêng của mình. Trói buộc vào các phương thức quản lý giáo điều chính là đang hủy hoại họ, chứ không phải giáo dục họ thành tài. Nói khó nghe một chút là nếu bọn họ có thành lưu manh thì cũng do bọn họ lựa chọn. Tần Lạc nhìn cha con Mã Hữu Tài rồi bổ sung, đương nhiên cũng có khả năng bị ảnh hưởng bởi gia đình. Chủ nhiệm Quách, thôi cứ chuyển sang khoa khác cho tôi, Mã Hữu Tài âm trầm nói. Ông ta hoài nghi nếu cứ để con trai học ở lớp Tần Lạc thì sẽ bị hắn chơi đùa tới tàn phế. Tần Lạc trở lại phòng làm việc, một số giảng viên đang vây quanh thầy Chu, tất cả đang hăng hái thảo luận điều gì đó. Khi họ phát hiện ra Tần Lạc đi vào phòng, tiếng tranh luận đột nhiên im bặt. Tất cả trầm mặc không nói, nhưng ánh mắt len lén liếc nhìn Tần Lạc. Tần Lạc đoán nếu như không phải bọn họ khinh thường không thèm giao tiếp với hắn, có lẽ bọn họ đang chỉ trích hắn. Tần Lạc cũng mặc kệ bọn họ, hắn coi như cứ phất tỉnh, không quan tâm tới thái độ của người khác. Bỏ sách xuống bàn làm việc của mình, Tần Lạc kéo ghế ra ngồi xuống. Hắn quay nhìn ra ngoài cửa sổ, phong cảnh bên ngoài vẫn y như thế, từng top 2, 3 sinh viên đi lại trên con đường nhỏ. Không làm cho cảnh sắc tươi sáng lên chút nào. Tần Lạc cảm thấy buồn chán, bởi vì sự việc liên quan với thầy Chu, mọi người trong khoa đều bài xích hắn, hắn không có ai để trò chuyện cùng. Mặc dù bọn họ hiểu Tần Lạc có hậu thuẫn mạnh mẽ, nhưng khi xảy ra sự việc của thầy Chu nên mọi người không nhiệt tình với hắn. Dù sao thầy Chu cũng làm việc ở khoa này lâu, tiền bối của khoa. Tần Lạc chỉ là một giảng viên mới vào nghề. Cả khoa chỉ có 2 máy tính. Phần lớn do chủ nhiệm khoa và văn thư sử dụng, các giáo viên dạy trung y không được trang bị máy tính. Thậm chí nếu có thầy Chu cũng không biết cách sử dụng. Đương nhiên Tần Lạc cũng chẳng biết gì về computer. Tần Lạc nhớ ra hắn đã mua di động nên hắn móc điện thoại ra chơi game. Đột nhiên có tiếng ai đó hô to lên. Mọi người mau đến xem, ảnh chụp băng sơn thần nữ và sinh viên bị phát tán. Tiểu Mẫn đang ngồi trước máy tính hét toáng lên. Nghe Tiểu Mẫn nói, mọi người trong phòng náo động hẳn lên. Mấy giáo viên trẻ ồn ào chạy tới bên Tiểu Mẫn, thầy Chu và mấy giáo viên đứng tuổi ngại ngùng không qua đó, nhưng tất cả cũng dừng làm việc, ngẩng đầu nhìn Tiểu Mẫn đang ngồi trước máy tính. Có người trong trường chụp ảnh Lâm Hoán Khê đang ở cùng với bạn trai là sinh viên rồi gửi lên diễn đàn của trường. Chắc chắn sẽ gây ra một cơn chấn động mạnh. Đương nhiên, ai là bạn trai của băng sơn thần nữ nhỉ? Mọi người muốn biết ai là người bị chìm trong tảng băng đó. Một giáo viên khôi hài nói. Lâm Hoán Khê cũng không tinh mắt chút nào, bằng vào nhan sắc của mình kiểu gì chả kiếm được người đàn ông ưng ý. Kiếm sinh viên làm gì chứ? Mọi người nói xem sinh viên đó có phải công tử nhà giàu không? Cũng có thể, ôi, song kiều đại tuyệt sắc của trường y chúng ta. Cả hai lại buông thả mình như vậy, không biết ai là cái gã vương bát đản có vận khí tốt nhỉ? Tiểu Mẫn, sao cô không mở ra đi? Tốc độ của mạng chậm quá hả? Một giảng viên nhìn đường mạng chập chờn, sốt ruột thúc giục. Tôi không có cách nào cả, mạng trường học chậm lắm, không nóng ruột được. À, mở ra rồi, Tiểu Mẫn mừng rỡ kêu lên. Ôi, chụp bằng di động, chẳng rõ gì cả. Lạ thật, sao người này nhìn quen thế? Mặc trường bào, liệu có phải thầy Tần không? Một người ngạc nhiên hô to,
Sau đó tất cả mọi người quay đầu nhìn Tần Lạc, sắc mặt lộ vẻ kỳ lạ. Tôi chính là gã vương bát đản có vận khí tốt, Tần Lạc nhếch mép cười nói. Mọi người như hóa đá, vẻ mặt giống như nhìn thấy lợn bay vậy. Đại học Y khoa Yến Kinh bao gồm Học viện Y học, Học viện Công nghệ sinh học, Học viện Y tế gia đình và vệ sinh cộng đồng, Học viện Trung y dược đều dùng chung diễn đàn này. Truy cập vào đây không chỉ có giảng viên của mấy trường mà còn một số y bác sĩ của bệnh viện trực thuộc. Một số sinh viên đã tốt nghiệp cũng thường xuyên truy cập diễn đàn. Lượng truy cập vào diễn đàn mỗi ngày ước tính cũng hơn 1.000 người. Lâm Hoán Khê nổi danh là băng sơn thần nữ ở Đại học Y khoa, cùng với một nữ giảng viên xinh đẹp khác là Lệ Khuynh Thành hợp thành băng hỏa nhị trọng thiên. Tin tức nàng có quan hệ tình cảm với sinh viên mọt khi truyền ra đã gây nên một cơn dịa chấn. Bây giờ có người chụp ảnh càng làm cho có nhiều sinh viên truy cập vào diễn đàn. Thời gian post rất ngắn mà số lượng truy cập đã tăng từ mấy trăm lên mấy nghìn, hơn nữa số lượng đang tăng lên nhanh chóng. Do sinh viên truyền cho nhau, qua giao lưu tại diễn đàn, nhắn tin qua di động đều là phương thức phổ biến thông tin rất nhanh. Gần như lập tức toàn bộ giảng viên trong trường đều biết. Dù Tần Lạc có nguyện ý hay không thì tên tuổi của hắn và Lâm Hoán Khê đã lan truyền rất nhanh. Cả hai bỗng dưng trở thành những nhân vật quan trọng. Chương 28, Lệ Khuynh Thành. Ai, cậu biết không, có người công khai post ảnh chụp Lâm Hóa Khê và bạn trai trên diễn đàn. Cũng có xe BMW, chắc cũng con nhà giàu. Nói cách khác chưa chắc Lâm Hoán Khê thực sự thích cậu ta. Cậu có chỉ số IQ không hả? Trong ảnh là chiếc BMW của Lâm Hoán Khê, cô ấy mua được một năm rồi. Chẳng lẽ mọi người không thấy kỳ quái à? Lâm Hoán Khê chỉ là một giảng viên, lấy đâu ri nhiều tiền để mua xe BMW. Chiếc xe đó chắc chắn do gã đó mua cho cô ấy năm ngoái. Mọi người không biết à? Thật ư, nói mau lên, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra nhỉ? Cho dù Tần Lạc đi tới đâu hắn cũng nghe được tiếng bàn luận về việc giảng viên yêu sinh viên của hắn và Lâm Hoán Khê. Thi thoảng cũng có người nghi ngờ người trong ảnh cùng với Lâm Hóa Ân Khê được post trên diễn đàn là giảng viên dạy môn chẩn đoán bệnh học của họ. Nhưng những âm thanh yếu ớt đó nhanh chóng bị tiếng bàn luận sôi nổi của sinh viên lấn át. Bọn họ chỉ hy vọng Tần Lạc chính là một sinh viên, cho dù hắn không phải sinh viên thì cũng nghĩ hắn là sinh viên. Giảng viên yêu sinh viên, tin tức này gây chấn động lòng người. Mấy từ mấu chốt đó kích thích biết nhường nào. Chỉ có như thế mới khơi dậy sự hăng hái trong bọn họ. Thỏa mãn oai oai trong mỗi người. Có bao nhiêu người từng thương thầm nhớ trộm giảng viên của mình. Lại có bao nhiêu người tiếc nuối. Bây giờ có người thành công chẳng rõ tại sao những người khác lại kích động đến như vậy. Hôm nay Tần Lạc không có can đảm đến trước khu nhà của Học viện Công nghệ sinh học chờ Lâm Hoán Khê. Hắn sợ đám người theo đuổi Lâm Hoán Khê sẽ xé nát hắn ra như bánh phở. Nhóm người đó đã treo một phần thưởng trên diễn đàn cho ai bắt được và chôn sống hắn. Lúc trước hắn gọi điện cho Lâm Hoán Khê nói hắn sẽ đi ra cổng trường và đợi nàng ở đó. Bịch! Tần Lạc và một khối thịt đụng vào nhau, Tần Lạc lui lại mấy bước còn khối thịt đó té lăn trên đất. Không phải đó là một phụ nữ có hai khối thịt hình tròn. Bất kỳ người nào nhìn thấy một phụ nữ trước tiên cũng chú tới bộ ngực của người đó. Nàng mặc một cái váy ngắn màu xám, váy ôm lấy vòng eo nàng, kiểu đồn vểnh cao của nàng. Nàng mặc một cái áo sơ mi cộc tay, mỏng, màu vàng, cổ áo mở sâu để lộ ra một vùng da thịt trắng nõn nà cùng một áo chip ôm lấy một tòa núi đôi cao ngất mê người. Thân thể mềm mại, trắng nõn nà giống như trái đào bóc vỏ run rẩy làm cho người khác nhìn vào cảm thấy vô cùng quyến rũ. Nàng ngã ngồi xuống đất, điện thoại di động văng ra xa. Từ trong điện thoại vẫn truyền ra giọng của một người đàn ông này, này. Vừa rồi khi Tần Lạc vừa đi vừa trầm tư suy nghĩ, trong khi nàng cũng vừa đi vừa nói chuyện điện thoại, hai người không chú ý nên đâm sầm vào nhau. Chiếc giày cao gót màu sáng bạc văng ra một bên, cặp đùi thon đẹp, gợi cảm đến mê người. Do nàng không chú ý, hai chân nàng dạng ra làm lộ ra một nửa quần chip bằng lụa tơ tằm trong suốt. Lúc này nàng đau đớn ôm lấy đầu gối của mình, một mảng da rách toạc, rớm máu. Xin lỗi, tôi không cố ý, chỉ có sao không, Tần Lạc không ngừng tự mắng mình là cầm thú. Phản ứng đầu tiên của hắn khi đánh ngã người khác không phải là vội đỡ người đó đứng dậy mà là quan sát khắp từ đầu đến chân người đó thầm đánh giá. Không thể kháng cự lại cái đẹp, hắn đau lòng thầm kêu lên. Tự cậu không thấy à? Người phụ nữ trừng mắt nhìn hắn nói. Tôi có thể nhìn thấy bị thương ngoài da nhưng tôi sợ chỉ té xuống tổn thương các khớp xương, Tần Lạc bối rối nói. Nhìn tôi mà không thấy sao?
đỡ tôi dậy, người phụ nữ nói. Nàng chống tay định đứng dậy nhưng đầu gối đau nhức làm cho đôi mày thanh tú của nàng nhíu lại. Chờ chút, để tôi xử lý vết thương cho chị trước. Nếu để nhiễm trùng thì không hay lắm, sẽ lưu lại sẹo, Tần Lạc vội ngăn lại. Vậy chúng ta phải tới phòng y tế đã. Làm gì có ai mang theo túi thuốc tùy thân chứ? Người phụ nữ nói. Tôi, Tần Lạc nói. Sau đó trước sự kinh ngạc của người phụ nữ, hắn lấy từ trong người ra một cái bình sứ màu xám. Này, thuốc của cậu là thuốc gì vậy? Nó có thể khử trùng à? Người phụ nữ nhìn bình sứ trong tay Tần Lạc nghi ngờ hỏi hắn. Đương nhiên, nó còn có tác dụng giảm đau, chóng liền vết thương, Tần Lạc cười nói. Hắn mở nút ra, lấy ra một ít bột màu đen rắc lên miệng vết thương ở đầu gối người phụ nữ. A, người phụ nữ không chịu được rên lên vì đau. Khuôn mặt kiều diễm, nhìn nghiêng theo một góc 45 độ đầy khiêu gợi, toàn núi đôi đứng thẳng, ngang tàng dưới lần áo trong suốt, ẩn hiện trước mắt Tần Lạc. Trong ánh nắng mặt trời, ánh mắt mê ly, làn môi quyến rũ khẽ hé ra, nét mặt ngây ngất khẽ thốt ra a. Tay Tần Lạc run run, suýt chút nữa hắn đánh đổ cả bình thuốc. Tần Lạc nuốt nước bọt, mãi mới hỏi được, hết đau rồi phải không? Cảm thấy hơi mát, đúng không? Ừ, cả ngứa ngứa và tê tê nữa. Đây là thuốc gì vậy? Sao thần kỳ thế? Ha, ha, tôi tự bào chế đấy, Tần Lạc cười trả lời. Hắn cẩn thận nút chặt bình rồi đút vào túi quần. Loại dược liệu kim dũng rất khó đào. Đối với Tần Lạc mà nói nó là báu vật vô giá. Bởi vì hắn muốn bù đắp cho người phụ nữ để chữa thẹn nên Tần Lạc mới lấy bảo bối ra dùng. Hơn nữa hắn cũng không muốn làm ra chuyện đốt đàn nấu hạc lấy đàn làm củi, nấu chim hạc làm đồ ăn. Bôi thuốc này vào, khi vết thương lành sẽ không để lại tí sẹo nào. Tần Lạc không muốn vì hắn mà đầu gối của một phụ nữ xinh đẹp phải để lại sẹo. Keo kiệt, tôi không lấy mất đâu, người phụ nữ duyên dáng liếc nhìn Tần Lạc, dáng vẻ hấp dẫn, tình tứ vô cùng. Tôi có nói cho chị cũng không tìm được dược liệu đâu, Tần Lạc cười giải thích. Nhặt giúp tôi chiếc giày, người phụ nữ chỉ chiếc giày bên cạnh nói. Tần Lạc nhặt chiếc giày đặt trước mặt nàng rồi hỏi, chị đi được không? Người phụ nữ lại trừng mắt liếc Tần Lạc rồi nói, không đi được cũng phải đi. Chẳng lẽ cứ ngồi đây mãi? Bị cậu nhìn cả buổi rồi, còn muốn để toàn bộ người trong trường nhìn nữa. À, thật ra tôi không thấy gì hết, Tần Lạc đỏ mặt giải thích. Đúng ra hắn cũng thấy một ít đáng ra không nên thấy. Ai bảo chị mặc quần chip trong suốt làm gì chứ? Vậy có muốn tôi cho cậu xem lại không? Người phụ nữ liếm môi, cười tít mắt nói. Không, Tần Lạc nuốt nước miếng, khó nhọc nói. Không cần thật ư, người phụ nữ nói xong, đột nhiên hai chân nàng mở rộng. Hai mắt Tần Lạc sáng ngời, mở to nhìn như hút hồn. Người phụ nữ khép chân lại, nàng ngồi dưới đất cười khanh khách, đôi gò bồng đảo của nàng cũng rung rinh theo tiếng cười. Nàng trừng mắt nhìn Tần Lạc rồi nói, xem như tôi đã hiểu đàn ông các cậu. Tần Lạc vuốt mũi cười gượng nói, nếu chị không việc gì thì để tôi đỡ chị đứng dậy. Lại đây, cậu em đẹp trai, tôi cho cậu một cơ hội. Hãy giúp tôi đi giày vào, cậu được phép sờ chân tôi thoải mái, người phụ nữ nói xong nàng giơ bàn chân gợi cảm của mình lên, mắt nhắm lại dáng vẻ để mặc cho hắn thưởng lãm. Chị tự đi vào, tôi không phải là người tùy tiện, Tần Lạc nói. Hắn định nói tùy tiện một lần nhưng hắn sợ nàng lại trêu cợt hắn. Chính bản thân mình vẫn là một xử nam ngây thơ, mình làm sao có thể đấu lại người lẳng lơ như nàng ta. Hừ, chính cậu cũng là người buông thả, người phụ nữ cười nói. Sau đó nàng nhặt chiếc giày và đi vào. Tần Lạc chạy tới đỡ nàng đứng lên và nhặt di động cho nàng. Loa điện thoại vẫn phát ra giọng đàn ông đầy lo lắng. Tần Lạc vừa để vào tai hỏi, có nghe thấy tôi nói không? Người bên kia yên lặng một lát rồi lại hỏi, có. Cậu là ai, có chuyện gì với Lệ? Tần Lạc không trả lời câu hỏi. Hắn đưa điện thoại cho người phụ nữ và nói, tay của chị không bị thương. Người phụ nữ cười khanh khách nói với Tần Lạc. Cậu em, sao cậu không đáng yêu một chút? Tôi chỉ muốn xác định xem có phải bồi thường di động cho chị hay không. Điện thoại vẫn ổn, không phải bồi thường, Tần Lạc nói. Vậy chỗ này của tôi phải làm gì bây giờ? Cậu cũng định không bồi thường. Người phụ nữ chỉ chỗ đầu gối bị ngã toạc ra. Cái này, chị muốn bồi thường bao nhiêu? Tôi mới đi làm, tiền lương còn thấp, Tần Lạc cảnh giác hỏi người phụ nữ. Người phụ nữ ôm bụng cười như nắc nẻ, nàng nói, không được. Cậu em ơi, tôi không chịu được, bị cậu làm cười vỡ bụng mất. Tôi có nói đòi tiền bồi thường của cậu đâu, cậu phải bồi thường thứ khác. Chị muốn cái gì? Tần Lạc hỏi, trừ tấm thân xử nam của hắn,
hắn chẳng có gì hết. Trả lời mấy câu hỏi của tôi, người phụ nữ nói, cậu tên là gì? Tần Lạc. Là sinh viên đại học y khoa à? Cậu nói cậu đã đi làm phải không? Tôi là giảng viên dạy trung y ở học viện, Tần Lạc nói. Người phụ nữ sửng sốt nhìn khắp người Tần Lạc rồi nói, thật không ngờ. Số điện thoại của cậu là gì? Cái này. Yên tâm, tôi sẽ không tùy tiện gọi điện cho cậu. Vấn đề là nếu chân tôi bị sao, tôi sẽ phải gọi điện bắt đền cậu. Tần Lạc bất đắc dĩ phải nói số điện thoại cho nàng. Người phụ nữ ghi số điện thoại của Tần Lạc vào máy mình, sau đó nàng bấm máy gọi thử. Chuông điện thoại trong tay Tần Lạc vang lên. Tốt lắm, bây giờ cậu chạy cũng được. Nếu chân tôi làm sao cậu phải chịu trách nhiệm, người phụ nữ cười nói. Yên tâm đi, tôi sẽ không bỏ trốn, Tần Lạc hứa hẹn. Ừ, bây giờ cậu dìu tôi quay về, người phụ nữ ngoắc tay nói với Tần Lạc. Quay về đâu? Tần Lạc hỏi. Đương nhiên quay về phòng làm việc. Được, Tần Lạc suy nghĩ một lát rồi đồng ý. Hắn đụng người bị thương, không thể bỏ đi được. Ôi, mọi người xem đây có phải Lệ Khuynh Thành không nhỉ? Cô ấy lại thay bạn trai này, một sinh viên đi ngang qua hai người kêu lên. Thần kinh à, sao năm nay ở Trung Quốc có nhiều người trúng phong thế nhỉ? Thanh niên mà đi mặc trường bào. Ha, ha, ai bị Lệ Yêu Tinh quấn lấy, không chết cũng bị lột ra. Tiếng bàn luận phía sau vang lên như rót vào tai Tần Lạc, nhưng Tần Lạc không để tâm tới việc đó. Hắn phải cố gắng dìu người phụ nữ để nàng có thể đi đứng thoải mái, không đau đớn. Tay hắn ôm quanh vòng eo nhỏ của nàng, thỉnh thoảng hắn cảm nhận được sự mềm mại của tòa núi đôi của nàng. Một hương thơm bay vào mũi Tần Lạc làm khơi dậy sự ham muốn trong người hắn. Ngũ quan vô cùng đẹp đẽ, mái tóc dài xoăn buông xõa trên vai. Dáng người gợi cảm, phong cách quyến rũ, giống như bông hoa anh túc nở trong buổi đêm, kiều diễm, ướt át. Tần Lạc vốn không muốn tới học viện công nghệ sinh học, nhưng trong lúc mơ màng hắn lại bị người phụ nữ này dẫn tới đó. Ngoài việc cố gắng dìu người phụ nữ, hắn không suy nghĩ việc gì hết. Thậm chí hắn cũng không để ý thấy con đường nhỏ quen thuộc đó. Được rồi, để tôi đi, cậu quay về đi, hãy nhớ cậu phải chịu trách nhiệm với tôi, người phụ nữ giơ điện thoại di động, đong đưa nói với Tần Lạc. Yên tâm đi, có gì cứ gọi điện cho tôi, Tần Lạc nói. Hắn thầm nghĩ, chị đừng dựa vào đó mà uy hiếp tôi. Tôi là thầy thuốc, vết thương của chị thế nào tôi đã biết rõ. Tốt lắm, cậu em. Gặp lại sau, người phụ nữ cười nói. Cậu bé, Lệ Khuynh Thành vì cậu mà cự tuyệt tôi, đúng không? Đã thay đổi khẩu vị sang sinh viên từ lúc nào vậy? Phía sau hai người, một người đàn ông có vẻ mặt nham hiểm lên tiếng châm chọc. Chương 29, người xấu đều có thói quen ghi nhật ký. Là một anh chàng đẹp trai, Tần Lạc phải chịu áp lực rất lớn trong cuộc sống. Mỗi lần nhìn thấy ai đẹp trai hơn hắn, phản ứng đầu tiên của hắn là muốn thoi cho đối phương mấy quyền vào mặt. Không sai, đứng sau bọn họ là một người đàn ông ưa nhìn. Mắt to, mày rậm giống như thần tượng điện ảnh Đài Loan mà không cần trang điểm. Thế nhưng tiếng nói của hắn lạnh băng, đôi môi mỏng làm cho người khác cảm thấy hắn rất tàn nhẫn. Lý Thanh Ương, đây là chuyện của chúng tôi, không quan hệ gì tới anh, Lệ Khuynh Thành nhíu mày, lạnh nhạt nói. Ái chà! Con nhện độc danh tiếng lẫy lừng lại chủ động đứng ra bênh vực cho một thanh niên. Thật đúng là như mặt trời mọc ở hướng Tây ấy nhỉ. Ánh mắt người đàn ông nhìn Tần Lạc một cách khó chịu, hắn châm chọc nói. Lệ Khuynh Thành. Tần Lạc nghiêng đầu, tập trung suy nghĩ. Hình như cái tên này nghe rất quen tai. Hắn chắc chắn đã nghe qua ở đâu đó. Đây là chuyện của chúng tôi. Không liên quan gì tới anh, Lệ Khuynh Thành bĩu môi, khinh bỉ nói. Đương nhiên không quan hệ gì tới tôi, Lý Thanh Ương gật đầu, thế nhưng cô muốn thay đàn ông thì cũng kiếm người cho tử tế. Cái loại mặt búng ra sữa này đầy ngoài phố. Tần Lạc định len lén rời khỏi đây. Hắn không quen biết hai người này. Bọn họ chửi mắng nhau, thậm chí vác dao chém chết nhau cũng không liên quan gì tới hắn. Hơn nữa có thể bây giờ Lâm Hoán Khê đang đợi hắn ở bên ngoài. Người đàn ông này tự dưng lại chĩa mũi dùi vào hắn làm cho Tần Lạc thực sự khó chịu. Con người đều do cha sinh mẹ dưỡng, tại sao anh ta lại dám lặng nhục hắn? Này họ Lý kia, tôi và chị ấy không quen biết nhau. Chuyện của hai người không dính dáng gì tới tôi. Đừng làm liên lụy tới tôi. Tôi không có bất kỳ liên quan nào tới chuyện này cả, Tần Lạc nói với Lý Thanh Ương. Lý Thanh Ương cười miệt thị, hắn chỉ Tần Lạc rồi nói với Lệ Khuynh Thành, lần này tìm được đàn ông quá kém nhỉ. Không biết cậu ta có dũng khí leo lên giường của cô không đây? Lý Thanh Ương.
Tôi nói lại cho anh biết tôi và cậu ấy không có quan hệ gì. Tôi cự tuyệt anh vì tôi không thích anh. Cả ngày nhìn thấy cái bộ mặt ghê tởm của anh tôi không nhổ vào mặt anh đã là may rồi. Anh thực sự chỉ là loại công tử tốt mã hèn. Hạ Lệ Khuynh Thành tức giận, hai tay chống nạnh mắng Lý Thanh Ương. Thế cô cái gì cũng tốt ư? Không phải ai cũng muốn làm chồng gái điếm đâu. Đúng vậy, anh ngay cả ngủ với gái điếm cũng không được, anh còn sống làm gì? Không bằng hãy chết quách đi xem ra Lệ Khuynh Thành rất có kinh nghiệm ứng phó với những chuyện như này. Sắc mặt bình thản, nàng bình tĩnh đáp trả. Cô, đồ tiện nhân, hãy chờ xem tôi xử trí cô như nào. Mặt Lý Thanh Ương méo sạch. Hiển nhiên hắn bị Lệ Khuynh Thành đả kích trầm trọng. Một người đàn ông chỉ biết dọa dẫm phụ nữ. Anh vẫn còn mặt mũi sống trên đời này ư? Sao anh không chết quách đi cho rồi? Lệ Khuynh Thành, cô láo xược như thế. Một ngày nào đó chắc chắn cô sẽ phải cầu xin tôi tha thứ. Lý Thanh Ương chỉ tay vào mặt Lệ Khuynh Thành mắng lại. Hắn lại quay đầu chỉ tay vào mặt Tần Lạc nói, còn cậu nữa. Nhóc con, cậu cứ chờ đấy. Tần Lạc gật đầu, hắn lấy di động từ trong túi ra, mở máy tìm kiếm, sau đó hắn quay sang đọc cho Lý Thanh Ương nghe một dãy số. Gì vậy? Lý Thanh Ương ngạc nhiên hỏi. Số điện thoại của tôi, Tần Lạc nói. Làm gì vậy? Muốn xin tôi tha thứ hả? Lý Thanh Ương cười nhạt hỏi. Không phải, tôi sợ anh lúc muốn thu thập tôi mà không tìm được. Tôi đưa anh số di động của tôi. Anh muốn thu thập tôi, cứ gọi điện cho tôi. Tôi sẽ hợp tác cùng anh, Tần Lạc cười nói. Chúa Giê-xu nói, khi người khác đánh vào má trái của bạn, bạn phải giơ tiếp má phải ra. Tần Lạc cảm thấy về vấn đề này hắn làm rất tốt. Mày, con mẹ mày, can đảm lắm, giỏi lắm. Lý Thanh Ương giận đến run người, chỉ vào mặt Tần Lạc rồi xoay người bỏ đi. Lúc sắp bỏ đi ánh mắt hắn ngập tràn cừu hận, không dễ gì bỏ qua. Đợi khi Lý Thanh Ương đi xa, Tần Lạc quay nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mặt hắn, hắn ngập ngừng muốn nói gì xong lại thôi. Em trai, muốn hỏi gì hả? Nếu tôi biết những điều cậu muốn biết tôi sẽ trả lời. Chỉ dựa vào việc cậu giúp tôi vừa rồi, nếu cậu muốn biết số đo ba vòng của tôi cũng không thành vấn đề. Lệ Khuynh Thành nhìn Tần Lạc cười tủm tỉm đầy quyến rũ nói với hắn. Chị là Lệ Khuynh Thành, Tần Lạc hỏi, hắn cố tránh ánh mắt ướt át của nàng. Đúng vậy, Lệ Khuynh Thành thẳng thắn thừa nhận. Tôi có nghe nói, Tần Lạc nói. Hình như mỗi lần hắn nghe bàn luận chuyện của Lâm Hoán Khê luôn có tên Lệ Khuynh Thành. Hình như hai người được gọi là nhóm băng hỏa, gì đó. Có phải thường xuyên nghe thấy chuyện xấu của tôi à? Bọn họ nói tôi thế nào? Lệ Khuynh Thành tò mò hỏi. Lúc này vẻ mặt nàng hồn nhiên như một đứa trẻ. Toàn chuyện vớ vẩn, Tần Lạc trả lời kín đáo. Ừ, có phải nói Lệ Khuynh Thành tôi là gái điếm, mỗi tuần đổi một người đàn ông, mỗi năm đều lên giường với rất nhiều đàn ông, vi vi. Vẻ mặt Lệ Khuynh Thành đầy giễu cợt hỏi hắn. Cũng đại loại như thế, Tần Lạc ngạc nhiên, cái gì nàng cũng biết. Vậy cậu có nguyện ý làm bạn trai mới của tôi không? Tôi đã qua tay rất nhiều đàn ông, công phu trên giường rất xuất sắc đó. Lệ Khuynh Thành căn chặt môi nói. Chúng ta không hợp nhau, Tần Lạc nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn hận nhất là người khác mê hoặc hắn. Mỗi khi gặp phải chuyện này hắn đều không làm chủ bản thân được. Hắn ghê tởm phải lựa chọn. Vẫn chưa thử qua sao đã biết không hợp. Tôi sẽ hợp tác ăn ý, Lệ Khuynh Thành cười hì hì nói. Nàng ngạc nhiên khi thấy gã thanh niên này có vẻ ngốc ngốc thế nào ý. Tôi có việc tôi đi trước. Chào chị, Tần Lạc không dám tiếp tục nói chuyện với Lệ Khuynh Thành. Hắn xoay người bước đi. Ha, cậu em, hãy nhớ cậu vẫn còn nợ tôi đấy. Lệ Khuynh Thành ở sau nói to, sau đó nàng không giữ ý gì cười ầm lên. Tần Lạc run lên, hắn bước vội như chạy trốn. Phụ nữ thành phố như cọp, lời nói này quả không sai. Khi Tần Lạc chạy tới cổng trường, Lâm Hoán Khê đã đang ngồi trong chiếc BMW màu xâm banh đợi hắn. Tần Lạc vốn muốn tránh ánh mắt soi mói của người khác. Nhưng hắn quên mất sức quyến rũ của Lâm Hoán Khê. Ở cổng trường, trong các cửa hàng, quán cơm, trạm xe buýt có rất nhiều sinh viên y khoa. Bọn họ làm ra vẻ bận rộn nhưng ánh mắt luôn liếc nhìn Lâm Hoán Khê đang yên lặng ngồi chờ trong xe. Sau sự kiện Lâm Hoán Khê yêu sinh viên, nàng đã trở thành nhân vật đáng chú ý nhất ở trường. Bây giờ nàng ngồi trên xe đợi ở cổng trường, ai cũng cảm thấy thể nào cũng có chuyện gì đó sau việc này. Quả nhiên khi Tần Lạc miễn cưỡng đi tới, không khí xung quanh huyên náo hẳn lên. Có rất nhiều người xì xào bàn tán, tranh luận. Có người lại giơ tay chỉ trỏ. Có người lại móc điện thoại ra chụp hai người. Tần Lạc đột nhiên thấy rất hãnh diện. Một ngôi sao màn bạc liệu có hơn thế này không? Sốt ruột không? Tần Lạc cười hỏi. Không,
Lâm Hoán Khê lắc đầu, nàng bắt đầu nổ máy. Nếu không phải nàng đã hẹn với Tần Lạc ở đây, nàng đã lái xe đi rồi. Bị nhiều đứng xem, chỉ trỏ trông giống như một vật kỳ dị không phù hợp với tính cách của nàng. Nhưng không hiểu tại sao nàng không gọi điện dục Tần Lạc hoặc hẹn hắn ở chỗ khác. Tính cách mình đã thay đổi, Lâm Hoán Khê thầm nghĩ. Cùng là con người bình thường với nhau, tại sao nàng không thích hợp với những điều bình thường trong cuộc sống như yêu nhau, kết hôn, sinh con đẻ cái? Hay nói cách khác là tại sao nàng không tiếp nhận những điều đó? Nhưng tại sao mỗi lần nhìn thấy đàn ông nàng lại chán ghét? Tại sao nàng không có cảm giác gì mỗi khi nói chuyện với bọn họ? Lâm Thanh Nguyên đang tưới hoa ở trong sân, thư ký Trần Lôi đứng bên cạnh phụ giúp. Trần Lôi thấy Tần Lạc, hắn cười nói, Tần Lạc, nghe nói cậu đã làm giảng viên. Chúc mừng. Cảm ơn, Tần Lạc vỗ vỗ vai Trần Lôi. Hắn rất thích người bạn Trần Lôi này. Đến khi Trần Lôi đưa mắt nhìn Lâm Hoán Khê thì mặt hắn bỗng nhiên đỏ lên, hắn lắp bắp nói, chị Lâm, chị đã về. Ừ, Lâm Hoán Khê lạnh lùng trả lời. Nhìn thấy Lâm Hoán Khê và Tần Lạc trở về cùng nhau. Lâm Thanh Nguyên cười nói, Tần Lạc, hai người đã về. Lâm Gia Gia, sao hôm nay ông về sớm vậy? Tần Lạc ngạc nhiên hỏi. Bình thường công việc trong bệnh viện rất bận rộn, hôm nào Lâm Thanh Nguyên cũng làm việc tới khuya mới về. Lúc này sắc mặt Lâm Thanh Nguyên không tốt lắm, có vẻ như ông chỉ cố gượng cười. Sự thay đổi này không qua được con mắt quan sát của Tần Lạc. Xem ra bệnh viện của Lâm Thanh Nguyên đã xảy ra chuyện gì rồi. Ha, ha, tuổi tác cao, tưới hoa, trồng rau không phải là phúc khí sao? Lâm Thanh Nguyên cười nói, nhưng trong giọng nói của ông có cái gì đó chua chát, không cam lòng. Đã xảy ra chuyện gì vậy, Lâm Gia Gia? Tần Lạc đi tới trước mặt Lâm Thanh Nguyên và hỏi ông. Ồ, cháu cũng là người cơ trí, Lâm Thanh Nguyên thở dài. Ông để vòi nước trên chậu hoa rồi nói, hôm nay cấp trên tìm ông nói chuyện. Họ muốn cho ông nghỉ hưu sớm. Nghỉ hưu, vậy cũng tốt, có thể tưới hoa, trồng rau mà, Tần Lạc cười nói. Ông cũng hiểu đạo lý này. Không phải ông tham quyền cố vị, cũng tới lúc nghỉ hưu, nhưng ông vẫn không cam lòng, Lâm Thanh Nguyên tức giận nói, nếu vị trí viện trưởng giao cho những người khác, ông sẽ vui vẻ. Nhưng ông rất lo lắng khi giao cho Mã Hữu Tài. Mã Hữu Tài làm viện trưởng, Tần Lạc kinh ngạc hỏi, sao tên tiểu nhân bị ổi đó cứ như một bóng ma vậy? Luôn núp sau gây chuyện, sao hắn không chết bắt đắc kỳ tử? Ôi, trước kia cấp trên cũng đã tìm ông, khuyên ông chủ động xin nghỉ hưu. Ông không muốn giao vị trí viện trưởng lại cho Mã Hữu Tài nên mới không từ bỏ. Khi đó cháu mới giúp ông lập công nên cấp trên không thể gây khó dễ cho ông. Bây giờ không biết hắn có tác động ở chỗ ô dù nào mà cấp trên đã nhanh chóng gửi quyết định bổ nhiệm xuống, Lâm Thanh Nguyên thở dài lắc đầu. Thật sự uất ức khi không thể thay đổi thực tế được. Xem ra ông ta có quan hệ rất mật thiết với cấp trên, Tần Lạc cười cay đắng. Đúng vậy, nếu chỉ dựa vào năng lực của hắn thì sẽ không bao giờ làm viện trưởng được, Lâm Thanh Nguyên khinh bỉ nói. Một quan chức gian dảo không xứng đáng làm thầy thuốc phải có y đức, hắn có không? Vậy hãy nghĩ biện pháp không cho hắn làm viện trưởng, Lâm Hoán Khê ở bên cạnh lạnh lùng nói. Có biện pháp gì? Lâm Thanh Nguyên lắc đầu. Đối với việc bổ nhiệm này, ông chỉ có quyền đề cử, không có quyền quyết định bất cứ điều gì. Hơn nữa dù ông có đề cử, cấp trên cũng không nhất thiết phải nghe ông. Lâm Gia Gia không nên nóng vội. Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, Tần Lạc an ủi. Bây giờ người xấu cũng có thói quen ghi nhật ký, không chừng ngày nào đó sẽ lộ ra ánh sáng. Chương 30, mời sinh nhật. Người tốt chết hiểu, kẻ xấu sống lâu. Bên cạnh có nhiều loại tiểu nhân đắc chí làm cho Tần Lạc hoài nghi những giá trị tích cực và nhân sinh quan trong cuộc sống. Thậm chí hắn đang suy nghĩ xem liệu hắn có phải tuân theo những phẩm chất đạo đức theo như giáo huấn của Tần gia không. Nhưng làm một thầy thuốc nếu không có y đức, sao có thể để bệnh nhân tin phục đây? Đại vương Y Tôn Tư Mạc đã nói, người bệnh như mạng sống của mình, người thầy thuốc phải lấy y đức làm trọng. Nhưng bây giờ còn mấy người thầy thuốc tuân thủ những điều đó? Nếu mọi người đều tuân thủ những điều đó thì nền y học Trung Quốc không bị mang danh tiếng xấu như vậy. Các bác sĩ bị mắng là lang sói mặc blau trắng. Điều này không phải không có nguyên nhân của nó. Chứng kiến người khác làm chuyện xấu, sau đó chính mình cũng thanh thản làm chuyện xấu. Như vậy chính mình cũng xấu như người thứ nhất. Mình không làm người xấu, mình cũng không làm người tốt, mình chỉ là một người bình thường, Tần Lạc thầm nghĩ. Sau khi giúp Lâm Hoán Khê châm cứu hết ba huyệt đạo, Tần Lạc vừa thu dọn ngân châm vừa nói, chỉ cần châm cứu hai lần nữa, kinh mạch của chị sẽ khai thông.
sau này chỉ cần dùng thuốc trung y là khỏi hẳn. Lâm Hoán Khê kéo vạt áo ngủ xuống, nàng khẽ gật đầu, không hiểu tại sao trong thâm tâm nàng lại mong muốn chuyện này chưa kết thúc. Chúng mình uống trà đi, Lâm Hoán Khê nói khi Tần Lạc đang định rời đi. Nàng cảm thấy tình cảnh lúc này giống hệt những cảnh trong tivi, những người phụ nữ không chịu được cảnh tĩnh mịch ngăn không cho tình nhân rời đi. Ý nghĩ này chợt đến làm cho mặt nàng hiện lên vẻ bối rối. Tần Lạc suy nghĩ một lát rồi nói, được. Ánh sáng ban đêm không mang tới sự nóng bỏng, rõ nét của sắc màu của trời đất nhưng lại có nét lộng lẫy, quyến rũ, mờ ảo làm say đắm lòng người. Trong bóng đêm đó, cùng thời gian đó, có không biết bao nhiêu chuyện xảy ra. Không biết có bao nhiêu người giống như bọn họ ngồi thưởng trăng, uống trà. Kỹ thuật pha trà của Lâm Hoán Khê rất đơn giản, không thành thạo. Xem ra nàng không thường xuyên pha trà, nhưng vẻ mặt chăm chú của nàng cũng rất hấp dẫn, Tần Lạc cảm thấy rất tán thưởng. Nếu Lâm Hoán Khê không chủ động nói ra, là đàn ông Tần Lạc phải chủ động mở đầu câu chuyện. Chẳng lẽ để hai người ngồi ngây ngốc tới nửa ngày mà không nói câu nào? Người xưa rất thông minh, để phản ứng lại sự thờ ơ của nữ nhân họ thường có câu nói, lúc này không gian thật im ắng không những đã giải quyết được tình huống đó mà còn làm nữ nhân thấy cảm động. Chị đã xem diễn đàn của trường chưa? Tần Lạc hỏi. Ừ, Lâm Hoán Khê đặt chén trà trước mặt Tần Lạc. Có cần tôi ra mặt giải thích cho chị không? Tần Lạc hỏi, hắn nhìn dáng vẻ hờ hững của Lâm Hoán Khê thầm nghĩ chẳng lẽ nàng là người không thèm quan tâm đến bất cứ chuyện gì ư? Giải thích làm gì? Tôi sẽ nói chúng ta chỉ là bạn bè bình thường. Ít nhất tôi có thể giải thích thân phận của tôi, Tần Lạc đề nghị. Nếu như nói ra thân phận giảng viên của hắn, chuyện này sẽ không ầm ĩ như thế. Hình như chuyện yêu nhau giữa giảng viên và sinh viên luôn là điều cấm kỵ, khiến người khác tò mò. Những tin đồn về chuyện của hai người là nguyên nhân họ thu hút sự chú ý của toàn bộ giáo viên và sinh viên trong trường. Tại sao phải muốn giải thích với bọn họ? Lâm Hoán Khê ngẩng đầu hỏi Tần Lạc. Tôi sợ ảnh hưởng tới danh dự của chị. Lâm Hoán Khê gật đầu nhìn Tần Lạc nói, trước khi xảy ra chuyện này, bọn họ đã gọi tôi là thạch nữ. Một số người còn nghĩ tôi là dân lê thạch nữ, phụ nữ có bộ phận sinh dục bị dị dạng. Tần Lạc nghĩ lại. Hắn thấy đúng là không cần giải thích với những người vô vị đó. Vô luận hắn giải thích thế nào bọn họ cũng có cách suy đoán khác. Chị có biết Lệ Khuynh Thành không? Tần Lạc hỏi, hắn cũng không biết tại sao lại buột mồm hỏi, khi hỏi xong lại thấy hối hận. Cậu quen biết Lệ Khuynh Thành, hàng mi đẹp của Lâm Hoán Khê khẽ chấp chấp, vẻ khó chịu. Hiển nhiên nàng là người cực lực bài xích Lệ Khuynh Thành. Không quen, chỉ biết thôi, Tần Lạc trả lời. Không được đến gần cô ấy, Lâm Hoán Khê nhắc nhở hắn. Ừ, tôi biết, Tần Lạc gật đầu. Hắn hiểu lời dạy của người xưa luôn rất đúng, một rừng khó chứa hai hổ. Tôi muốn vĩnh viễn sống trong không khí yên tĩnh này, Lâm Hoán Khê ngẩng đầu nhìn ánh trăng, thì thào. Tần Lạc say sưa ngắm nhìn vẻ mặt thánh thiện của Lâm Hoán Khê không biết chán. Hắn không biết Lâm Hoán Khê nói về cuộc sống hiện tại của nàng hay giây phút ngồi bên cạnh hắn, nhưng hắn không có dũng khí suy đoán. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý trước, Tần Lạc vẫn bị hoảng hốt khi hắn đi vào, nhìn thấy quang cảnh lớp học. Căn phòng học rộng chật ních sinh viên, ở hàng ghế cuối cùng một số sinh viên đã tự động kê thêm ghế. Hơn nữa có những ghế hai sinh viên ngồi chung, không biết những sinh viên này tới nghe bài hay bọn họ chỉ tới đây xem náo nhiệt. Sau khi Mã Hằng chuyển khoa, khoa trung y lâm sàng chỉ còn 49 sinh viên. Nhưng bây giờ trong căn phòng này có gần 200 sinh viên. Nói cách khác, sinh viên dự thính gấp mấy lần số sinh viên chính thức của khoa. Tôi đang suy nghĩ xem có nhiều sinh viên thế này tới nghe bài ở lớp của tôi có phải do nguyên nhân tôi quá đẹp trai không? Tần Lạc đứng trên bục nói. Sinh viên bên dưới cười nghiêng ngả, có sinh viên còn lấy di động chụp ảnh Tần Lạc trước mặt mọi người. Tần Lạc khoát tay nói, tôi biết vì một lý do nào đó bây giờ mọi người trong trường cực kỳ quan tâm tới tôi. Nhưng với tư cách là một giảng viên có trách nhiệm với sinh viên của mình, tôi muốn nói những sinh viên nào tới đây chỉ muốn xem náo nhiệt, xin mời hết giờ học hãy tới đây xem. Tôi nghĩ rằng lúc đó sẽ không ảnh hưởng gì tới công việc của tôi. Thầy Tần, có phải thầy là bạn trai của cô Lâm Hoán Khê không? Người trong ảnh ở diễn đàn rất giống thầy, một nữ sinh viên ở phía dưới hỏi. Vương Cửu Cửu ngồi ở hàng ghế đầu, nàng bình tĩnh chờ câu trả lời của Tần Lạc. Nhưng hai tay nàng đang xoắn chặt vào nhau. Không phải, Tần Lạc trả lời, chúng tôi chỉ là những người bạn tốt. Liệu có tình bạn thân thiết giữa nam và nữ không? Tiếng một sinh viên nghi ngờ hỏi. Bạn tốt thì là bạn tốt,
bạn nam hay bạn nữ thì cũng chỉ là bạn. Là một người đàn ông, nếu như cô ấy thực sự là bạn gái của tôi không có can đảm thừa nhận với mọi người, như vậy tôi là người không có trách nhiệm. Ba ba ba. Nữ sinh viên bên dưới vỗ tay rầm rầm. Tần Lạc nói rất hợp ý các nàng. Thầy Tần, thầy rất đẹp trai. Em rất thích thầy, thầy làm bạn trai của em nhé, tiếng một nữ sinh viên bạo dạn nói. Những lời đó vừa giả vừa thật, có thể coi là lời đùa bỡn mà cũng có thể coi là chân tình của người đó. Phụ nữ chung quy là có ưu thế như vậy, bọn họ có thể tự do thay đổi vai trò của mình, tiến công, phòng thủ. Họ tuyệt đối không để mình lâm vào tình trạng xấu. Chờ em trưởng thành rồi hãy nói, Tần Lạc cười nói. Hắn không biết nữ sinh viên này. Hình như nàng là sinh viên khoa khác chạy tới đây xem náo nhiệt. Thầy, em lớn rồi, nữ sinh viên đó lại nói to. Đám sinh viên nam cũng bắt đầu đùa bỡn, có người còn hỏi to xem nữ sinh viên đó ở đâu. Tần Lạc gõ cái thước xuống bục nói, thôi được, bây giờ chúng ta bắt đầu giờ học, tôi cho mọi người cơ hội cuối cùng, ai tới đây xem náo nhiệt hãy rời khỏi lớp ngay. Khi tôi đã bắt đầu giảng bài, không ai được phép tự do đi lại trong phòng học. Tần Lạc chỉ ra ngoài nói, nếu tới lúc đó còn tự do đi lại thì đừng có trách tôi. Không một ai ra khỏi phòng, tất cả ngồi chờ hắn bắt đầu giờ học. Tần Lạc thấy buồn bực trong lòng, nếu tình hình cứ tiến triển như thế này, có khi hắn phải đề nghị đổi sang giảng bài ở hội trường lớn. Bởi vì bài học của Tần Lạc chẩn đoán bệnh học diễn ra vào hai tiết cuối buổi chiều nên sau khi hết giờ hắn đi thẳng tới chỗ chờ Lâm Hoán Khê. Vừa ra khỏi phòng, Vương Cửu Cửu vội vàng đi tới. Thầy Tần, Vương Cửu Cửu ở phía sau gọi to. Ừ, có việc gì? Tần Lạc quay đầu nhìn Vương Cửu Cửu hỏi. Cô gái này rất có năng khiếu học trung y, thậm chí có thể gọi nàng là cô gái hoạt bách thảo kinh. Tần Lạc thấy hình như Vương Cửu Cửu đã yêu thích trung y. Thầy Tần, tối nay thầy có rỗi không? Vương Cửu Cửu cười hỏi. Hàng mi dài cong cong, điệu cười quyến rũ vô cùng. Mẹ em ốm à? Tần Lạc hỏi. Vương Cửu Cửu rất muốn nói, mẹ thầy ốm thì có. Nhưng đứng trước mặt giảng viên nàng yêu thích nhất, nàng chỉ dám thầm nghĩ trong lòng mà thôi. Không phải, mẹ em rất khỏe, Vương Cửu Cửu buồn bực trả lời. Ồ, vậy chuyện gì? Tần Lạc ngờ vực hỏi. Trước đó cô gái này đã xin số điện thoại của hắn. Nàng nói mẹ nàng bị mắc căn bệnh phụ khoa kỳ lạ. Bây giờ nàng lại chạy tới hỏi hắn có thời gian không? Đương nhiên phản ứng đầu tiên của Tần Lạc là nghĩ mẹ nàng phát bệnh. Là thế này, hôm nay là sinh nhật Tiểu Hoa, bạn cùng lớp. Bạn ấy đã đặt một phòng ở KTIV, bạn ấy mời tất cả bạn cùng lớp tới dự sinh nhật. Bạn ấy muốn mời thầy tới dự, các sinh viên thường nói khi tới sinh nhật giảng viên nào thường được sinh viên tha thiết mời, chứng tỏ giảng viên đó cực kỳ được hoan nghênh. Dù Tần Lạc mới tới đây vài ngày, nhưng phương pháp dạy học đặc biệt và y thuật cao minh của hắn đã chinh phục được tình cảm của tất cả sinh viên trong lớp. Nếu ai dám giở trò mắng chửi Tần Lạc trước mặt những sinh viên đó, chỉ e tất cả sẽ trở mặt với người đó. KTIV hả? Tần Lạc hỏi. Đúng vậy. Tần Lạc đã hiểu, hắn gật đầu nói, tất cả mọi người là sinh viên, chỉ mình tôi là giáo viên, có ảnh hưởng gì tới mọi người không? Vương Cửu Cửu cười híp mắt hỏi, thầy Tần, không phải thầy sợ ai đó gây phiền toái đấy chứ? Điều này, thôi được, tôi đi, Tần Lạc gật đầu đồng ý. Hay quá. Em sẽ đi thông báo cho mọi người, Vương Cửu Cửu kích động nói, sau đó nàng chạy về phòng học nói cho mọi người. Ngay lập tức trong phòng học vang lên tiếng vỗ tay và tiếng la hét chói tai. Tần Lạc dùng màn hình phản quang soi gương. Hắn thầm nghĩ bản thân hắn không ngờ có rất nhiều người hâm mộ. Đây chính là một điểm xấu. Có thể rất đẹp trai, nhưng vẫn không đủ đẹp trai để kinh động tới Trung ương Đảng. Sau khi trang điểm làm dáng một chút, Tần Lạc gọi điện cho Lâm Hoán Khê nói hắn muốn tới dự sinh nhật của sinh viên nên không trở về nhà cùng nàng. Chương 31, ai nói nữ không bằng nam? Khuôn mặt Tiểu Hoa bầu bầu hình quả trứng, hơi mập, nhưng trông rất đáng yêu. Nhất là khi lúc cười rộ lên, trên mặt lộ ra hai cái má lúm đồng tiền. Bởi vì số học sinh trong lớp rất ít cho nên Tần Lạc đối với nàng vẫn có chút ấn tượng. Lúc ấy là ngày đầu tiên mà học sinh cả lớp đi chữa bệnh từ thiện, đã phát hiện ra trong bụng nàng có tụ huyết, cần phải xử lý ngay lập tức. Nói một cách khác, nếu để kéo dài, có thể tụ thành khối u hoặc chuyển biến xấu hơn nữa biến thành bệnh ung thư. Cũng chính bởi vì như vậy, Tiểu Hoa đối Tần Lạc vẫn mang lòng cảm kích. Cả lớp gồm 49 người đã đến đông đủ, thêm cả Tần Lạc là thầy giáo duy nhất nữa là tổng cộng có 50 người. Trong số học sinh cũng có một nửa là con nhà khá giả, dùng xe riêng để di chuyển,
số còn lại bắt taxi cùng đi rồi sau đó tất cả mới tập hợp lại sau. Có học sinh mời Tần Lạc ngồi xe đi trước, nhưng liền bị hắn cự tuyệt. Hắn là thầy giáo của đám học sinh này, cho dù là đi chơi, cũng phải phụ trách sự an toàn cho chúng. Tần Lạc cùng với Vương Cửu Cửu ngồi trong một chiếc xe taxi cưới cùng rời đi, rồi dừng ở trước cửa một KTIV nơi hát karaoke, sang trọng. Phòng KTIV cành cọ vàng, Tần Lạc ngẩng đầu nhìn sắc trời tối đen, rồi từ trong túi lấy ra một chiếc đèn nhỏ, thì thầm, nhìn qua nơi này không phải là rẻ. Chúng ta nhiều người như vậy liệu Tiểu Hoa có, chịu nổi, không? Tần Lạc tuy rằng chưa từng tới KTIV bao giờ, nhưng cũng từng trên TV nhìn thấy những chỗ ăn chơi như thế này. Cũng biết ở loại địa phương này tiêu tiền như nước, một cốc bia 100, một chai rượu vang đến mấy nghìn đồng. Để cho một tiểu nữ sinh, mời, nhiều người như vậy, hắn vẫn có chút băn khoăn. Nhà Tiểu Hoa có tiền, chúng ta ăn kém một phần mà thôi. Vương Cửu Cửu ở bên cạnh cười nói. Vừa mới đến đã thấy một số học sinh chạy ra nghênh đón, bọn chúng đã sớm chuẩn bị phòng xong xuôi. Khi Tần Lạc đến thì, chỗ ngồi đã được ổn định đâu vào đấy cả rồi. Tiểu Hoa vẻ mặt vui vẻ chạy lại đón, nói, thầy Tần, thầy cứ ngồi tự nhiên, không nên khách khí. Tiểu Hoa, sinh nhật vui vẻ, Tần Lạc cười nói, lúc tan học Vương Cửu Cửu mới nói cho thầy biết hôm nay là sinh nhật của em, cũng chưa kịp chuẩn bị quà, chút nữa nhất định thầy sẽ có quà cho em. Thầy Tần, thầy có thể tới đây chính là món quà lớn nhất dành cho em rồi. Thầy không biết, trong lớp có biết bao bạn nữ đang ghen tị với em đâu. Tiểu Hoa vẻ mặt đơn thuần cười nói. Hai người có bình thường không vậy? Khách sáo quá, hai người nói không thấy mệt nhưng tôi nghe lại thấy mệt đấy. Vương Cửu Cửu cố ý ngắt lời, đem không khí khấy động, Tiểu Hoa, không có đồ ăn sao? Tớ sắp chết đói đến nơi rồi. Chị Cửu, em đã gọi cho mọi người một đĩa bí, tết thịt bò, có thể hương vị không ngon lắm, mọi người chịu khó vậy. Ngoài ra còn có một số món nướng và một số món khác cộng với chút ít đồ ăn vặt. Chị thích ăn cái gì thì tùy ý chọn đi. Tiểu Hoa vô cùng thân thiết kéo tay Vương Cửu Cửu, cười nói. Xem ra quan hệ của hai người không tệ. Tớ sẽ không khách sáo đâu. Vương Cửu Cửu cười nói, đúng rồi, sao có bấy nhiêu người, những người khác đâu rồi. Tớ rất sợ chật chội, nên đặt thêm hai phòng, hiện giờ bọn họ đang ở phòng bên cạnh. Tiểu Hoa nói, thật là hào phóng quá, chỉ sợ hôm nay cậu trả tiền đến, cháy, thẻ mất thôi. Vương Cửu Cửu xoa xoa khuôn mặt mập mạp của Tiểu Hoa, trêu ghẹo nói. Không có việc gì, chút nữa cha tớ sẽ cử người đến thanh toán sau. Tiểu Hoa thoải mái nói. Rất nhanh, Tiểu Hoa cầm ra mấy phần bít tết cho bọn họ. Hương vị quả thật không ngon lành cho lắm, nhưng mà đối với những người đói bụng chạy tới ca hát mà nói thì vô cùng ngon miệng. Tần Lạc căn bản là chỉ ăn thôi chứ chẳng biết là ngon hay không ngon, bởi vì đây là lần đầu tiên hắn ăn bít tết bò. Cũng không biết như thế nào gọi là ngon. Kế tiếp các nam sinh bắt đầu cụng ly với nhau. Cũng có một số nữ sinh biết uống rượu tham dự trong đó, còn lại thì chạy vào ca hát. Vương Cửu Cửu cầm microphone, nói, vô cùng cảm tạ các học sinh có thể tới tham gia buổi party nhân dịp sinh nhật bạn Tiểu Hoa ngày hôm nay. Tớ đại biểu cho Tiểu Hoa nói lời cảm ơn tới tất cả các bạn học. Và hiện tại, khúc ca Con Mèo Ngốc Hay Tò Mò sẽ dành cho bạn học Tiểu Hoa cùng với khách mời đặc biệt của ngày hôm nay thầy Tần Lạc. Trong đôi mắt em là một vòng tròn đen như mực. Ngước nhìn anh xem anh đang nghĩ những gì. Anh giống như đảo Sicily, đầy huyền bí. Sicily một trong hai hòn đảo lớn nhất địa Trung Hải. Em chỉ là một cô mèo nhỏ không có gì đặc biệt. Có người bảo khi tò mò có thể làm mèo con ngốc nghếch. Nhưng biết đầu mà không biết cuối thì cũng không xong. Nên bây giờ em muốn tìm hiểu hết những gì của anh. Không cần tránh tò mò mà trở nên kiêu ngạo. Đây là một ca khúc kể về một cô gái mới biết yêu, nghe rất mới lạ. Vương Cửu Cửu giọng hát rất cao, đem hình tượng cô gái ngây thơ, biểu hiện rơi tới tận cùng. Sau khi chấm dứt, tiếng vỗ tay như sấm, còn kèm theo tiếng huýt sáo của nam sinh vang lên. Vương Cửu Cửu buông microphone, chạy đến Tần Lạc bên người ngồi xuống, hỏi, thầy Tần, thầy hát bài nào em chọn cho? Tần Lạc lắc đầu liên tục, nói, không, không. Tôi không biết hát. Hi hi, em biết ngay thầy không biết. Thầy tưởng em có can đảm cho thầy hát sao? Em chỉ sợ khi thầy hát, mọi người đều bị thầy dọa chạy. Thật sự là có thể như thế đó. Tần Lạc cười nói. Uống bia hay là uống rượu vang đỏ? Vương Cửu Cửu một tay cầm chai bia, tay còn lại cầm lấy bình rượu Great Wall nhìn Tần Lạc hỏi.
Đây là trường hợp mà Vương Cửu Cửu cố ý bỏ qua thân phận, thầy giáo của Tần Lạc. Tôi không uống rượu, Tần Lạc lắc đầu, cho tôi một cốc nước lọc là được rồi. Không phải chứ, thầy Tần, thầy ngay cả rượu cũng không uống sao? Nhìn quần áo của thầy em còn tưởng thầy giống như đại hiệp, ngàn chén không say ấy chứ. Lý Mãnh dáng người to cao cầm mấy chai bia đi lại đây, tỏ ra một bộ không say không nghỉ. Tôi thật sự không thể uống rượu, Tần Lạc cười khổ nói. Lúc còn rất nhỏ ông hắn đã dặn dò hắn, không được uống rượu. Qua nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ cũng hắn không đụng vào mấy thứ này. Chỉ uống một thôi, Lý Mãnh nói, thầy xem, ngay cả nữ sinh đều uống bia. Thầy không phải muốn ngay nữ sinh cũng không bằng đi. Đúng vậy, thầy Tần, hôm nay dù sao cũng là sinh nhật tiểu hoa, như thế nào thầy cũng phải uống một chút tỏ vẻ chứ. Dù sao bọn em cũng không ép được thầy chỉ cần nhấp một chút cũng được mà. Cùng lắm thì thầy uống say, em đưa thầy về. Vương Cửu Cửu cũng ở bên cạnh dụ dỗ nói. Cậu muốn đưa thầy Tần về, không phải có cái gì ý đồ bất lương gì đấy chứ. Lý Mãnh nhếch môi cười nói với Vương Cửu Cửu. Thì sao, chỉ cần thầy Tần không phản kháng quá mức, tôi liền đem gạo nấu thành cơm. Vương Cửu Cửu nhìn Tần Lạc nói. Các ngươi thật sự không xem tôi như một thầy giáo. Tần Lạc phụng phịu quát lớn. Ha ha, ở trong trường, mọi người xem anh là thầy giáo. Còn ở bên ngoài mọi người chúng tôi liền xem anh như là anh cả. Các anh em, các cậu thấy vậy có đúng không? Lý Mãnh quay lại phía sau hô. Đúng vậy, anh cả, một đám học sinh cùng nhau gào lên. Tần Lạc nở nụ cười, xua tay nói, uống rượu của các ngươi đi. Thầy Tần, hôm nay là sinh nhật của em mời thầy một ly, tiểu hoa hiện tại chí là thọ thinh, vừa mới chạy sang phòng bên kính rượu về, thấy mọi người đang cổ vũ thầy Tần uống rượu. Cũng chạy lại góp vui. Thầy Tần, hôm nay tiểu hoa chính là thọ tinh đấy, rượu nàng mới thầy phải uống mới được. Đúng vậy, nếu không uống, tiểu hoa khóc đấy. Ai đồng ý cho thầy Tần uống rượu giơ tay lên nào, mọi người xem, ngay cả thầy Tần cũng giơ tay. Thầy đồng ý rồi đó. Tần Lạc vùng cánh tay phải đang bị Vương Cửu Cửu giơ lên, cười khổ nói, tôi thật sự không thể uống được rượu. Như vậy đi, tôi cùng với tiểu hoa uống một chén. Hết đêm này hôm nay tôi không uống tí nào nữa đâu. Mọi người không ý kiến gì chứ? Tần Lạc sợ sau đó bị đám học sinh này chuốc rượu, liền đem lời này nói ra trước. Không thành vấn đề, chúng em đồng ý, Lý Mãnh hô. Tần Lạc bị ép buộc bất đắc dĩ, đành phải nhận chén rượu vang đỏ mà Vương Cửu Cửu đưa tới, đối với Tiểu Hoa nâng chén, nói, Tiểu Hoa. Sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn thầy Tần, Tiểu Hoa đưa miệng, một hơi đem chén rượu uống cạn. Ngay cả người ta là con gái đều uống xong, Tần Lạc cũng cảm thấy ngượng ngùng khi còn nguyên chén. Chỉ có thể kiên trì đem ly rượu vang uống cạn. Hơn 20 năm đến giờ đây là lần đầu tiên uống rượu, Tần Lạc có chút ngập ngừng, lại có chút chờ mong. Lo lắng là thân thể của chính mình có đúng như lời ông nói không thể uống rượu. Chờ mong chính là, không biết rượu có vị như thế nào. Liếm liếm khóe miệng, tinh tế đánh giá trong chốc lát. Tần Lạc cảm thấy được cũng không có gì đặc biệt mà. Đúng vào lúc muốn phát biểu một chút gì cảm nghĩ, Tần Lạc liền cảm thấy hoa mắt, liền hướng tới lòng ngực Vương Cửu Cửu ngã xuống. A! À, Vương Cửu Cửu ôm cổ Tần Lạc, sợ hãi kêu lên, thầy Tần, thầy không có chuyện gì chứ? Đừng dọa em! Không có chuyện gì, Tần Lạc thanh âm yếu ớt nói, đau đầu một chút thôi. Để tôi nằm lên ghế xa một chút. Tuy rằng được Vương Cửu Cửu ôm cảm thấy rất êm ái. Nhưng Tần Lạc da mặt có dày hơn nữa cũng không dám ở trước nhiều người như vậy cứ nằm úp mặt vào lòng ngực học sinh của mình đi. Được, Vương Cửu Cửu đáp ứng nói. Không cần người khác hỗ trợ, nàng hai tay kéo mạnh, đem Tần Lạc bế lên, y như một thanh niên tráng kiện ôm người vợ mới cưới của mình trở về vậy. Tần Lạc đem đầu chôn ở trong bộ tóc dài của Vương Cửu Cửu, thật là xấu hổ muốn chết. Nữ nhân này sao lại lỗ mãng như thế nhỉ, tự dưng đem người ta bế lên như vậy. May mắn những người khác quan tâm tới thân thể Tần Lạc, mà không ai chú ý tới sắc mặt của hắn. Thầy Tần, thầy không có chuyện gì chứ? Lý Mãnh vẻ mặt khẩn trương hỏi han. Không có chuyện gì, hơi đau đầu một chút thôi. Tần Lạc nói, có thể là do uống rượu, chỉ cần nghỉ ngơi một chút là được. Tần Lạc biết thân thể của chính mình xa xa không chỉ là chóng mặt đau đầu như vậy. Kinh mạch trong cơ thể trì hoãn, mạch tượng rất loạn. Hơn nữa, trong bụng của hắn đang quay cuồng như sông cuộn biển gầm. Thể chất này quả là chết tiệt, Tần Lạc buồn bực nghĩ. Hy vọng không ai đem chuyện này truyền đến trường học. Nếu để cho ông biết mình uống rượu,
sợ rằng có thể bị lột mất một lớp da chứ chẳng chơi. Lý Mãnh nhìn xuống mặt đất cầm cái chén bị Tần Lạc làm rơi, rồi nhìn Vương Cửu Cửu hỏi, cậu cho thầy uống rượu vang đỏ sao? Đúng thế. Cùng là loại giống chúng ta à? Vẫn cùng một bình ấy chứ. Vương Cửu Cửu lo lắng nhìn Tần Lạc, nói. Vậy thì quái lạ, rượu vang đỏ không nặng đến như vậy đi. Chẳng lẽ, thầy Tần của chúng ta chính là trong truyền thuyết một ly đã gục? Tần Lạc ở trong lòng âm thầm thề, chờ khi thân thể của mình khỏe lại, nhất định phải hung hăng nghiêm trị người này. Đang suy nghĩ, thì lồng ngực bực bội, như là có vật gì đó đang vùng vẫy muốn lao ra ngoài. Tần Lạc đang từ ghế salon nhảy dựng lên, bước nhanh ra phía bên ngoài. À, thầy Tần trong phòng có nhà vệ sinh, Vương Cửu Cửu đứng ở phía sau hô lên. Đáng tiếc, Tần Lạc căn bản không nghe được, hắn đã kéo cửa chạy ra ngoài. Vương Cửu Cửu vốn lo cho thân thể của Tần Lạc, cũng vội đi theo. Lý Mãnh cũng chạy lên, liền bị Tiểu Hoa giữ lại. Nói, cậu đi làm cái gì, nào chúng ta uống rượu. Những người khác bỗng ngẩn người, nhưng sau đó lại tiếp cười nói cùng ly với nhau. Tần Lạc từ cửa sau chạy ra, vội tới khu vệ sinh, cũng coi như là số đỏ, nhìn qua một cái đã thấy ngay một căn buồng vệ sinh còn trống. Rầm rầm. Vừa mới vọt vào buồng vệ sinh, Tần Lạc liền ghé vào buồn rửa tay nôn mửa như điên. Sau khi phun hết mọi thứ ra thì vẫn còn tiếp tục nôn khan, như muốn đem lục phủ ngũ tạng phu ra ngoài. Thầy Tần, thầy không có chuyện gì chứ? Vương Cửu Cửu chạy vào, giúp Tần Lạc vỗ phía sau lưng. Hả, làm sao cô vào đây được? Nhà vệ sinh nam đột nhiên có một nữ nhân chạy vào, khiến cho vài nam nhân đang đi vệ sinh cảm thấy bối rối. Tôi không nhìn các anh, kêu la cái gì? Vương Cửu Cửu tức giận nói. Tôi không sao mà, Tần Lạc vô lực xua tay, đây là nhà vệ sinh nam, cô vào đây làm gì? Em lo lắng cho thầy mà, Vương Cửu Cửu nói. Lý Thanh Ương đúng lúc ấy cũng đi vào toilet, thấy trong phòng có một nữ nhân cũng bị làm cho hoảng sợ một hồi. Như sau khi quay đầu nhìn lại tấm biển, xác định mình không có đi nhầm địa phương, liền chỉnh đốn trang phục nở một nụ cười tiến đến mỹ nữ, cô đi nhầm nơi rồi. Tôi biết rồi, Vương Cửu Cửu rút khăn tay giúp Tần Lạc lau khóe miệng. Nói thật, ban đầu khi tiến vào toilet nam, nàng cũng rất là khẩn trương. Mắt vẫn chăm chú nhìn vào Tần Lạc, cũng không dám nhìn ra chỗ khác. Có việc gì cần giúp đỡ sao? Lý Thanh Ương mắt nhìn Tần Lạc bên cạnh mỹ nữ, sắc mặt đột nhiên âm trầm, nói, là ngươi. Tần Lạc ngẩng đầu, cũng không nghĩ tới ở cái địa phương này đụng tới Lý Thanh Ương. Nói, ngươi tới đây làm gì? Lý Thanh Ương ánh mắt tham lam nhìn bên cạnh Vương Cửu Cửu liếc mắt một cái, cười lạnh nói, ta quả thật đúng là xem nhầm. Không nghĩ tới ngươi lại là một cao thủ tán gái. Công phu trên giường của nữ nhân này tốt, hay là của Lệ Khuynh Thành Thành tốt hơn? Tần Lạc cũng rất muốn biết vấn đề này, nhưng mà, chính hắn cũng không biết tại sao. Miệng của ngươi thật sự là trước sau vẫn thối như nhau. Lại chuẩn bị chơi tôi à? Tần Lạc cố gắng đứng dậy nói. He he, mời gặp đúng là không bằng vô tình mà gặp. Ngươi đã nói như vậy, không cho ngươi một bài học, chẳng phải là làm cho ngươi thất vọng lắm sao? Ngươi muốn làm cái gì? Vương Cửu Cửu nhìn chằm chằm Lý Thanh Ương hỏi. Chuyện này không có quan hệ tới cô. Cô tránh sang một bên đi, Lý Thanh Ương nói, hắn chuẩn bị đem tiểu tử này chặn trong nhà vệ sinh, rồi đánh cho một trận. Tiểu tử này cao không cao bằng hắn, to không to bằng hắn, đẹp trai thì cũng chẳng bằng, đương nhiên, đánh nhau với đẹp trai cũng chả có quan hệ gì với nhau. Nhưng nhìn bộ dáng như người bệnh của hắn chắc chắn không đánh được mình. Cút ngay đi, Vương Cửu Cửu quát. Tiện nhân, đồ không biết xấu hổ, ta nói lại lần nữa, người cút ngay cho ta. Lý Thanh Ương nổi giận. Chỉ vào Vương Cửu Cửu mắng. Ngay sau đó, xuất hiện một màn khiến cho người ta phải khiếp sợ. Vương Cửu Cửu đột nhiên ra tay, hai tay túm lấy cổ Lý Thanh Ương, lên gối một cái vào giữa bụng của hắn. Trong tiếng kêu gào thê thảm, Vương Cửu Cửu một tay túm lấy tóc của hắn. Đập mạnh vào chiếc gương trên bồn rửa mặt. Bốp! Gương nát, mặt Lý Thanh Ương cũng tan tành. Chương 32, lão nương đi diệt bọn hắn. Vương Cửu Cửu ra tay rất gọn gàng. Từ lúc ra tay đến khi chấm dứt đều hoàn thành trong nháy mắt. Nói cách khác, đợi đến khi Tần Lạc từ trạng thái khiếp sợ phục hồi lại tinh thần, nhìn thấy rõ ràng mọi việc thì, Lý Thanh Ương mặt mày đã bầm dập. Vương Cửu Cửu hình như cảm giác được mình tay mình sau khi đánh người có chút bẩn, liền mở vòi nước kỳ cọ, rồi lấy khăn tay cẩn thận lau sạch sẽ. Quả thật, ngón tay của nàng rất đẹp, tinh tế, trắng nõn, vô cùng đều đặn.
nhìn thấy vẻ mặt ngây ngốc của Tần Lạc đang nhìn mình, nàng liền ngượng ngùng cười, làm ra vẻ như một cô gái ngoan, kỳ thật, em bình thường không thích đánh nhau với người khác. Tôi biết rồi, Tần Lạc mờ mịt nói, nàng vừa rồi đánh ra hai chiêu kia, sợ là đã học võ thuật nhiều năm rồi. Thầy Tần, chúng ta đi thôi, Tiểu Hoa bọn họ còn đang chờ đấy, Vương Cửu Cửu nói, hẳn là có người nào tốt bụng đưa hắn đến bệnh viện đi. Nếu không, chúng ta giúp hắn gọi. Vậy hắn báo cảnh sát làm sao bây giờ? Tần Lạc lo lắng hỏi. Em liền bảo hắn có hành động phi lễ đối với em. Còn có thầy làm nhân chứng cho cơ mà. Hai người vừa thảo luận cái vấn đề này một cách nghiêm túc hơn, một bên vừa dìu dắt nhau đi ra khỏi toilet. Phương pháp này rất hay. Tần Lạc nói, nhưng mà, tại sao cô lại chạy vào toilet nam? Hắn kéo em đi vào. Vương Cửu Cửu cười giảo hoạt. Vẻ mặt như thế trong mắt Tần Lạc, lại cảm thấy như có mùi vị của ác ma. Nếu nằm trên mặt đất Lý Thanh Ương nghe nói như thế, không biết có hay không tức hộc máu mà chết. Hai người trở lại phòng karaoke, bên trong không khí đã vô cùng náo nhiệt. Có người đang cùng ly với nhau, có người lại đang chơi xúc sắc, còn một nhóm nam nữ đang túm tụm lại một chỗ cùng hát bài cả đời có nhau. Nhìn thấy Tần Lạc cùng Vương Cửu Cửu đồng thời trở về, Lý Mãnh cùng Tiểu Hoa chạy lên đón. Thầy Tần, thầy không có chuyện gì chứ? Lý Mãnh quan tâm hỏi han. Tốt hơn rồi, phun ra hết liền cảm thấy thoải mái hơn. Tần Lạc vừa nói hắn vừa được Vương Cửu Cửu dìu ngồi xuống xa. Thầy Tần, đều tại em không tốt, em không nên ép thầy uống rượu. Lý Mãnh áy náy nói. Không có chuyện gì đâu. Tần Lạc khoát tay, các cô cậu đi chơi đi. Không cần phải quan tâm tới tôi. Thầy Tần, em ở đây nói chuyện cùng với thầy. Lý Mãnh nói, loại tư tưởng đại hán này khi sùng bái một người, thì luôn muốn mọi việc tốt nhất đều dành cho người ấy. Cậu nói chuyện cái gì chứ? Đi, chúng ta đi hát. Cậu không phải nói là cậu biết hát bài Chân Tâm Anh Hùng sao? Chúng ta liền chọn bài đấy. Tiểu Hoa lôi kéo Lý Mãnh nói. À, đúng vậy, chúng ta đi hát. Lý Mãnh rốt cục cũng kịp phản ứng. Lại nhìn về phía Tần Lạc cùng Vương Cửu Cửu, trên mặt hiện lên một nụ cười quái dị. Hiển nhiên, sau khi được Tiểu Hoa nhắc nhở cũng đã hiểu được chuyện gì. Hai người các cậu tư tưởng rất không trong sáng. Vương Cửu Cửu chỉ vào hai người cười mắng. Vâng, phải chúng tôi không trong sáng. Chỉ có chị Cửu là người trong sáng nhất thế giới. Chị Cửu, trọng trách làm bạn với thầy Tần liền giao cho chị. Chúng tôi đi hát đây. Tiểu Hoa cười hi hi nói. Nhìn hai người chạy đi, Vương Cửu Cửu hướng về phía Tần Lạc hỏi, thầy muốn uống chút gì không? Nước lọc nhé. Ừ, nước lọc đi, Tần Lạc nói. Vương Cửu Cửu tìm khắp phòng, trong phòng trừ bia ra thì chính là rượu, vì thế liền đẩy cửa đi ra ngoài. Tần Lạc nhắm mắt lại, nghe hát, nói thật, trừ bỏ Vương Cửu Cửu hát cái kia nghe còn được, còn lại các bài sau này đều hát như là gào lên ấy. Nhưng chính vào hoàn cảnh như vậy Tần Lạc lại không có cảm giác ồn ào. Ngược lại lại có cảm giác rất lạ, xưa nay chưa từng có. Con người là một loại động vật sống theo quần thể, mỗi người đều có khát vọng có bạn bè. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến âm thanh tranh cãi kịch liệt. Tiếp theo, tiếng bàn ghế bị người đập phá kêu loảng xoảng. Tiếng ca đột nhiên ngừng lại, tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía cửa ra vào. Một đám nam nhân mặc áo đen đứng ngăn trước cửa, cầm đầu là một thanh niên lùn tịt. Ánh mắt như trêu tức lại mang theo vẻ âm lệ đánh giá mọi người trong phòng, giống như muốn chơi trò mèo vờn chuột. Mà Vương Cửu Cửu bị chúng ép ngồi xuống một chiếc ghế ở góc nhà, trong tay còn nắm hai chai nước khoáng, vẻ mặt cảnh giác nhìn bọn họ. Bộ dáng như có thể ra tay bất cứ lúc nào nếu bọn chúng lại gần. Tần Lạc từ ghế salon ngồi dậy, nhìn người nam nhân kia hỏi, các ông là ai? Thanh Ương, mày lại đây, đem người đánh mày chỉ ra, tên lùn quay ra bên ngoài gọi. Lý Thanh Ương lấy khăn tay băng mặt, từ sau đám người đi ra, chỉ vào Tần Lạc cùng Vương Cửu Cửu nói, chính là hai đứa nó. Nam nhân kia lúc này mới quay sang nhìn khắp người Tần Lạc, nói, nam chân đánh cho tàn phế. Rạch nát mặt, nữ mang đi. Con mẹ nó, ai dám? Lý Mãnh rốt cục phản ứng, từ trên bàn cầm lấy một chai rượu vang lao lên. Những nam sinh khác cũng có phản ứng, đều tự tìm vũ khí thích hợp cho mình rồi đứng về phía sau Tần Lạc. À. Thật là có người không sợ chết, tên lùn kia từ trong túi lấy ra một điếu thuốc lá, tên đàn em bên cạnh liền bật lửa châm thuốc. Sau khi hít một hơi thuốc thật sâu, đem vòng khói phun ra, chút khói thuốc kia lập lờ trôi nổi dưới ánh đèn mờ nhạt, quả thực có chút phong thái. Tên lùn lấy ngón tay đang cầm thuốc lá chỉ vào đám người Lý Mãnh,
nói, các ngươi đều là học sinh đúng không? Tao khuyên bọn mày hãy ngoan ngoãn tìm chỗ mà ngồi đi. Ở lại mà bị vỡ đầu gãy tay, tao không chịu trách nhiệm đâu đấy. Con mẹ nó, mày tưởng tao là ai? Muốn đụng vào thầy Tần, trước hết đem tao giải quyết rồi cả nói. Lý Mãnh tiến lên từng bước, muốn đem Tần Lạc che ở phía sau. Ở tiềm thức của hắn, Tần Lạc nhất định là vô cùng yếu ớt. Cần sự che chở của những nam nhân khỏe mạnh như hắn. Đúng vậy, bọn họ muốn đánh thầy Tần. Các anh em, chúng ta cùng hắn liều mạng. Phía sau có một giọng nam hô lên, sau đó một loạt các thanh âm hưởng ứng vang lên. Xem ra có vài phần khí thế. Học sinh ở phòng bên nghe thấy ồn ào cũng kéo lại xem. Trước sau vây kính đám người mặc áo đen ở giữa. Theo số lượng người, bên Tần Lạc lại chiếm ưu thế. Nhưng Tần Lạc biết nếu như thật sự động thủ, bên chịu thiệt chính là bên mình. Bọn họ đều là ai? Lưu manh chuyên nghiệp. Bọn hắn chuyên làm gì? Chính là lừa đảo, đánh chém nhau. Mà bên này đều là học sinh, có người ngay từ nhỏ đến giờ cũng chưa đánh nhau qua lần nào. Mới nhìn qua hai bên, đã biết kết quả thắng thua thế nào rồi. Hơn nữa, một khi đánh nhau thật, trong giám học sinh chắc chắn sẽ có rất nhiều người bị thương. Loại sự tình này nếu mà truyền đến trường học, chỉ sợ mình cũng gánh vác không nổi đi. Ít nhất, hắn cũng bị mang tiếng mang học sinh kết bè kéo phái đánh nhau. Cũng đang lo lắng vấn đề này còn có Vương Cửu Cửu. Nàng cũng học qua mấy chiêu cầm nã thủ, hơn nữa vừa rồi ngoài cửa vẫn cùng mấy người trong đám người này giao thủ qua. Mặc dù không chịu thiệt, nhưng cũng không chiếm được chút lợi nào. Bọn họ đánh nhau không có chiêu thức, nhưng lại vô cùng có kinh nghiệm. Có đôi khi, kinh nghiệm lại càng là thứ thích hợp để đánh nhau. Tên lùn kia bị lời nói của Lý Mãnh chọc tức, cười lạnh nói, mày cho là mày là ai? Siêu nhân, Spider-Man, người nhện, Diệp Vấn, chỉ bằng mấy lời của mày định dọa ai, vậy trước tiên cứ đem mày cho một trận cái đã. Các anh em, nếu bọn chúng không chịu lui, liền cho chúng một chút giáo huấn đi. Lý Mãnh cầm theo chai rượu định xông lên, lại bị Tần Lạc một giữ lại. Quát, đứng ở phía sau tôi đi. Nhưng mà thầy Tần, đứng phía sau tôi đi. Nếu không có sự cho phép của tôi, tất cả mọi người không ai được ra tay, Tần Lạc lại nói. Thanh âm kiên nghị vô cùng, như không có ai có thể cự tuyệt được. À, còn muốn làm anh hùng sao? Được, vậy bắt đầu từ mày đi, người đàn ông lùn nói. Một người áo đen xông lên, rất nhanh liền ôm tay ngồi chồm hổm trên mặt đất gào lên. Người áo đen thứ hai xông lên, kết quả cũng y như nhau. Người áo đen thứ ba mới vừa vào tới được một nửa, bèn dừng lại. Hắn bị cảnh của hai người anh em đi trước không hiểu vì lý do gì lại bị thương, mà cảm thấy hoang mang, hắn muốn xem Tần Lạc rốt cuộc đánh thương người bằng cách nào. Tên lùn ánh mắt híp lại, cười lạnh nói, thì ra là thế. Nguyên lai là người biết tí võ. Mọi người cẩn thận, với vật hắn cầm trong tay. Lão đại, có thể dùng dao hay không? Có một tên đàn em hỏi. Mày ngu à, đi, phế, người khác, còn đem dao giấu đi làm gì? Tên lùn tức giận quát lên. Tên đàn em sợ sệt liên tục gật đầu, hô, các anh em, cùng lên đi. Tên này có vẻ khó giải quyết. Nếu như thân thể lúc bình thường, Tần Lạc còn có thể ứng phó những tên lưu manh này. Nhưng vừa hắn vừa bị dị ứng, lại ói ra nhiều như vậy, thân thể vô cùng mệt mỏi. Sau lại đối phó với những tên lưu manh này có vẻ có chút khó khăn. Tuy rằng đạo ra 12 đoạn gấm có thể làm cho hắn bảo trì ý nghĩ thanh tỉnh, nhưng khi ra tay lực đạo đã yếu đi rất nhiều. Một đao đâm về ngực, một đao khác lại đâm về hướng bụng Tần Lạc. Những người này thật đúng là không kiêng nể gì, căn bản là muốn đem người ta đâm chết mà. Tần Lạc thân thể liền lùi lại ba bước, sau đó đem trong tay ngân châm mạnh mẽ ném đi. Một người áo đen ôm mặt nằm xuống. Người áo đen kia nghe được tiếng kêu thảm thiết của đồng bọn định lui về phía sau, lại bị Tần Lạc lấy chân quét ngã. Lý Mãnh nhịn không được, cầm lấy cái rượu phang một cái lên đầu người áo đen kia. Bình rượu nát vụn. Người áo đen cố gắng quay đầu, nhìn Lý Mãnh một cái, giống như là muốn nhớ rõ hình dáng của hắn, sau đó mới nghiêng người đổ rạp xuống mặt đất. Nhìn thấy Lý Mãnh đánh trả, lập tức có hai người áo đen xông tới. Vương Cửu Cửu đứng ở trong góc, sốt ruột gọi điện thoại. Ghé vào microphone hô, Trương Nghi Y, con gái của bà chuẩn bị người ta chém chết. Hả, ở chỗ nào, người nào dám động vào con gái của ta? Con có báo tên của mẹ ra hay không? Trong loa truyền đến tiếng thét chói tai của một nữ nhân. Con đang ở cành cọ vàng. Đã đánh nhau rồi, nói tên mẹ ra chỉ vô dụng thôi.
Vương Cửu Cửu sốt ruột nói. Đứa nhỏ này, con sao lúc nào cũng luôn làm người khác phải lo lắng thế? Con gái, chịu đựng một chút thôi, chờ đó. Lão nương, lập tức đến diệt hết sạch. Mẹ tới ngay cũng không kịp đâu, mau gọi cho cha phái người tới đi. Vương Cửu Cửu vội vàng nói. Nàng quả thật sợ bà mẹ chập mạch của mình, một người một ngựa chạy đến. Chương 33, báo cáo sai rồi. Mặc Trường Bào nhìn vào trông có vẻ anh tuấn, làm cho người ta có cảm giác ngọc thụ lâm phong. Nhưng khi đánh nhau, quả thật có chút khó khăn. Cũng may là Tần Lạc mặc loại quần áo này cũng đã nhiều năm, cũng không có cảm giác không được tự nhiên. Nếu để cho Lý Mãnh mặc vào thì có khi một cước đá ra không đánh tới địch nhân, mà có khi còn làm cho mình ngã xuống. Đương nhiên, thân quần áo này cũng không phải không có chỗ tốt nào cả. Ít nhất ống tay áo cùng vạt áo rộng thùng thình cũng có tác dụng mê hoặc địch nhân. Bọn họ thường thường không phân biệt nơi nào là chân nơi nào là tay của Tần Lạc, đợi đến khi bọn hắn phát hiện ra, thì trên mặt đã bị ăn một quyền hay dưới bụng cũng bị đá một cước. Hai tay đưa lên đỡ một thanh dao găm đang đâm tới, Tần Lạc khống chế cổ tay của hắn, một chiêu, phách vương chịu kích, tên áo đen ngực liền trúng chiêu, lảo đảo lui về phía sau vài bước, sau đó té phịch lên mặt đất. Tên lùn kia thấy nhiều đàn em của mình ra tay như mà cũng không khống chế được đối phương, mắng, một đám phế vật. Anh chẳng phải có súng sao? Cho hắn một phát, Lý Thanh Ương ở bên xúi dục. Hắn cực kỳ hận Tần Lạc, tự nhiên sẽ hy vọng kết quả của Tần Lạc càng thế thảm càng tốt. Tên lùn cười lạnh từ liếc Lý Thanh Ương một cái rồi từ trong lòng ngực lôi ra một khẩu súng lục màu đen ném qua chỗ hắn, nói, loại đồ chơi này người anh em cũng biết chứ. Thử nổ súng xem. Lý Thanh Ương trong chớp mắt chộp lấy khẩu súng kia, như muốn một phát bắn chết Tần Lạc. Nhưng mà do dự một hồi lâu, vẫn là đem khẩu súng trả lại, cười nói, anh Nhiên, thứ này ta chưa dùng bao giờ. Tên lùn cầm lại khẩu súng đem dắt vào trong lòng ngực, cười mắng, mày cho tao là thằng ngốc à? Sao mày không bắn đi? Ai nổ súng thì coi như xong. Tao hiện giờ đang ra mặt giúp mày, mày cũng không thể hãm hại tao như vậy chứ. Nếu tao mà không nể mặt bố mày, thì mày có tin hay không tao tát mày bay khỏi đây không? He he, anh Nhiên, em cũng thuận miệng nói thôi. Ai lại để anh phải làm chuyện ấy đâu? Lý Thanh Ương cười xấu hổ nói. Tên lùn vứt điếu thuốc lá lên mặt đất, sau đó đưa chân gẫm mạnh lên, đem điếu thuốc mềm mại nghiền nát thành từng mảnh nhỏ. Rồi đưa mắt ra nhìn cuộc chiến, nói, mày làm sao lại gặp hắn? Tên nhóc này quả là có chút bản lĩnh, mấy người anh em của tao cũng bị hắn đánh bại, mấy đứa còn lại xem ra không đủ để tiếp hắn. Chỉ là một tên thầy giáo, giết hắn cũng như giết một con kiến mà thôi. Anh Nhiên, có muốn gọi thêm người đến hay không? Gọi cái rắm, Đào Nhiên ta có khi nào đi đánh nhau mà phải gọi cứu binh chưa? Mày không sợ mất mặt, nhưng ta thì có. Chúng ta ở địa bàn của anh Khải gây chuyện, anh ấy không nói gì. Nhưng sau này mày cũng phải bồi thường xứng đáng cho anh ấy. Vì việc này cũng có ảnh hưởng không tốt đối với sinh ý của anh ấy. Anh Nhiên, yên tâm đi. Hôm nào em sẽ mời anh Khải uống rượu chuộc tội. Lý Thanh Ương cười ha ha nói, liền động vào những miệng vết thương trên mặt. Vết thương bị thủy tinh cắt kia lại chảy máu, làm cho hắn đau đến há mồm. Đào Nhiên gật đầu, rồi đột nhiên la lớn, con mẹ nó dừng tay. Nghe thấy lời của hắn, đám người áo đen hắn mang đến đều lập tức dừng tay. Một số tên đang nằm lăn lộn trên mặt đất cũng được nâng dậy, tụ tập xung quanh lão đại của mình. Đào Nhiên nhìn những học sinh bị đánh bầm đập hết cả mặt mũi, cười nói, bọn mày ra tay cũng quá độc ác đi. Đây đều là học sinh cả đó, đánh, hỏng, hết thì phải làm sao? Lão đại, bọn em đều ra tay rất nhẹ, nhưng bọn khốn kia lại ra tay quá nặng, một tên đàn em chỉ vào đôi mắt gấu mèo của mình kể lể. Kha kha, không có cánh nào. Ai bảo người ta là học sinh cơ chứ? Đều là nhân tài tương lai của đất nước. Tên lùn cười châm chọc nói. Ngươi cũng biết sự nghiêm trọng của vấn đề. Tần Lạc cười hỏi, thân thể của hắn khí lực đã sắp tiêu hao hết. Nếu những người này không dừng lại, hắn không biết mình còn có thể kiên trì được bao lâu. Kỳ quái, bên này đã ầm ĩ như vậy mà nhân viên của KTIV vẫn không có phát hiện ra sao? Còn không có người báo cảnh sát nữa chứ? Biết, bằng không, bọn họ thành đồ vứt đi à? Đào Nhiên trả lời ngay. Đào Nhiên nói không sai, nên những người này quả thật cũng không dám có hành động quá mức. Tần Lạc thân phận là thầy giáo, mang theo đều là học sinh. Nếu quả thật có chuyện gì, có thể sẽ khiến cho cả nước chấn động. Trách nhiệm này cũng không phải dễ dàng gánh được. Cũng may mắn những người áo đen này đều ra tay có chừng mực, nói cách khác,
là sợ đánh thương nhiều người. Hiện tại lưu manh, càng ngày càng biết dùng đầu óc làm việc. Thả bọn họ đi đi, Tần Lạc chỉ vào học sinh của mình nói, đây là chuyện của tôi với hắn, không liên quan gì tới học sinh của tôi. Được, nghe lời mày, ta cũng thật sự cũng không thể làm gì với bọn chúng. Đào Nhiên gật đầu nói. Lý Mãnh, cậu mang mọi người về trước đi, nhanh lên một chút, Tần Lạc quát lên. Vương Cửu Cửu, cậu mang các bạn đi về trước, tôi ở lại với thầy Tần. Lý Mãnh trong tay cầm chặt lấy nữa cái chai, vẻ mặt hung hãn nhìn chằm chằm đám người áo đen hô lên. Tiểu Hoa, cậu đưa mọi người về trước đi. Vương Cửu Cửu đi đến Tần Lạc bên người, nói. Tiểu Hoa mắt nhìn bốn phía, khóc oa lên một tiếng, nói, tôi không đi. Có đi thì mọi người cùng đi. Bọn em cũng không đi. Thầy Tần, bọn em tuyệt đối sẽ không bỏ thầy một mình. Đúng thế, tớ không tin bọn họ có thể làm gì chúng ta. Mẹ nó, liều mạng cùng bọn chúng. Đào Nhiên thấy cảnh trước mặt, hung hăng trừng mắt nhìn Lý Thanh Ương một cái, cười nói, thật đúng là thầy trò tình thâm. Tao có chút phục mày rồi đấy. Hiện nay, thầy giáo có thể làm được như mày quả là không dễ dàng. Quá khen, Tần Lạc nhàn nhạt nói. Trong lòng lại vô cùng sốt ruột, những học sinh này ở lại đây, làm hắn thật sự cảm thấy lo lắng. Như vậy đi, tao xem mày thân thủ cũng được, tao cũng luyện qua vài năm quyền thái, võ thái lan, muay thái. Hai chúng ta tỉ thí mấy chiêu, tao thua, mày đi, mày thắng, thì xin lỗi người anh em của tao một tiếng. Đào Nhiên nói, Tần Lạc lắc đầu, thế nào, không muốn, hình như mày cũng không có nhiều sự chọn lựa. Mày chỉ có hai sự lựa chọn là đánh lại hoặc bị đánh. Đào Nhiên cười lạnh nói. Bất kể là thắng, hay là thua, tôi cũng sẽ không bao giờ xin lỗi hắn. Tần Lạc nói. Nhóc con, coi như mày lợi hại. Xem tao chơi mày chết như thế nào. Lý Thanh Ương ác độc nói. Ha ha, có cá tính. Đào Nhiên cười nói. Chẳng qua, tao lại rất không thích những người có cá tính. Cởi áo khoác trên người ra, Đào Nhiên bắt đầu khởi động cổ tay và các ngón tay. Rồi đột nhiên vọt lên. Như mãnh hổ xuống núi, nhanh như chớp nhằm phía Tần Lạc lao tới. Lý Minh vốn là giám đốc chuyên bảo vệ trị an cho cảnh cọ vàng, nhưng chính lúc này hắn lại đang ôm một cô nhân viên phục vụ phòng vào ngực chơi đùa, liền có điện thoại cấp dưới gọi lên quấy rầy nhã hứng của hắn. Giám đốc, có người gây chuyện ở cảnh cọ vàng của chúng ta. Trong điện thoại truyền ra thanh âm của một nhân viên bảo vệ. Loại chuyện nhỏ nhặt này mà cũng hỏi ta, đánh cho một trận rồi vứt ra ngoài. Tỏ ra có sức mạnh tuyệt đối với đám đàn em, Lý Minh chậm rãi nói. Giám đốc, tôi không dám, đội trưởng đội bảo vệ nói. Con mẹ nó mày bị sao thế? Người nào dám gây chuyện ở cành cọ vàng của chúng ta? Lý Minh tức giận mắng. Thưa giám đốc, là anh Đào, đội trưởng đội bảo vệ nói. Được rồi, chuyện này tao đã biết. Bọn mày chú ý một chút, đừng để anh Đào chịu thiệt. Tao báo cáo cho ông chủ cái đã, Lý Minh nói. Có người gây chuyện sao? Cô gái thoạt nhìn rất ngây thơ kia lên tiếng hỏi. Kha kha, có người muốn chết, cũng chẳng trách được ai. Cô đi trước đi, sau khi ta việc tôi mời cô đi ăn khuya. Lý Minh xoa xoa khuôn mặt của cô gái, rồi bước nhanh ra ngoài. Anh Đào đang ở nơi nào? Lý Minh đối với đội trưởng đội bảo vệ hỏi. Tầng 2, chuyện lần này có vẻ không khống chế được, chúng ta có cần ra mặt giải quyết không? Đội trưởng đội bảo vệ đề nghị. Giải quyết cái rắm, tính tính của anh Đào không phải mày không biết. Khi mà hắn nổi nóng, ai dám đi cản. Hắn và ông chủ của chúng ta đều có giao tình với nhau, có việc gì thì có ông chủ lo. Vậy chúng ta làm gì bây giờ? Làm gì hả? Chờ chứ làm gì? Để tao gọi điện thoại cho ông chủ, xin ý kiến coi thế nào đã. Lý Minh đi tới cửa, chuẩn bị gọi điện thoại báo cáo tình hình cho ông chủ. Điện thoại kết nối. Bên trong truyền tới giọng khàn khàn của một người đàn ông, có chuyện gì? Ông chủ, tôi có chuyện cần phải báo cáo cho ngài. Lý Minh cúi người nói, giống như có thể làm cho người đàn ông bên kia thấy rõ sự thành kính của hắn. Nói, người đàn ông kia nói ngắn gọn. Là như thế này, anh Đào cùng với khách nhân trong cửa hàng chúng ta phát sinh xung đột. Cả hai bên dường như đã động thủ, động tĩnh rất lớn. Đối phương có, lai lịch, thế nào? Lý Minh suy nghĩ. Nói, không có, lai lịch gì. Vậy để cho bọn hắn làm gì thì làm. Người đàn ông nói xong rồi cúp điện thoại cái rụp một cái. Lý Minh thu điện thoại, vừa mới chuẩn bị xoay người bước vào trong, thì một đạo ánh sáng chói mắt chiếu thẳng vào mặt của hắn. Trong nháy mắt sau khi tiếp xúc, làm cho mắt của hắn không nhìn thấy gì.
Đợi cho hắn thích ứng với luồng ánh sáng này, thấy rõ được cảnh vật trước mắt, đồng tử chợt mở to hết mức. Một chiếc xe quân đội màu xanh lục đang dừng trước cửa cành cọ vàng, một loạt binh lính vác súng đã lên đạn sẵn sàng từ trên xe nhảy xuống, sau đó rất nhanh chóng tập hợp thành hàng. Lặng lẽ không tiếng động, vừa khẩn trương lại rất trật tự. Chỉ nghe tiếng ủng nện vào mặt đất nghe lạch cạch. Âm thanh nặng nề, làm cho người ta có cảm giác như đang đối mặt với một đạo thiên quân, 1000 quân, ha ha. Người chỉ huy là một sĩ quan đeo kính, vung tay lên nói, xông vào, cứu con gái của tư lệnh. Rõ, một đám đàn ông quát lên, sát khí đằng đằng. Người đàn ông đeo kính làm cái ra hiệu bằng tay, đám quân nhân kia liền lấy đà chạy cồm cộp tới hướng hành lang của cành cọ vàng. Làm giám đốc phụ trách an toàn cho cành cọ vàng, Lý Minh vốn phải đứng ra chặn lại hỏi nguyên do một tiếng. Nhưng thấy đám người kia, ai tay lăm lăm ôm súng tiểu liên, ánh mắt sắc lạnh như dao chạy qua trước mặt của hắn, thì ngay cả dũng khí để lên tiếng cũng không có. Giống như là một người qua đường, đám quân nhân kia ngay cả liếc mắt xem hắn cũng không thèm. Có lẽ, lúc ấy môi hắn run run, như muốn nói gì đó. Nhưng mà, ai biết được, bởi vì lúc ấy có nói thì cũng chỉ có mình hắn nghe được. Những quân nhân này đột nhiên chạy đến đây làm gì vậy? Cứu con gái của tư lệnh, gì? Một ý nghĩ đáng sợ từ trong đầu hiện ra, Lý Minh Chân như muốn nhũn ra. Chẳng lẽ trong đám học sinh kia, có người nào đó là con gái của tư lệnh của bọn họ? Hơn nữa, còn gặp nguy hiểm. Lại nhớ tới lời báo cáo của cấp dưới, lại càng khẳng định phán đoán của mình. Ôi chao mẹ ơi, không phải là muốn mạng của ta đấy chứ? Hắn vội vàng rút điện thoại ra gọi cho ông chủ, nói, ông chủ, vừa rồi ta báo sai rồi. Đám người kia có, lai lịch rất lớn, ngay cả quân đội đều có thể điều động. Lý Minh còn không nói xong thì, từ bên trong truyền ra tiếng quát tháo. Còn có người ôm đầu từ bên trong chạy ra, trong đó đã loạn hết rồi. Chương 34, tai họa đáng yêu. Nói thật, kinh nghiệm đánh nhau của Tần Lạc cũng chẳng có bao nhiêu. Trước khi rời khỏi Tần gia, bởi vì sức khỏe mà hắn suốt ngày ru rú trong nhà, cứ như cô dâu trẻ mới về nhà chồng vậy. Ngày thường cũng rất ít khi ngoài, cho dù đi thì cũng có ông hắn đi cùng. Vì thế căn bản là hắn chẳng có cơ hội đánh đấm. Nếu bảo có đánh thì cũng là luyện với ông hắn vào mỗi buổi sáng. Khi đó hắn dùng dẫn thể thuật chiết chiêu với tiểu thái cực của ông hắn. Hai người cứ tới tới lui lui, cũng cực kỳ vui vẻ. Nhưng đấu kiểu đó hoàn toàn chỉ để rèn luyện thân thể, so với loại đánh đấm có thể gây thương tật lúc này thì hoàn toàn khác nhau. Tần Lạc mặc dù chưa từng giao thủ với cao thủ quyền thái nhưng cũng biết những điểm lợi hại của quyền thái. Nó là môn võ truyền thống của Thái Lan, đặc điểm của nó là tấn công trong cự ly cực ngắn, dùng các bộ phận khuỷu tay, đầu gối để tấn công, là một loại võ thuật vô cùng tàn nhẫn, sức sát thương lớn. Phong trào luyện quyền thái ở Thái Lan phát triển tới mức 10 người đàn ông thì đến 9 người luyện quyền. Ngay cả một số quốc gia cũng dùng quyền thái làm cơ sở chương trình huấn luyện lính đặc chủng. Từ đó có thể thấy được mức độ phổ biến của môn võ này ở Thái Lan. Đào Nhiên không hổ là cao thủ quyền thái, tốc độ di chuyển cực nhanh. Người vừa mới nhoáng lên một cái đã tung ra một trọng quyền nhắm vào mặt Tần Lạc. Tần Lạc lui lại một bước, dùng trường đỡ lấy rồi đẩy quyền đầu của hắn ra. Tần Lạc biết thể lực của mình rất yếu, nếu liều mạng thì chắc chắn không thể thương tổn đối phương. Chỉ còn cách dùng nhu thắng cương, tìm sơ hở, một chiêu hạ địch. Mà đạo gia thập nhị đoạn cẩm của hắn cũng chính là lấy nhu thắng cương, cũng giống như thái cực. Trước kia hắn thường xuyên chơi trò thôi thủ, vật tay, với ông hắn, chiêu tứ lạng bạt thiên cân cũng luyện đến mức lô hỏa thuần thanh. Trọng quyền vừa bị hóa giải, thân thể Đào Nhiên lập tức mạnh mẽ dướn ra, lên gối nhắm thẳng vào bụng Tần Lạc. Bụp! Tần Lạc bất đắc phải co gối đỡ lại, lập tức đầu gối hai người va vào nhau, lực phản chấn khiến cả hai đều phải lui một bước. Ha ha! Tao không tin mày tránh được mãi. Đào Nhiên đắc ý cười. Tao cũng không tin mày cười được mãi. Tần Lạc đáp trả, thân thể hơi cúi xuống xoa xoa cái đầu gối. Đau hả, chiêu này tao luyện lâu lắm rồi, cũng đã đánh vỡ không ít bao cát đâu. Đào Nhiên nhìn động tác Tần Lạc, bỗng nhiên trong lòng lại dâng lên một cảm giác tự hào. Mày mà cũng có thể đánh vỡ bao cát à? Tần Lạc vừa cười vừa nói. Thực ra trong lòng hắn cũng biết, chiêu vừa rồi thực sự có sức sát thương rất lớn. Thân thể của mình căn bản là chưa đủ sức va chạm với hắn. Nếu bị hắn bắt ngạnh tiếp như vậy mấy lần chỉ sợ phải gãy xương mất. Chưa thử thì người vĩnh viễn không biết lực đạo tấn công trên khuỷu tay và đầu gối của cao thủ quyền thái khủng khiếp đến mức nào.
Được lắm, để tao cho mày xem, tao không chỉ có thể đánh vỡ bao cát mà còn có thể ghiền nát xương của mày. Đào Nhiên âm trầm cười. Thầy Tần, hãy cẩn thận, đừng ngạnh tiếp với hắn. Vương Cửu Cửu đứng phía sau nhắc nhở. Tần Lạc cười khổ, cái này thì mình biết lâu rồi. Nhưng ngươi phải có cách né mới được, hắn chẳng những có sức mạnh mà tốc độ di chuyển cũng quá nhanh. Nếu như mình không phải là trời sinh dương mạch chết bầm, với một thân sở học của mình thì còn phải để hắn vào mắt sao? Nhưng bây giờ đúng là, hổ xuống đồng bằng đến chó cũng khinh. Đào Nhiên vừa dứt lời thì lập tức đánh tới. Lúc này hắn cùng lúc tung ra hữu quyền và một cú đá xéo, cùng công kích cả trên và dưới. Hắn quyết tâm phải khiến Tần Lạc phải ngạnh tiếp đòn tấn công của hắn. Sách lược của hắn đã thành công, Tần Lạc bắt buộc phải đưa cả quyền lẫn cước ra phản kích. Đào Nhiên nhếch miệng cười, quyền đầu đột nhiên đổi thành khuỷu tay, tấn công vào ngực Tần Lạc. Tần Lạc lui lại phía sau, đến khi bắp chân sau đụng phải cái ghế giữa bàn đá. Đào Nhiên nhanh chóng áp sát, thề phải hoàn thành lần tấn công này. Có học sinh sợ hãi kinh hô, thầy Tần, cẩn thận. Mấy tên tiểu đệ của Đào Nhiên cũng mặt mày vui mừng vỗ tay. Nhưng nét mặt bọn chúng rất nhanh liền cứng lại. Bởi vì Tần Lạc đã làm một động tác không thể tưởng tượng được. Chỉ thấy thân thể hắn ngửa ra sau, đúng là ngửa ra sau. Mà hắn ngửa đến 180 độ, đầu gần như chạm vào hai chân. Eo như không có xương, thân dẻo như linh xà, chẳng khác nào một diễn viên múa khổ luyện nhiều năm vậy. Đương nhiên Tần Lạc cũng đã khổ luyện chiêu này nhiều năm. Nó chính là động tác đề đầu phản túc đốn trong đạo gia thập nhị đoạn cầm. Một số động tác yoga của phụ nữ trong thành phố cũng vì vậy mà có. Đào Nhiên đánh một đòn cùi trỏ vào không khí, lại bị một chiêu này của Tần Lạc làm kinh hãi. Ngay khi tâm thần hắn thoáng thất thủ, Tần Lạc lập tức tung một đòn vào thẳng eo Đào Nhiên. Đây là vị trí phân thần huyệt, đánh vào là thương. Huyệt vị này có tác dụng ký diệu nhất chính là công một chiêu, toàn thân tan tác. Luận trình độ tìm huyệt tấn công, trong thiên hạ đúng là không có mấy người hơn được Tần Lạc. Bịch, thân thể Đào Nhiên ngã ngửa về sau, lăn quay ra đất. Chẳng khác tên khiêu nhai vũ, bằng hữu Mã Hằng lúc trước Tần Lạc vô ý xử lý. Lão đại, lão đại. Anh Nhiên, anh không sao chứ? Các anh em, xin thằng khốn này tí tiết, báo thù cho lão đại. Cả đám lưu manh gào lên, tình hình lập tức trở lên hỗn loạn. Lý Mãnh cùng Vương Cửu Cửu xông tới, đứng chắn trước mặt Tần Lạc. Đội trưởng đội bảo an nấp sau đám người xem náo nhiệt, vừa nhìn Thất Đào Nhiên thất bại liền dẫn theo người của hắn xông tới. Quát, bọn mày muốn làm gì? Làm gì hả? Chỗ này là nơi nghỉ ngơi, thư giãn chứ không phải chỗ để bọn mày đến đánh nhau. Thật không? Thế vừa nãy các anh lại nấp phía sau xem náo nhiệt hả? Vương Cửu Cửu cười khẩy nói. Nàng cao giáo, mắt tinh, đã sớm phát hiện ra đội trưởng đội bảo an nấp sau đám người. Bây giờ mới xông tới, sợ là lo bọn họ dạy dỗ mấy thằng lưu manh đang lăn quay trên đất này thôi. Ai nấp phía sau xem náo nhiệt? Mắt cô nhìn thấy AK, đàn bà mà cứ đánh đánh đấm đấm ra thể thống gì. Tất cả bỏ mấy thứ trong tay xuống. Chúng tôi đã báo cảnh sát, chuyện này sẽ do cảnh sát xử lý. Hắn có quan hệ với lão bản bên đó. Những tay cảnh sát kia tới đây thì tất nhiên sẽ giảng hòa chuyện này. Không cần, tôi gọi người rồi, Vương Cửu Cửu không hề khách khí nói. Hà hà, quan hệ tốt nhỉ, đội trưởng đội bảo an cười nhạt. Tới một tên bắt một tên. Đến hai tên bắt một đôi. Tôi xem cô có thể gọi đến bao nhiêu người. Đúng lúc đó, cả cành cọ vàng đột nhiên rung lên. Đầu tiên là tầng một trở nên hỗn loạn, tiếng hét chói tai của phụ nữ cũng vang lên. Tiếp đó trên cầu thang truyền đến những tiếng bước chân. Một nhóm quân nhân được võ trang đến tận răng xuất hiện. Đám người của đội bảo an lập tức bị hù cho mặt mày trắng nhợt. Vương Cửu Cửu vừa thấy gã đeo kính đi đầu đội quân nhân liền vui mừng hô lên, Cao Thâm. Bên này, gã đeo kính cũng nhìn thấy Vương Cửu Cửu, vung tay lên một cái, đám quân nhân lập tức như đám hổ sói xông tới, quây xung quanh Vương Cửu Cửu. Gã quân nhân đeo kính lướt mắt thấy mấy tên lưu manh đang cầm dao liền quát lớn, có kẻ có ý đồ tấn công người nhà thủ trưởng. Đội cảnh vệ chuẩn bị chiến đấu. Lách cách, đám quân nhân lập tức kéo chốt súng tiểu liên, chờ lệnh. Đám lưu manh sợ đến choáng váng cuối cùng cũng tỉnh lại, vội vàng vứt dao trên tay, quỳ trên mặt đất xin xỏ. Đại ca, đừng bắn em. Chuyện này không liên quan đến em. Em chưa làm gì cả. Bọn em đùa ấy mà. Chỉ đùa thôi. Lý Thanh Ương nhìn cảnh này, thầm hối hận không thôi. Mình đã chọc phải người nào đây?
ngay cả đám quái vật này cũng gọi ra được. Hắn đưa mắt nhìn Đào Nhiên đang nằm trên mặt đất, liều mạng nháy mắt cho hắn. Hắn đành lắc đầu, định lén chuồn đi. Nhưng hắn vừa lui về phía sau một bước thì bị Vương Cửu Cửu nhìn thấy. Đứng lại, Vương Cửu Cửu quát. Cô chỉ thẳng vào Lý Thanh Ương nói, vừa rồi hắn có âm mưu quấy rối em. Sau khi thất bại lại còn dẫn người đến trả thù. Thật hay giả vậy? Cao Thâm kinh ngạc hỏi. Anh xem em giống đang nói dối lắm hả? Em đang rất bực mình với hắn. Vương Cửu Cửu phụng phịu nói. Bắt hắn, lôi tới đây cho tôi. Gã đeo kính chỉ vào Lý Thăng Ương rồi nói. Lập tức có hai tên quân nhân sấn tới, lôi hắn tới trước mặt gã đeo kính. Từ khi mặc bộ quần áo này, tao đã trở thành một người lương thiện. Gã đeo kính âm trầm nói. Đột nhiên gã đeo kính vả thẳng vào mặt Lý Thanh Ương. Nhưng hôm nay tao không thể không chửi một câu. Mẹ nó, đến công chúa của bọn tao mà cũng dám chọc ghẹo. Chát! Lại thêm một cái tát. Từ trước đến giờ chỉ có công chúa bọn tao đi trêu chọc người khác, làm gì có chuyện bị người khác chọc ghẹo lại hả? Chát chát chát! Đợi đến khi gã đeo kính đánh xong, Lý Thanh Ương chỉ còn thoi thóp nằm trên mặt đất. Từ đầu đến cuối, một câu phân bua cũng không dám nói. Công chúa điện hạ, đã dễ chịu chưa? Gã đeo kính đi đến cạnh Vương Cửu Cửu, nhỏ giọng hỏi. Được rồi, còn những thằng lưu manh này thì làm sao bây giờ? Vương Cửu Cửu chỉ đám lưu manh đang quỳ trên mặt đất hỏi. Yên tâm, bắt hết. Em không thấy sao, bọn anh tới đây lần này là dưới danh đội cảnh vệ. Mưu đồ hành hung người nhà lãnh đạo, chỉ cái tội này thôi cũng đủ để bắt chúng rồi. Gã đeo kính nịnh đầm. Cái này cũng không tệ. Nhưng mà sao anh lại dẫn người đi được? Với tác phong của ba em, chắc chắn sẽ không cho loại người như anh cơ hội giở uy phong ra đâu. Vương Cửu Cửu nghi hoặc hỏi dò. Tiếp đó vẻ mặt gã đeo kính liền trở nên quái dị. Thấp giọng nói, thủ trưởng đang đi thị sát thì nhận được điện của mẹ em. Bà nói có người chọc ghẹo em, bắt thủ trưởng lập tức cho người tới cứu, nếu châm khó giữ được thân. Thủ trưởng nghe vậy giận quá, lập tức phái bọn anh đi. Lúc đấy bọn anh đang bảo vệ an toàn cho thủ trưởng, vội chạy đến đây, ngay cả vũ trang cũng không kịp tháo xuống. Vương Cửu Cửu choáng váng, nghĩ thầm, mama cực phẩm đúng là hiểu ý mình. Mình vừa định đổ tội lên đầu Lý Thanh Ương thì mama đã ngồi vẽ tội cho hắn. Chuyện này mà có truyền ra ngoài, thì người khác cũng chỉ cho rằng ba vì con mà giận dữ ra tay, mà hoàn toàn không có ảnh hưởng gì đến hình ảnh. Dù sao bất cứ ai nếu gặp phải chuyện này thì cũng làm như ông ấy. Còn những tên lưu manh này, ôi, đành mặc niệm cho chúng thôi. Mẹ em không tới sao? Vương Cửu Cửu hỏi. Vẫn chưa tới. Nghĩa là sao? Hà hà, đang trên đường tới, gã đeo kính nhìn đồng hồ trên cổ tay, nói, ối, mẹ em sắp tới rồi. Anh phải dẫn người rút đây. Anh nói gì thế, cứ làm như mẹ em là tai họa không bằng. Vương Cửu Cửu không vui nói. Ôi, công chúa điện hạ ơi, nói tai họa là coi thường mẹ em đó. Có tai họa nào còn ghê gớm hơn mẹ em chứ? Thôi anh chuồn đây. Gã đeo kính mỗi khi nhắc tới mẹ Vương Cửu Cửu liền lộ vẻ sợ hãi. Tần Lạc nhìn thấy vậy liền thầm nghi hoặc, chẳng phải Vương Cửu Cửu nói mẹ cô bị bệnh sao? Chương 35, mẹ con cực phẩm thượng. Khi thể lực Tần Lạc sắp tiêu hao hết, hắn đã từng tưởng tượng, có những chú cảnh sát mặc quân phục xanh nhảy ra từ những chiếc xe cảnh sát tới cứu hắn. Nhưng hắn chỉ đoán đúng nửa đầu. Một chuyện vốn chẳng liên quan đến nữ nhân mà phát triển thành huyết án, vì có đội cảnh vệ tham gia mà tính chất thay đổi. Cảnh cọ vàng bị phong tỏa, tất cả khách khứa đều bị mời về và được miễn phí ngày hôm đó. Cảnh sát cũng đến đây nhưng lập tức đi ngay, không dám lưu lại. Ông chủ của cảnh cọ vàng là Vương Khải cũng tới, đáng tiếc, hắn chưa kịp chuồn thì bị giữ lại. Tần Lạc cảm thấy chuyện chẳng khác nào một giấc mơ, mà suy nghĩ của đám bạn học Vương Cửu Cửu cũng chẳng khác Tần Lạc là mấy. Bọn họ học cùng lớp với Vương Cửu Cửu lâu như vậy, vậy mà không ai biết cô có thân phận khủng khiếp như vậy. Bọn họ không thể tin nổi, một người ở chung với bốn người trong một phòng ký túc xá, ăn mì xào cực kỳ khó nuốt trong căn tin trường, tự mình lấy nước từ phong đun mà dùng lại là con gái một quan lớn nào đó. Càng làm mọi người tức giận là nàng ra ngoài lại ngồi xe bus, không có cảnh sát hộ tống. Nhưng có một đám quân nhân như hổ rình mồi ngồi bên cạnh Vương Cửu Cửu. Bọn họ chỉ có thể cố gắng áp chế kích động trong nội tâm xuống. Thậm chí những người bình thường có quan hệ tốt nàng như Tiểu Hoa cũng không dám hé miệng nói câu nào. Vương Cửu Cửu cũng cảm thấy không khí không được tự nhiên, liền nói với gã đeo kính, Cao Thâm, bảo người của anh dẫn mấy tên lưu manh này đi đi.
nên làm thế nào thì làm thế ấy. Gã đeo kính khẽ gật đầu rồi nói với binh sĩ bên cạnh vài câu. Đám quân nhân lập tức áp giải đám lưu manh đi mà không dám phản kháng chút nào. Đào Nhiên giả chết nằm trên đất và Lý Thanh Ương nửa sống nửa chết cũng bị khiêng đi. Còn xử lý thế nào thì bọn chẳng cần quan tâm, chắc chắn sẽ có người thay họ giải quyết hết mấy chuyện này. Vương Cửu Cửu nói với Lý Mãnh, bây giờ mình còn một số chuyện phải xử lý. Cậu dẫn mọi người về trước đi. Lý Mãnh gật đầu, dẫn đám học sinh lưu luyến không muốn rời đi. Để tôi chuẩn bị xe. Ông chủ cành cọ vàng, Vương Khải là một người trung niên hơn 40 tuổi, đeo một cái kính gọng vàng, bộ dáng rất nho nhã lịch sự. Nhưng lúc này hắn gấp đến độ đầu ướt đẫm mồ hôi, không ngừng nịnh nọt. Không cần, bọn tôi tự tìm xe. Lý Mãnh không hề khách khí cự tuyệt. Hắn đến bây giờ mới biết vì sao khi họ bị đánh mà bảo vệ không xuất hiện, vì thế tất nhiên chẳng thèm khách sáo với Vương Khải. Ha ha, cậu đừng khách khí. Lý Minh, lấy xe đưa những sinh viên này về. Đều là nhân tài cả. Ha ha, tôi cũng thích kết giao với những người trẻ tuổi mà. Vương Khải ra sức đánh mắt với tên quản lý bảo vệ Lý Minh đang đứng ngây ngốc bên cạnh. Hắn quyết định, chỉ cần chuyện này qua đi, hắn sẽ lập tức đuổi việc tên ngu xuẩn này. Vậy mà nói với mình là người ta không có thân phận đặc biệt gì. Mẹ nó, đây là người không có thân phận gì đặc biệt sao? Nhưng chúng tôi không muốn kết giao với loại người như ông. Lý Mãnh châm chọc, chúng ta đi thôi. Hôm nay tiền xe mình trả. Đi thôi, Mãnh ca hôm nay phóng tay rồi. Mọi người cùng hét lên, cùng Lý Mãnh rời khỏi cành cọ vàng. Vương Khải xấu hổ cười trừ, nhưng cũng chẳng làm gì được. Những nhân viên phục vụ khác khi thấy ông chủ cao cao tại thượng của bọn họ lúc này lại nói năng khép nép, cũng không biết là có suy nghĩ gì. Vương Cửu Cửu vẫy vẫy tay với Cao Thâm rồi chỉ vào Tần Lạc nói, giới thiệu cho anh, đây là bạn em, Tần Lạc. Con mắt sau đôi kính của Cao Thâm thoáng lóe lên tinh quang, nhìn Tần Lạc từ trên xuống dưới. Vừa cười hi hi vừa nói, bạn trai. Hắn biết Vương Cửu Cửu là một người cao ngạo, bởi vì cô có thân phận đặc biệt, người lại xinh đẹp, là đóa hoa của cả quân khu. Cũng có không ít người trong số bọn họ thầm mến cô, những lúc bình thường đều tán tụng cô lên tận trời, ai cũng gọi cô là công chúa điện hạ. Những bạn học khác cô không hề giới thiệu người nào, hơn nữa còn phất tay đuổi họ về. Nhưng mà lại cứ để thằng nhóc này lại còn đặc biệt giới thiệu cho mình. Tổng hợp những điều này cũng chẳng trách Cao Thâm lại nghĩ như vậy. Vương Cửu Cửu tung chân đá Cao Thâm một cái, sụ mặt nói gì thế? Đó là thầy giáo của em. Nói vậy nhưng trong lòng cô lại vui vẻ pha lẫn một chút cảm xúc ngọt ngào. Thầm nghĩ, tên Cao Thâm này chỉ được cái nói đúng, sau này phải đối xử với hắn tốt hơn một chút. Hà hà, thì ra là thầy giáo. Thất kính, Cao Thâm vội bắt tay Tần Lạc. Đêm hôm nay phải cảm ơn các anh tới cứu rồi. Tần Lạc vừa cười vừa nói, tuy hắn không hiểu chức vị quân hàm của quân nhân hiện đại nhưng nhìn người trước mặt chắc hẳn chức vị không thấp. Không có gì, may mà bọn tôi đến kịp, nếu công chúa điện hạ có mất cọng tóc nào, tôi phải đập nát cái cửa hàng của hắn. Công chúa nhà chúng tôi không dễ bị trêu vào thế đâu. Cao Thâm cười khà khà, nhưng chẳng có kẻ nào dám nghi ngờ tính chân thật của câu này. Nhà chúng tôi, cậu không biết sao, Cao Thâm kinh ngạc nhìn Tần Lạc nói. Trong lòng hắn thầm nghĩ, Vương Cửu Cửu cũng thật lợi hại a. Vậy mà cũng không để lộ thân phận của mình, cái này hoàn toàn không phù hợp với tính cách của cô nha. Hồi nhỏ, đám con trai bọn hắn thấy cô rất xinh xắn liền chạy tới định bắt nạt. Lập tức cô ra vẻ hung dữ uy hiếp, ba ba tôi là ai hả, các cậu dám bắt nạt tôi bảo cha tôi bắn chết các cậu bây giờ. Trời đất chứng giám, lúc ấy đám trẻ con bọn hắn cũng chỉ mới biết yêu đương. Chạy đến bắt nạt cô cũng chỉ là muốn khiến cô chú ý thôi. Sau chuyện này, trong một thời gian rất lâu sau đó, bọn con trai trong đại viện hễ nhìn thấy Vương Cửu Cửu là đều bỏ chạy. Đến khi lớn hơn một chút, quan hệ mới dần tốt lên. Mọi người đều biết, bọn họ cùng xuất thân từ trại mồ côi, nếu không đoàn kết thì tất sẽ bị người ngoài bắt nạt. Xuất thân như vậy cũng chính là cơ sở để bọn họ giúp đỡ lẫn nhau khi tiến vào xã hội. Không biết, nhưng mà bây giờ cũng đoán được một tí. Tần Lạc lắc đầu cười. Thân phận Vương Cửu Cửu quả thực khiến hắn kinh ngạc. Kha kha, cậu làm thầy giáo của Vương Cửu Cửu chắc rất mệt phải không? Cô ấy cũng không vừa đâu. Lúc đầu thì không vấn đề gì, nhưng sau này, có thể sẽ mệt đấy. Tần Lạc thẳng thắn nói. Cho dù là thánh nhân, khi gặp đế vương cũng phải hành lễ. Bây giờ lớp của hắn có một nhân vật số má như vậy, cũng không biết là phúc hay là họa.
sau này có khi cũng không được mắng nàng nữa, nếu không lại bị đổ cho cái tội giết người cũng nên. Cao Thâm, anh im đi. Vương Cửu Cửu gầm gừ, tên chết bầm này không ngờ dám nói linh tinh trước mặt thầy Tần yếu quý của mình. Đúng là đáng ghét mà. Ha ha, nói đùa ấy mà. Vừa rồi anh đùa thôi. Công chúa của chúng ta chính là một người xinh đẹp, cao quý, thiện lương, thuần khiết mà. Cao Thâm sợ quá, vội vàng chữa lại. Vương Cửu Cửu trừng mắt nhìn hắn một cái rồi đến bên cạnh Tần Lạc nói, thầy Tần, thầy có sao không? Em đỡ anh qua bên kia ngồi một lát nhé. Đúng, đúng, ngồi đi, mọi người ngồi đi. Ha ha, cứ đứng như vậy sao được chứ? Vương Khải cuối cùng cũng tìm được cơ hội xen vào, vội vàng giúp nhân viên chuẩn bị. Lập tức, một góc ở đại sảnh cành cọ vàng nhanh chóng được sửa sang lại. Rượu đỏ, nước ngọt và các loại hoa quả điểm tâm được dọn ra đầy mấy cái bàn, cứ như là của chùa vậy. Tần Lạc, Vương Cửu Cửu và Cao Thâm ba người đi đến một bên, ông chủ cành cọ vàng, Vương Khải thì đứng một bên không ngừng nói chiêu đãi có chút không được chu toàn, mọi người cần gì cứ nói là được. Chúng ta ở lại đây làm gì thế? Tần Lạc hỏi Vương Cửu Cửu. Vương Cửu Cửu cười khổ nói, mẹ em đang tới đây. Chắc cũng sắp tới rồi. Vậy phải đợi thôi, Tần Lạc gật đầu. Con gái gặp chuyện như vậy thì có cha mẹ nào mà không tới chứ? Hai người đang nói chuyện thì Vương Cửu Cửu thấy một người phụ nữ ăn mặc sành điệu đi tới. Trương Nghi Y, bên này. Vương Cửu Cửu vẫy tay gọi. Trương Nghi Y giật nảy mình, lại đi giày cao gót khiến cô nàng suýt ngã. Thấy con gái, vẻ đoan trang, lịch sự liền biến mất, vội chạy tới. Người phụ nữ này da trắng như tuyết, tướng mạo xinh đẹp. Nhìn khá giống con gái, cũng có một đôi mắt to, lông mi cong vút, mái tóc dài uốn cong để xõa trên vai, trông rất sành điệu. Cũng không nhìn ra được bà ấy bao nhiêu tuổi nhưng nhìn qua thì chẳng khác nào một thiếu nữ trẻ tuổi xinh đẹp động lòng người. Tuy không cao như Vương Cửu Cửu nhưng lại có phong vận thành thục. Dáng người bốc lửa cùng bộ ngực đầy đặn đúng là mê người. Phụ nữ như vậy là điển hình của một bà mẹ trẻ, lúc nào cũng trẻ đẹp. Bà ấy là mẹ em. Tần Lạc kinh ngạc hỏi thăm. Hắn không nhận ra, Cao Thâm ngồi trong góc đã bắt đầu đổi chỗ, chạy vội đến bàn đối diện. Em còn hy vọng là không phải bà ấy đó. Vương Cửu Cửu bĩu môi nói. Thế còn không vừa lòng sao? Cả mẹ lẫn con đều đẹp, Tần Lạc cười khen. Nhưng vừa dứt lời thì Tần Lạc đã biết mình sai rồi, sai hoàn toàn. Bà ấy vừa đến nơi liền chỉ Vương Cửu Cửu mắng, cô giỏi nhỉ, cả ngày chỉ biết gây chuyện cho lão nương. Cô là học sinh, không lo học hành, mà lại chạy tới nơi này làm gì hả? Mấy chỗ này mà cô cũng dám tới sao? Thế lần đầu tiên ai dẫn con tới những nơi quỷ quái này? Vương Cửu Cửu tức giận đáp trả. Cô còn dám cãi, cứ xem về rồi tôi dạy dỗ cô thế nào. Bà ta chạy tới vừa kéo Vương Cửu Cửu lại vừa sờ soạng khắp người Vương Cửu Cửu, hỏi, không thiếu cái gì chứ? Không, mẹ sờ cái gì thế? Vương Cửu Cửu đẩy tay của bà ta ra. Đang ban ngày ban mặt mà cũng, sờ ngực người ta, ghê quá. Tôi sinh ra cô, sờ thì làm sao? Không sao là tốt rồi. Tôi còn bảo cha cô, nếu ông ấy không cho người tới cứu, cô sẽ không còn trong trắng. Ý, không có ai tới à? Tên khốn Cao Thâm, mình rõ ràng gọi cho hắn rồi cơ mà. Gì, cháu ở chỗ này, Cao Thâm xấu hổ đứng lên, gọi bà ta. Gọi gì cái rắm, gọi chị nghe chưa, Trương Nghi Y thét lên. Được rồi, không nói nữa, cậu biến đi, Trương Nghi Y thấy bộ dáng khó xử của hắn liền phất tay nói. Sau đó quét mắt bốn phía. Hỏi, ai chọc ghẹo cô? Lôi hắn ra đây. Con nói cho mẹ có người chọc ghẹo con hả? Vương Cửu Cửu nghi hoặc hỏi. Không nói, nhưng cô cao giáo xinh đẹp như vậy. Ở chỗ như thế này mà gặp chuyện thì nhất định là bị lưu manh trêu ghẹo rồi. Trương Nghi Y thản nhiên đáp. Phu nhân, cái này hoàn toàn là hiểu lầm. Vương Khải cũng đoán ra thân phận của người phụ nữ này, vội tới lấy lòng. Thằng cha này là ai? Là ông thầy cô thích hả? Tuổi lớn quá đấy. Trương Nghi Y thì thầm vào tai con mình. Không phải, ông ta là ông chủ cành cọ vàng, là kẻ gây chuyện đó. Vương Cửu Cửu suýt ngất. Trương Nghi Y nổi giận, chỉ thằng mặt Vương Khải mắng, ông ở đâu chui ra thế? Tôi quen ông hả, vừa bắt nạt con gái tôi xong, giờ chạy tới lấy lòng tôi, ông cho tôi là con ngu à? Ông nhìn tôi giống con ngốc lắm sao? Không giống, hiểu lầm rồi. Vương Khải vội lắc đầu. Nói thừa, đương nhiên không giống, hiểu lầm. Hiểu lầm cái gì, con gái tôi đã gọi điện cầu cứu, chẳng lẽ còn đổ oan cho ông hả? Còn nữa,
đừng có hơi tí là hiểu với trả lầm. Nực cười, khi chúng nó muốn giảng đạo lý với ông thì ông giở trò lưu manh. Bây giờ ông còn muốn nói lý với tôi sao? Làm lưu manh cũng phải có cốt khí chứ, một lần làm lưu manh, cả đời làm lưu manh, đừng thay đổi lập trường nhanh thế. Tần Lạc cuối cùng cũng biết vì sao Vương Cửu Cửu nhất quyết không chịu nhận bà mẹ này. Cho dù có là mình cũng không dám nhận nha. Chương 36, mẹ con cực phẩm hạ.